Chương 41, làm cho nở mày nở mặt. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Thái độ của mẹ như này là sao? Ông nội đã đích thân tới trước cửa nhà rồi, sao mẹ lại có thể làm như thế? Đúng vậy đó, thật sự là nghĩ mình hay ho lắm rồi đó hả? À? Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông nội đi. Người nhà họ Đường thay nhau liên tục chỉ trích Hà Diễm Mai. Người kia lập tức thay đổi thái độ, mặt đầy ý cười nói, "Bố, nhà con nhỏ hẹp, không phải biệt thự." Hơn nữa cũng không có nhiều ghế như vậy, có vào nhà cũng không có chỗ ngồi. Cho nên con mới không mời bố vào, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Úi cha, còn mang theo cả quà nữa cơ à, tiểu Tùng, ngơ ra đó làm cái gì, còn không mau nhận lấy quà tặng đi. Ồ, đường Tùng lập tức cầm lấy quà của người nhà họ đường mang tới, nhưng quà tặng quá nhiều, một mình cậu ta không thể cầm hết được mới réo gọi tiểu Mẫn tới lấy đồ nè. Ngô Mẫn đi tới, đường Tùng đưa quà lại cho vợ cầm sau đó tiếp tục cầm lấy quà trong tay của người nhà họ Đường Đường Thiên Long cố gắng để mình bình tĩnh chống gậy nói Diễm Mai đều là người một nhà có giận dỗi cái gì thì cũng cho qua đi lần này bố tới đây là đặc biệt mời cả nhà mấy đứa về lại gia tộc audio điện tử võ tấn bền bố bỏ đi ạ à. Hà Diễm Mai thoáng ngừng nói rời khỏi nhà họ Đường cũng tốt chỉ ít thì cũng không còn bị khinh bỉ không cần coi sắc mặt của người ta mà sống nữa hơn nữa cả nhà tụi con ai cũng có tay có chân, con không tin là rời khỏi nhà họ đường thì tụi con sẽ chết đói. Em dâu, cô, tôi cái gì mà tôi? Đường Hải, tôi nhắc cho anh biết, nơi này không phải là nhà họ đường, anh không có tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ, hùa tay múa chân với tôi đâu. Giang thần ở trong phòng nghe được tiếng ẩm ý bên ngoài cũng thoáng nở nụ cười nhạt. Nhưng mà đường sở sở lại có hơi sốt ruột. Đều là người một nhà, mẹ cần gì phải dứt khoát chia rõ ranh giới như thế chứ. Cô đứng lên đi ra cửa, khuyên, mẹ, bỏ đi mà. Bỏ cái gì mà bỏ? Hà Diễm Mai quát lên, con còn sợ không đủ mất mặt nữa sao, con bị nhục mạ nhiều đó vẫn còn chưa đủ hay sao? Trước đó bọn họ đã xỉ nhục con như thế nào, lẽ nào con đều quên hết rồi sao? Con, đừng sợ sợ đỏ mặt, mấp máy môi nhưng lại không biết phải nói gì. Hà Diễm Mai quay người nhìn đường Thiên Long, nói, bố, cả nhà tụi con không cần cổ phần gì cả, con cũng không muốn tiếp tục phải nhìn sắc mặt của mọi người mà sống nữa, mời bố về đi cho. Dầm, nói xong, bà ta dỗi tay kéo cửa đóng sầm lại một tiếng. Người nhà họ đường đứng ngoài này, sắc mặt ai cũng đều tái mét. Đường Hải chỉ tay vào cánh cửa đã đóng, giận run người mà mắng, bố, bố coi đi, bố coi thử đi, hà diễm mai này quả thực là đáng ghét. Đường Kiệt lại đi qua không ngừng gõ cửa, quát, đường bác, Thứ vô dụng nhà mày, mày ngồi trong phòng đó làm cái quái gì thế hả, còn không mau mở cửa cho bố đi. Nhưng mà, cho dù ông ta có gõ cửa như nào đi nữa thì cũng không có ai ra mở cửa. Thật là không ra thể thống gì. Đúng là không coi ai ra gì mà. Ông nội, loại người như vậy mà ông còn cầu xin bọn họ quay về nhà làm gì, cứ đuổi thẳng ra khỏi gia tộc là được rồi. Đúng vậy đó, lần này chúng lại đi tìm Thiên Quân ký hợp đồng thêm lần nữa con không tin là thiên quân còn dám thất hứa bởi lần này mà thất hứa thì sẽ bị tổn thất một số tiền rất khủng. bố được rồi chúng ta quay về đi thôi người nhà họ đường xôn xao mở miệng nói đường thiên long thở dài một hơi nói hai đợi tụi nó hết giận rồi nói sau vậy nói xong ông ta chống gậy quay đi bên trong nhà hà diễm mai đập hộp mấy món quà mà người nhà họ đường đã mua tặng úi trà rượu mao đài chật chật là thuốc thương hiệu Hoàng Hạc Lâu bản quý nè, một dương thuốc hút này chắc cũng mấy triệu nhỉ. Lại thuốc hút rồi lại rượu, đường bác, xem thử sáng mai cầm mấy thứ này ở quầy tạp hóa phía ngoài khu chung cư của mình coi đổi được bao nhiêu tiền. Đường bác từ nãy giờ vẫn không có mở miệng, lúc này chỉ lên tiếng ửm một cái. Mẹ, đừng có như vậy mà, đều là người một nhà cả, sao lại phải làm ẩm ý bế tắc như thế chứ? Đường sờ sờ mở miệng nói. Con thì biết cái gì? Hà Diễm mai quát, mẹ đây đã chịu đựng đủ lắm rồi, vừa hay bây giờ cũng không còn cần nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. À còn đường tùng, con liệu mà hăng hái lên cho mẹ một chút, đừng đi vĩnh lạc nữa, đổi công việc khác đi. Mẹ không tin là rời khỏi nhà họ đường thì chúng ta sẽ chết đói. Vâng, đường tùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Giang thần ngáp một cái. Tối hôm qua anh đi làm chuyện lớn, cả đêm đều không có ngủ. Sở sở, anh về phòng ngủ thêm đây đường sở sở phất tay nói, đi đi. Nói xong, cô lại lấy điện thoại di động ra xem buổi livestream lễ kế nhiệm của tiêu giao vương. Giang thần đi vào phòng của đường sở sở. Anh đã ở nhà họ đường được một thời gian rồi, nhưng vẫn luôn ngủ dưới sàn nhà. Vốn dĩ anh muốn tới tủ quần áo lấy chiếu ra trải dưới sàn đi ngủ, nhưng nghĩ tới chuyện đường sở sở còn đang ở bên ngoài, cũng không có vào trong phòng ngủ, cho nên Giang thần cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp nằm trên giường ngủ. Ở biệt thự của nhà họ Đường, cả nhà Đường Thiên Long chật vật trở về. Đường Thiên Long ngồi ở một bên, đốt tẩu thuốc lên rồi hút. Những người còn lại của nhà họ Đường ai cũng mặt mày xám xịt, đều đang chỉ trích cả nhà Đường bác, nhục mạ Hà Diễm Mai. Được rồi, Đường Thiên Long quát lên một tiếng. Nhà họ Đường lúc này mới ngậm miệng lại. Đường Thiên Long kéo một hơi trong tẩu thuốc, nói cho nhà của Đường bác 20% cổ phần, chờ tụi nó hết giận thì mang hợp đồng tới. Đường Hải, lần này con sẽ tự mình đi tới đó, cần phải có được sự tha thứ của tụi nó. Nghe tới 20% cổ trần, cả đám người nhà họ đường đều cuống lên. Bố, có phải bố già nên hồ đồ rồi không? Là 20% cổ phần đó, làm sao có thể nói cho người khác là cho chứ? Đúng vậy đó ông nội, dựa vào cái gì chứ? Cả nhà họ đều là thứ rác rưởi, sản nghiệp mà chúng ta dốc sức xây dựng nên, tại sao phải cho bọn họ chứ? Sao hả, lời tôi nói không còn giá trị nữa rồi à đường thiên long quát một tiếng tôi còn chưa có chết đâu còn là chủ của cái nhà này tôi cho ai cổ phần là tự tôi quyết định còn nữa tới đó mời đường sở sở về đây cho tôi đường hải vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của vĩnh lạc con hãy nhường lại cho bố bố sẽ giao cho đường sở sở đảm nhiệm con sẽ hỗ trợ đường sở sở cần phải thương thảo êm đẹp với bên thiên quân nhờ cậy được thiên quân thì gia sản của nhà họ đường sẽ nhanh chóng được tăng lên Vâng thưa bố, đường hải cúi đầu đáp một tiếng. Mặc dù trong lòng thấy rất không phục, nhưng đây là mệnh lệnh của ông cụ, ông ta còn dám lên tiếng phản đối được nữa hay sao? Đường Thiên Long tiếp tục dặn dò thêm, mấy ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của bố, đại thọ lần này hãy tổ chức ở một khách sạn lớn trong Giang Trung, được thì dùng triệt để các mối quan hệ, bố muốn bao chọn một tầng. Bố muốn làm thật nở mày nở mặt, hãy gửi thiệp mời cho tất cả những người có địa vị cao, mời bọn họ tới. Đường Hải không nhịn được lại hỏi một câu, bố, lần đại thọ này bố định dùng bao nhiêu tiền để tổ chức hạ? Đường Thiên Long ngẫm nghĩ một chút lại nói, chi ra 30 triệu tổ chức đi. Đường Hải, chuyện này giao cho con toàn quyền phụ trách. Bố muốn làm cho nở mày nở mặt, để cho khắp cả giang chung này phải đều biết nhà họ đường không phải là gia tộc bậc chung, mà chính là gia tộc siêu giàu có, hiểu chưa? Vâng thưa bố, con nhất định sẽ tổ chức thật hoành tráng, để cho bố nở mày nở mặt. Đường Hải vội vàng gật đầu, trong lòng cũng vui như hoa nở. Tổ chức bữa tiệc 30 triệu, ông ta có thể lén ăn chút tiền bâu ơ, lần này ít gì cũng sẽ kiếm được mấy triệu. Được rồi, mọi người giải tán đi. Đường Thiên Long vẫy vẫy tay, sau đứng lên chống gậy đi lên lầu. Sau khi ông ta đi lên lầu xong, người nhà họ đường mới cùng tụ lại một chỗ. Đường Kiệt nhỏ giọng nói, anh cả, bố cho đường bác một lần những 20% cổ phần, còn bảo anh nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị như này e là đang muốn nâng đỡ cho đường sở sở muốn bồi dưỡng nó trở thành người thừa kế của nhà họ đường này của chúng ta rồi đường hải liếc mắt nhìn người kia kiệt ý em là sao đường kiệt nhanh chóng nói anh cả em cũng là đang lo lắng cho anh thôi anh là con trai cả anh mới là người thừa kế của nhà họ đường bố đã già rồi nhất định sẽ không sống được mấy năm nữa Lỡ như một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay thì khối tài sản to lớn của nhà họ đường này không phải sẽ rơi vào tay của đường sở sở rồi à. Đường hải thoáng ngừng lại, nói kiệt à, đây chính là quyết định của bố, chúng ta phải nghe theo không thể cãi lời. Còn chuyện ai là người thừa kế dòng họ thì bố sẽ quyết định, biết chưa? Vâng, anh cả dậy chí phải, là do em đang nghi rồi. chương 42, Thần Y Giang Trung Hôm nay là một ngày lớn chấn động Giang Trung, Tiêu Giao Vương tiếp tục đảm nhiệm vai trò anh cả của năm quận. Tộc trưởng ba nhà quyền thế Giang Trung bị trói trên ghế, chặt đầu. Đầu người không rõ tung tích, mà người nhà họ Tiêu, cả nhà đều đã rút khỏi Giang Trung. Nhưng Giang Thần đã sớm phòng bị đến chuyện này, từ lâu đã dặn dò người chuẩn bị tốt mọi thứ, phong tỏa ba tuyến đường, biển, bộ, không, cấm không cho bất kỳ kẻ nào trong bốn gia tộc lớn xuất cảnh. Sau lễ nhậm chức của Tiêu Giao Vương, phía chính phủ cũng ra mặt, giải thích chuyện ba chùm lớn bị sát hại. Lôi một tử tù trong nhà giam ra, đeo mặt nạ quỷ giang thần sử dụng bắn chết trước mặt công chúng, cho mọi người một lời giải thích. Chuyện này mới tạm thời được đè ép xuống. Bốn nhà quyền thế giang chung thời trước, nhà họ tiêu hoàn toàn xong đời, không cách nào xoay mình được nữa. Ba nhà còn lại tuy chỉ chết mất một tộc trưởng nhưng cũng làm cho lòng người trong gia tộc hoang mang, đều dùng mọi quan hệ thăm dò, muốn làm rõ xem rốt cuộc bọn họ đã đắc tội với ai có người đoán đây là tiêu giao vương nhậm chức cho bốn gia tộc lớn một lời cảnh cáo, chỉ cả bốn gia tộc lớn. Tin đồn thế giới bên ngoài. Còn Giang thần thì đang rút đầu ở nhà đường sở sở ngủ. Đánh một giấc đến chiều. Hai giờ chiều, đường sở sở đi vào, thấy Giang thần nằm trên giường, bày ra tư thế chữ đại. Điều hòa trong phòng được bật tương đối thấp, cô lo Giang thần sẽ bị cảm nên đi tới, kéo chân bông lên đáp cho anh, Đúng lúc này, Giang Thần đột nhiên đứng lên bóp cổ Đường Sở Sở với tốc độ cực nhanh. Á! À, tiếng kêu sợ hãi của Đường Sở Sở khiến Giang Thần phản ứng lại, anh lập tức buông lỏng tay, vẻ mặt hối lỗi, "Sở Sở, anh xin lỗi." Đường Sở Sở ôm lấy cổ bị bóp đỏ trong giây lát, trên mặt thoáng tức giận, không vừa lòng nói, "Anh làm gì vậy?" Giang Thần vẻ mặt xấu hổ. Anh canh giữ biên cương quanh năm suốt tháng, ở biên cương rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng cho dù là lúc ngủ cũng phải giữ cảnh giác, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng đều sẽ bừng tỉnh. Thói quen nghề nghiệp, Giang Thần sờ lên đầu, thấy Đường Sở Sở vuốt cổ, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nhịn không được hỏi em không sao chứ? Không, không sao, Đường Sở Sở ngược lại cũng không có chuyện gì. Chỉ là tính cảnh giác của Giang Thần quá mạnh mẽ, sống chung với anh thế này nói không chừng có ngày bị anh bóp chết. Xin lỗi vẻ mặt Giang Thần đầy hối lỗi. Đường sở sở liếc nhìn Giang Thần, hỏi tối qua rốt cuộc anh làm cái gì vậy? Sáng ra về ngủ đến giờ luôn. Lo em còn giận nên mất ngủ. Giang Thần lắc lư ăn nói lung tung. Nếu để đường sở sở biết được tộc trưởng của ba nhà quyền thế là anh giết, thì có gì hay? Đường sở sở như ăn được mật ngọt, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn phụng phịu bất mãn. Stop, ai tin chứ, cả đêm không gọi điện thoại về, chắc chắn là đi phóng đáng với người phụ nữ khác. Giang thần thề son thề sắt đáp, thật sự không có. Nhịn nhỏ đường sở sở nhếch lên, được, tin anh, chiều anh đi cùng em đến thị trường nhân tài đi, em định đi kiếm việc làm. Bây giờ đã gây chuyện đến bế tắc tắc với gia tộc rồi, cô cũng không thể lại đến đường thị vĩnh nhạc đi làm nữa. Những năm này tuy rằng cô bị nhục mạ, bị xem thường, nhưng cô rất vươn lên, không bỏ học mà tiếp tục tham gia các khóa học khác nhau cô có lý tưởng, hoài bão của mình. Cô không muốn cứ đợi ở nhà bỏ phí thời gian như vậy. Qua thời gian nữa hãng nói đi, Giang thần mở lời. Anh định mua lại trung tâm thương mại trong thành phố. Sau này chắc chắn có nhiều tập đoàn lớn tham gia, mà Giang thần cũng dự định thành lập công ty. Trước kia đường sở sở còn làm chủ tịch điều hành vĩnh nhạc trong nửa tháng, quản lý công ty một cách có trật tự. Giang thần định mở công ty, để đường sở sở đi quản lý không được, đường sở sở phụng phịu, nói, không đi làm thì ăn gì, dùng gì, anh mua quần áo đẹp cho em à? Mua túi sách đắt tiền cho em, mua đồ trang điểm cho em chắc. Chỉ cần em vui vẻ vậy cũng được, anh đi lính 10 năm, cũng để giành được không ít tiền. Nhưng em không có thói quen tiêu tiền của đàn ông. Được rồi, Giang thần không nói nữa. Đường sở sở muốn đi làm, vậy thì cứ để cô đi làm đi. Dù sao thì anh vẫn đang chuẩn bị, khi nào thì triển khai còn chưa chắc được. Anh đi rửa mặt chút đi, em đi thay đồ. Ồ. Giang Thần gật đầu đi ra. Phòng khách không có ai, có lẽ đều ra ngoài cả rồi. Giang Thần mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ đi vào toilet, tùy tiện rửa mặt rồi trở lại phòng khách chờ. Chẳng mấy chốc, Đường Sở Sở đã thay quần áo xong, bước ra ngoài. Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, hai mắt Giang Thần sáng lên thân trên đường sở sở mặc một áo sơ mi trắng, dưới mặc chiếc đầm khoét, đi giày cao gót, dáng vẻ hệ như một người phụ nữ thành công, vô cùng khí thế. Hơn nữa dáng người của cô rất đẹp, với mái tóc đen dài buông ngang lưng, tạo cho cô ấy một cảm giác trưởng thành, giàu kinh nghiệm. Đẹp thật đấy. Giang thần yêu thích đường sở sở, giống như yêu thích một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhịn không được tán thưởng. Đường sở sở quay tại chỗ một vòng, hé miệng cười khẽ thế nào. Giang thần giơ ngón tay cái lên, đẹp lắm, kiếp trước anh tích nước lắm mới tìm được một người vợ đẹp như em. Miệng nhỏ đường sở sở cong lên, bớt nịnh hót đi, nếu không phải là anh chữa khỏi cho em, em cũng không thèm lấy anh đâu. Mẹ nói đúng, nếu anh mở thẩm mỹ viện nhất định làm ăn sẽ rất phát đạt, như vậy thì em không cần phải đi làm, yên tâm làm vợ nhà giàu ở nhà rồi. Giang thần sờ cầm, vợ nhà giàu. Trước nay anh chưa từng tính toán rõ tài sản của mình, hôm qua tính sơ quả thực có hơn 200 tỷ, tài sản này nhất định là người giàu có nhất Giang Trung. Có điều anh đã để tiểu hắc về Nam Hoang kiếm tiền rồi, dự định mua một khu thương mại mới xây dựng trong thành phố. Vợ à, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ để em làm vợ nhà giàu. Bớt lầu bào đi, bản thân anh mấy cân mấy lượng anh còn không biết sao. Đi thôi, sắp 3 giờ rồi, chế tí nữa là không kịp đợt tuyển dụng của các tập đoàn lớn đâu. Ờ lúc này Giang thần mới đứng dậy. Hai người cùng nhau ra ngoài. Đường sở sở cũng không có xe. Tuy rằng Giang thần có nhưng đó là xe quân dụng của Hắc Long, anh cũng không muốn lái. Nên đành chờ đường sở sở đến thị trường nhân tài gần đó bằng con sen điện nhỏ. Đường sở sở ngồi ở ghế sau, ôm lấy eo Giang thần, tựa đầu vào lưng anh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Tuy cuộc sống hiện tại có nghèo khó, không có Mercedes-Benz, không có BMW nhưng so với ngồi Mercedes-Benz hay ngồi BMW còn hạnh phúc hơn, có thể gần gũi với thiên nhiên, gió mát cũng là gió tự nhiên. Thần, kể cho em chút chuyện khi em làm lính đi. Giang thần đi xe điện nhỏ cười nói, chuyện này dài lắm, trong quân ngũ 10 năm dù 10 ngày 10 đêm cũng không kể xong, đợi sau này anh từ từ kể em nghe. Em rất tò mò, anh làm lính sao lại biết y thuật. Đây là Giang Trung, là thủ đô của dược liệu, hội tụ trung y trong cả thiên hạ, anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng là một thần thuốc đông y già, hơn nữa còn là dạng giấu nghề, từ nhỏ anh đã học được một ít rồi, biết được rất nhiều phương thuốc cổ truyền, y thuật của anh cũng chỉ là hạng soàng thôi, y thuật của tiểu hắc mới thật là thần kỳ, nhưng tiểu hắc khiêm tốn, nếu không đã trở thành thần y rồi. Vậy sao, so với y thuật của phương thốn tâm thì ai hơn ai? Phương thốn tâm, ai vậy? Giang thần thoáng giật mình. Stop, còn học y, ngay đến phương thốn tâm là ai cũng không biết, thần y Giang Trung, phương vĩnh cát lấy lừng của Giang Trung, hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, mà phương thốn tâm là cháu gái của phương vĩnh cát, được khen là trò giỏi hơn thầy. Ngoặc kép, Giang thần thật sự không biết, anh là hắc long của Nam Hoang, sao để ý đến mấy nhân vật nhỏ nhoi này được. chương 43, ứng tuyển. Giang thần lái xe điện nhỏ, đưa đường sở sở đến khu chợ nhân tài lớn gần đó. Sau khi đi vào cổng, đường sở sở nói thần, anh ở ngoài đợi em đi, để em vào bên trong dạo thử. Giang thần chiêu gẹo cười nói, thế nào, chê anh đi cùng với em, làm cho em mất thể diện sao? Đường sở sở lập tức giải thích nói, không phải đâu, em phải đi rất lâu, em sợ anh thấy phiền phức, gần đây có quán nét đó, anh đến quán nét chơi game trước đi, em xong rồi sẽ gọi điện thoại cho anh. Đường sở sở thúc giang thần, cô là phụ nữ, cho dù chưa bao giờ yêu đương, nhưng sách cũng đã đọc không ít. Trên sách đều nói, đàn ông ghét nhất là phải đi dạo cùng với vợ, cô thật sự lo lắng rằng Giang Thần sẽ cảm thấy phiền phức. Không chơi trò chơi đâu, anh phải đi cùng với em, em xinh đẹp như thế này, anh lo lắng. Giang Thần cười nói, trong lòng đường sở sở vô cùng vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng cô vẫn hy vọng rằng Giang Thần sẽ đi cùng với cô. Hai người cùng nhau đi vào chợ nhân tài các công ty lớn đều đã thiết lập thông báo tuyển dụng các vị trí ở chỗ này, rất nhiều nam nữ thanh niên mặc tây trang, đeo caravat, mặc quần áo chuyên nghiệp đi đi vào vào, ở giữ rất nhiều công ty tìm kiếm công việc thích hợp cho chính mình. Giang thần hỏi, sở sở, em định làm việc gì? Đường sở sở nói, nhìn đi, chỉ cần phù hợp, làm cái gì cũng được, em cũng không có kinh nghiệm về công việc gì cả, chỉ cần có công ty tuyển em, cho dù một chức vụ nho nhỏ, cũng đều có thể, coi như là học tập kinh nghiệm, hơn nữa em tin tưởng khả năng của em chỉ cần có công ty tuyển dụng em em nhất định sẽ tăng chức rất nhanh nếu không thì gọi một cuộc điện thoại cho diệp hùng bảo ông ta sắp xếp một công việc ở thiên quân cho em hay là thôi đi ông ta là nhân vật nổi tiếng rất bận làm sao sẽ để ý đến người bình thường như em chứ đường sở sở khẽ lắc đầu nói tuy rằng anh đã cứu ông ta nhưng ân tình mà ông ta nợ anh đã trả rồi hơn nữa chúng ta cũng không thể dựa vào người khác cả đời được phải tự mình dốc sức làm việc. Câu trả lời của Đường Sở Sở làm cho Giang Thần rất hài lòng. Có thể lấy được người vợ biết nghĩ như Đường Sở Sở, anh thật may mắn. Vợ, chúng ta lĩnh chứng nhưng còn chưa có tổ chức hôn lễ đâu, chúng ta chọn ngày tốt để làm hôn lễ, anh cam đoan sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, tổ chức một đám cưới khiến em nở mày nở mặt. Không vội, Đường Sở Sở dừng một chút, đợi làm việc chăm chỉ vài năm nữa, có tiền mua nhà rồi. Chúng ta hẵng lo đến những chuyện này." Nghe vậy, Giang Thần cũng không nói nhiều nữa. "Hừ, ngay giờ phút này, Đường Sở Sở nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một công ty, cảm thấy chức vụ đó rất phù hợp với mình. Nhà thiết kế trang phục. Từ bé cô đã thích cái đẹp, nhưng bởi vì chuyện ngoài ý muốn 10 năm trước, khiến cho cô bị hủy hoại nhan sắc, trở thành người phụ nữ xấu nhất Giang Trung. Càng xấu xí, lại càng khát khao đối với cái đẹp. Vì vậy, chuyên ngành đại học của cô là thiết kế thời trang. Cô thích cái đẹp, thích thiết kế những bộ quần áo đẹp để bù đắp lại chỗ thiết hụt trong lòng mình. Ngoài thiết kế thời trang ra, cô còn học thêm rất nhiều, nào là tiêu thụ, kế toán viên, tài chính, kế hoạch tiếp thị. Mười năm nay, thứ cô có thể học, căn bản đều đã học hết. Nhưng, ở trong nhiều lĩnh vực như vậy, cô vẫn thích thiết kế thời trang nhất. Cô kéo tay Giang Thần, chỉ về phía trước nói thần, đây là tập đoàn Ngải Lạp, thương hiệu son dưới trướng tập đoàn Ngải Lạp, là thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới, cũng là thương hiệu cao cấp, em muốn làm việc trong tập đoàn Ngải Lạp, em muốn đến tập đoàn Ngải Lạp làm nhà thiết kế thời trang. Trên mặt đường sở sở hiện lên một tia vui mừng, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô đã từng rất xấu, khiến cho trong tiềm thức cô luôn theo đuổi tình yêu với cái đẹp, đối với những công ty, thương hiệu thời trang này, cô đều biết rất rõ. Vậy đi thôi, anh tin em, em sẽ được nhận vào ừ đường sở sở gật đầu hít một hơi thật sâu buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại sau đó đi đến khu vực thông báo tuyển dụng của tập đoàn ngải lạp tập đoàn ngải lạp là tập đoàn lớn là tập đoàn tầm quốc tế những công ty khác tuyển dụng chỉ để một cái bàn còn tập đoàn ngải lạp là một gian mặt tiền ở ngoài cửa có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt nộp hồ sơ và phỏng vấn đường sở sở tự giác đi xếp hàng xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt cô. Ngồi trên ghế làm việc là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông mặc tây trang, đeo cà vạt, đang miệt mài sắp xếp tài liệu, chuẩn bị tan tầm. Nghe được tiếng bước chân, đầu anh ta cũng không ngẩng lên, đặt sơ yếu lý lịch lên bàn, về nhà chờ thông báo, sau khi thông qua sẽ gọi điện thông báo cho cô đến công ty để phỏng vấn. Đường Sở Sở ngay lập tức chuẩn bị đặt tài liệu sơ yếu lý lịch lên bàn. Ngay lúc này, người đàn ông ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đường sở sở, ánh mắt anh ta trở nên sáng rực. Chờ một chút. Hả? Đường sở sở vừa để sơ yếu lý lịch xuống đang chuẩn bị rời đi thì ngừng lại, nhìn quản lý tuyển dụng của tập đoàn Ngải Lạp, hỏi còn có chuyện gì sao? Mắt Chu Hào nhìn kỹ đường sở sở, nhìn từ đầu đến chân, trong ánh mắt mang theo sự tham lam không hề che giấu, đã từng thấy người đẹp, nhưng chưa thấy ai đẹp như thế này. Chu Hào chỉ vào cái ghế, nói, ngồi, trò chuyện. Được, đường sở sở ngồi xuống ứng tuyển vào vị trí nào ứng tuyển làm nhà thiết kế thời trang có kinh nghiệm làm việc liên quan sao không có chu hào cao mày nói người đẹp như vậy không ổn cô có biết công ty chúng tôi tầm cỡ như thế nào không cô có biết nhà thiết kế thời trang cho công ty chúng tôi có nghĩa là làm gì không nói xong anh ta cầm lấy sợi yếu lý lịch ở trên bàn lên nhìn tốt nghiệp học viện thiết kế thời trang hạng hai trong nước còn không có kinh nghiệm làm việc, anh ta khẽ lắc đầu, nói: "Cô biết không, ứng tuyển vào vị trí này đều là tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài, hơn nữa đều có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm việc ở các công ty nổi tiếng, cô một chút ưu thế cũng không có." Đường Sở Sở ngay lập tức nói: "Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm làm việc, nhưng hiểu biết của tôi đối với việc thiết kế thời trang chắc chắn không hề kém cạnh những người đã làm việc nhiều năm, xin hãy cho tôi một cơ hội." Để tôi đích thân cầm bản thiết kế của tôi đến công ty để phỏng vấn." Chu Hào vuốt cằm, nhìn kỹ đường sở sở, ánh mắt dừng lại ở trên vùng cổ trắng nõn của cô, từ từ di chuyển xuống dưới, nhìn chiếc áo sơ mi sắp bung ra, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, anh ta giả vờ tiếp tục xem sơ yếu lý lịch. Mà sau khi anh ta nhìn thấy trên sơ yếu lý lịch viết đã từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Đường Thị Vĩnh Nhạc, anh ta ngay lập tức biết cô là ai đây là đường sở sở của nhà họ đường. Nhà họ đường mà hôm nay mọi người đều đồn đại. Sáng sớm hôm nay, nhà họ đường đã mất hết cả thể diện. Đường Thiên Long nhận được một lá thư mời giả đến tham dự buổi lễ mừng tiêu giao vương nhậm chức, bị đuổi ra ngoài. Mà con rể nhà họ đường giang thần tham gia quân ngũ trở về, mượn một chiếc xe đặc biệt đến. Đó là một chiếc xe vô cùng oai phong. Chỉ có điều, bên ngoài đều đã bắt đầu truyền tai nhau chiếc xe này là của một nhân vật nổi tiếng nào đó, bởi vì người nổi tiếng này không ở Giang Trung. Mà tình cờ là cấp trên của Giang Thần quen tài xế lái xe cho người nổi tiếng này, cho nên mới mượn chiếc xe này đến đó. Ở bên ngoài đều đồn đại, một khi người nổi tiếng đó quay về, biết được chuyện này, chẳng những người tài xế xong đời, ngay cả cấp trên của Giang Thần cũng sẽ xong đời, mà Giang Thần lại càng không thể thoát được. Lại có thể dám cả gan lái một chiếc xe đặc biệt để giả vợ uy hiếp, không biết chữ chết viết như thế nào sao cái kia là đường sở sở đúng không là như vậy tôi cảm thấy các phương diện của cô đều phù hợp với yêu cầu của công ty tôi như vậy đi buổi tối cô dành một khoảng thời gian đi ra ngoài chúng ta gặp mặt trò chuyện một chút rồi sau đó nói chuyện phỏng vấn không cần chờ buổi tối tôi cũng sắp tan làm rồi chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện rõ ràng được trên mặt đường sở sở đầy vui mừng vội vàng nói cảm ơn anh nhiều không cần cảm ơn nhà họ đường từng có ơn đối với tôi, cô là người nhà họ đường, tôi làm thế nào cũng phải giúp cô, chúng ta tâm sự một mình, tôi với cô nói chuyện kỹ càng một chút sau đó bàn chút chuyện phỏng vấn, cho cô đi cửa sau, để cô thành công được tuyển dụng. Chu Hào bắt đầu lừa dối. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là lừa đường sở sở đến khách sạn, chỉ cần tới khách sạn rồi, vậy còn không phải để mặc anh ta chơi đùa sao. Mà đường sở sở không hề nghi ngờ mà rất tin tưởng lời của Chu Hào, thật sự tưởng rằng nhà họ đường có ơn với anh ta, cô thực sự cho rằng anh ta mở cửa sau cho cô đi. Bên ngoài nơi tuyển dụng của Ngài Lạp, Giang Thần ngồi trồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Ngay giờ phút này, anh cảm thấy có một tia sát khí, anh ngay lập tức cảnh giác mà đứng lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, ở trong đám người nhìn thấy một người. Cô ta! Giang Thần nhíu mày, làm sao cô ta lại ở Giang Trung? Anh thấy đường sở sở còn chưa ra, Suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi theo. Chương 44: Theo dõi. Bây giờ đã đến giờ tan tầm, Chu Hào hẹn những người ứng tuyển khác ngày mai quay lại. Sau đó sắp xếp mọi thứ thật tốt, nói với Đường Sở Sở ở bên cạnh, "Sở Sở, nếu không thì đến nhà của tôi đi, nhà của tôi không có ai, tôi sẽ giải thích thật cặn kẽ cho cô các thủ tục tiếp theo của việc ứng tuyển." "Hả?" Đường Sở Sở sửng sốt, "Đến nhà anh?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Sở Sở, Chu Hào ngay lập tức sửa lại, nói, nhà của tôi cách đây tương đối gần, rất tiện, nếu như cô không muốn, vậy thì đến công ty, đến phòng làm việc của tôi. Chu Hào là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Ngải Lạp, anh ta chịu trách nhiệm việc thông báo tuyển dụng, vì vậy cũng có phòng làm việc. Trong phòng làm việc của anh ta có ghế sofa, ghế sofa và giường đều có tác dụng như nhau. Anh ta đã nghĩ kỹ, đe dọa dụ dỗ, nhất định phải làm cho bằng được người đẹp đường sở sở này đây chính là người được truyền thông bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất giang trung vừa nghĩ đến dáng người nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô anh ta đã vô cùng kích động nghe được sẽ đến phòng làm việc lúc này đường sở sở mới thở dài nhẹ nhõm vội vàng nói quản lý cảm ơn anh nói cảm ơn cái gì gọi một tiếng chu đại ca là được anh ta nói xong đi tới kéo tay của đường sở sở nhưng đường sở sở lại né khỏi chu hào phóng khoáng nói thật xin lỗi mạo phạm rồi tôi coi cô là em gái bên ngoài nhiều người tôi kéo cô tránh để bị người khác lợi dụng đường sở sở khẽ vuốt tóc cười nói không có việc gì chu hào dùng tay ra hiệu xin mời đi thôi đường sở sở đi ra ngoài trước nhưng không tìm thấy gian thần cô không khỏi nghi ngờ lấy điện thoại ra gọi cho gian thần điện thoại đã thông nhưng có ai nhận máy cô nhíu mày lẩm bẩm nói thầm chạy đi đâu rồi chứ sở sở đi thôi dạ giang thần đi rồi đường sở sở cũng không nghĩ gì nhiều chẳng qua là cho rằng anh không muốn chờ lúc này mới rời đi trước vì vậy cô gửi cho giang thần một tin nhắn thoại thần em tới tập đoàn ngải lạp để bàn chuyện tiếp theo của việc tuyển dụng anh về nhà trước đi sau khi gửi tin nhắn xong cô nhìn kỹ chu hào ở bên cạnh mình trong ánh mắt chu hào mang theo một sự tham lam không hề che giấu cô nhìn thấy ánh mắt của chu hào không khỏi nhíu mày Chu Hào kịp thời phản ứng lại, cười cười, nói rằng, "Sở Sở, thật xấu hổ, cô quá đẹp, nhìn thấy cô, tôi ngay lập tức nghĩ tới việc dù cho bất kỳ thứ quần áo nào mặc ở trên người cô cũng sẽ đều rất đẹp." Thực ra anh ta đang nghĩ, chỉ là tưởng tượng rằng bất kỳ thứ đồ nội y nào mặc ở trên người Đường Sở Sở cũng đều gợi cảm. Trong lời nói của Chu Hào, hoàn toàn khiến cho Đường Sở Sở thích thú. Xem ra, Chu Hào cũng là một con người có hiểu biết về thiết kế thời trang, có thể thưởng thức người đẹp. Không có gì, xem ra Chu Đại ca đối với phương diện thiết kế thời trang, phối hợp quần áo cũng có nghiên cứu rất sâu, tôi ngược lại muốn xin được anh chỉ bảo. Nghe vậy, Chu Hào lay động. Anh ta chỉ ở bộ phận nhân sự, nên những chuyện này đều không rõ. Nhưng, anh ta lại tự hào nói, cái đó, những thứ này tôi cũng có hiểu biết chút ít, chúng ta đến công ty rồi trao đổi sâu hơn một chút, bên này xin mời, tôi lái xe qua đó, tôi đang làm quản lý ở Ngải Lạp, tiền lương cũng không cao cũng chỉ khoảng 5 vạn, nhưng tiền thưởng cuối năm được nhiều hơn, cũng mua được xe hơi hạng sang trăm vạn. Anh ta cố ý khoe khoang. Đường sở sở cười nói, chu đại ca thật lợi hại, tuổi còn trẻ, đã đạt tới đỉnh cao của đời người rồi, sau này xin nhờ anh giúp đỡ. Ha ha, sau này hãng nói. chu hạo cười to, hai chữ sau này, khiến cho anh ta muốn đến nhanh hơn. Đường sở sở đến tập đoàn ngải lạp cùng với chu hạo lúc giang thần chờ đường sở ở ngoài cửa anh cảm giác được tia sát khí sau đó ở trong đám người phát hiện một bóng dáng quen thuộc anh nhanh chóng chuyển máy điện thoại sang chế độ yên lặng sau đó âm thầm đi theo đi ra khỏi chợ nhân tài đi phía sau một người bán hàng anh vẫn luôn luôn đi theo người này đến trung tâm thương mại từ cửa sau trung tâm thương mại đến bãi đậu xe dưới tầng hầm giang thần đi theo một người phụ nữ Tuổi của người phụ nữ này nhìn qua thì khoảng chừng 25-26 tuổi, mặc áo khoác da đen và quần da đen, mái tóc đen dài, trông cô ta rất xinh đẹp, thân hình vô cùng chuẩn. Người con gái đi tới bãi đỗ xe dưới lòng đất, đứng ở một góc, nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ta lặng lẽ chạm vào sau thắt lưng, lấy một khẩu súng lục tinh xảo ra. Chỉ trong nháy mắt, cô mạnh mẽ xoay người, chiếc súng lục tinh xảo khéo léo nhắm thẳng vào Giang Thần nhìn thấy Giang Thần, trong ánh mắt cô ta có chút hoảng hốt, nhanh chóng cất khẩu súng lục đi, có chút trột dạ, làm sao, làm sao lại là anh. Giang Thần đi tới, tựa vào trên cột đá, quan sát thật kỹ người con gái trông thanh thuần xinh đẹp mặc đồ da bó sát ở trước mặt, thản nhiên nói cô không ở biên giới Nam Hoang, chạy tới Giang Trung để làm gì. Giang Thần liếc mắt nhìn người con gái trước mặt. Đây là một thành viên chủ chốt của đội trộm mộ ở biên giới Nam Hoang, trong một lần đi trộm mộ cổ, bị anh bắt được. Nhưng, thứ bị đánh cắp là ngôi mộ cổ của một nước kẻ thù, anh cũng không làm khó đội trộm mộ này, sau khi lấy một khoản tiền chuộc đáng kể, thì thả người ra. Nhưng đám người này một mực đòi ở biên giới, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở Giang Trung? Đối mặt với Giang Thần, hoa hồng đen có chút khẩn trương, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài giọt mồ hôi nho nhỏ. Đây là Hắc Long, thống soái của trăm vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang, anh không canh giữ biên giới, làm sao lại ở nơi này? thưa, thưa chủ soái, tôi, tôi bám theo người khác tới Giang Trung. Hửm, Giang thần nhìn hoa hồng đen, bám theo người khác. Trước đó, anh cảm giác được sát khí. Nhưng, sát khí này tuyệt đối không phải phát ra từ trên người hoa hồng đen. Mặc dù cô ta cũng có chút khả năng, nhưng tuyệt đối không thể có sát khí đáng sợ như vậy, phải giết rất nhiều người thì mới có thể có được loại sát khí này. Hoa hồng đen không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Chủ soái, là thế này, khoảng thời gian trước, chúng ta tiến vào một cái một cổ, ở bên trong chiếm được một kho báu, nhưng bị phục kích đến, tất cả thành viên trong đội đều đã chết, chỉ có tôi trốn thoát, tôi bám theo sau người đó tới Giang Trung, nhưng mà lại để mất tung tích của anh ta. Về việc này, Giang Thần cũng không muốn quan tâm. Anh liếc mắt nhìn Hoa Hồng Đen một cái, thản nhiên nói, nơi này là Giang Trung, không phải là vùng biên giới của nước kẻ thù, ở chỗ này phải làm theo pháp luật ở nơi này, đừng gây chuyện để lại một câu, Giang Thần xoay người rời đi. Chủ soái hoa hồng đen nóng nảy, nhanh chóng tiến lên, kéo lấy tay Giang Thần. Sắc mặt Giang Thần trầm xuống, dễ như trở bàn tay bóp cổ hoa hồng đen, kéo cô ta lên khỏi mặt đất, lạnh giọng chất vấn nói cô, muốn làm gì. Cổ hoa hồng đen bị nắm chặt, mặt cô ta đỏ bừng bừng, gian nan mà mở miệng chủ, chủ soát là, là tôi mạo phạm, xin chủ soái thứ lỗi, tôi, tôi không có ý gì khác, xin nghe tôi nói. Giang thần tùy tiện ném đi, giống như ném rác, ném hoa hồng đen xuống mặt đất. Hoa hồng đen nhanh chóng quỳ trên mặt đất, dập chán lên mặt đất, xin chủ soái thu nhận và giúp đỡ. Giang thần thản nhiên nói, có ý gì? Hoa hồng đen nói, vì kho báu này, tất cả mười mấy anh chị em chúng tôi đều đã chết, mà chìa khóa để mở kho báu đó lại ở trong tay tôi. Kẻ địch có thể dễ dàng giết cả đội chúng tôi, chắc chắn thực lực rất mạnh, cầu xin chủ soái thu nhận, tôi bằng lòng dâng chìa khóa của kho báu đó ra nếu như là trước đây giang thần chắc chắn sẽ khinh thường không thèm nhìn nhưng hiện tại anh lại có chút hứng thú hơi buông tay đứng lên rồi nói được lúc này hoa hồng đen mới đứng lên giang thần hỏi lần này các người lại trộm mộ gì chiếm được kho báu gì mộ cổ lan lăng vương lấy được một cái hộp cổ nghe đồn rằng trong hộp cổ có kho báu không gì bì được kho báu này vô giá có kho báu này là có thể giải đáp được bí mật lưu truyền ngàn năm ẩn giấu trong bức Hoa Nguyệt Sơn Cư. Hửm? Nghe vậy, sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Bức Hoa Nguyệt Sơn Cư. Vậy Lan Lăng Vương là ai, đào ra được kho báu từ trong mộ cổ của Lan Lăng Vương, làm sao lại có thể liên quan đến bản đồ gia truyền của gia tộc anh? Chương 45, đâm đầu vào chỗ chết. Mộ cổ Lan Lăng Vương, kho báu trong hộp, chìa khóa, bức Hoa Nguyệt Sơn Cư, hoa hồng đen. Giang Thần nhìn Hoa Hồng Đen mặc áo da đen, dáng người đầy thướt tha trước mặt, lạc vào dòng suy nghĩ. Đây là trùng hợp hay là có người cố ý làm? "Chủ soái, xin anh thu nhận tôi." Hoa Hồng Đen lại mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự van cầu. Giang Thần liếc mắt nhìn cô ta một cái, cô nói có người giết sạch đồng đội của cô rồi, cô không trốn vì mạng sống của mình mà lại đến Giang Trung, còn tìm tôi che chở, nói như vậy có phải không được logic không? Hoa hồng đen giải thích nói, người giết người đoạt châu báu không phải ở đằng sau suối dục người giết người muốn độc chiếm kho báu. Hoa hồng đen giải thích nói, người giết người đoạt châu báu không phải ở đằng sau suối dục người giết người muốn độc chiếm kho báu, không giao hòm kho báu cho người chủ thuê, mà lại mang hòm kho báu lẻn vào giang chung. Lúc này tôi mới bám theo, trong tay tôi có chìa khóa, nếu như để cho người chủ thuê biết chìa khóa ở trong tay tôi, vậy thì tôi chạy trời không khỏi nắng chương mới nhất tại gạch dưới chăm chu yên vn gạch dưới. Người chủ thuê là ai? Hoa hồng đen nói, không biết, tất cả đều do đại ca liên hệ cùng với anh ta, bây giờ đại ca đã chết. Người giết người đoạt kho báu là ai? Không biết, khi đó trong mộ cổ rất hỗn loạn, tất cả đều tối đen, tôi bị thương nặng, chỉ lo chạy trốn, không thấy rõ. Giang thần chia tay, chìa khóa. Bàn tay của hoa hồng đen vòng ra sau lưng, lấy ra một cái chìa khóa từ bên trong túi quần da đen đưa cho anh giang thần nhận lấy cầm trong tay nhìn chiếc chìa khóa này rất nhỏ rất đơn giản nhìn không ra là cái gì cả cái này đúng đây là chìa khóa để mở kho báu kho báu vô cùng đặc biệt ngoại trừ chiếc chìa khóa này không ai có thể mở được cho dù là bất kỳ máy móc công nghệ cao hiện đại cũng không thể mở kho báu giang thần cất chìa khóa đi nhàn nhạt nói cô đến phòng khám phạm nhân tìm tiểu hắc đi theo tiểu hắc trước chỉ có điều bây giờ tiểu hắc đang về nam hoang cô chờ vài người nữa rồi đi để lại một câu giang thần xoay người bước đi anh vốn dĩ không muốn quan tâm đến chuyện này nhưng bức hoa nguyệt sơn cư lại có liên quan đến gia tộc của anh anh không thể không chú ý một chút bức hoa nguyệt sơn cư là báu vật gia truyền của anh còn lai lịch của bức tranh này giang thần một chút cũng không biết anh chỉ biết là bức tranh này được truyền qua rất nhiều năm trong giới đồ cổ tiếng tăm lừng lấy, là bức vẽ có giá trị cao nhất hiện nay. Bức hoa Nguyệt Sơn Cư bị làm giả rất nhiều, nhưng chưa có ai từng nhìn thất bức hoa Nguyệt Sơn Cư thật sự. Sau khi Giang Thần rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hoa hồng đen cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Sau khi Giang Thần đi ra ngoài, lấy điện thoại ra, phát hiện có cuộc gọi nhớ của đường sở sở, còn có tin nhắn mà cô đã gửi. Anh cũng không trả lời lại, lái xe điện nhỏ đi vòng về chợ nhân tài. Tập đoàn Ngải Lạp. Đây là tập đoàn tầm quốc tế, rất có tên tuổi ở quốc tế. Giang Trung cũng là một thành phố lớn, nên tập đoàn Ngải Lạp cũng có chi nhánh ở Giang Trung. Bộ phận nhân sự, phòng làm việc quản lý. Đường Sở Sở ngồi ở trên ghế sofa, hai chân cô khép sát vào nhau, trong tay cầm ly nước chu hào rót cho, nhìn chu hào đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm mình, có chút bối rối chu, chu đại ca. Sở Sở, ngày hôm nay nóng như thế, cô uống miếng nước trước đi. Có chuyện gì chờ uống xong rồi nói. Chu Hào nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, anh ta đứng lên, nhìn từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cổ áo, có thể nhìn thấy phong cảnh thấp thoáng bên trong lỗ hồng. Khắp người anh ta trở nên kích động, không thể kìm được cảm xúc. Anh ta đã thả một thứ đặc biệt ở trong ly nước. Chỉ cần Đường Sở Sở uống nước xong, vậy thì anh ta sẽ mặc sức chơi đùa. Sở Sở, cô uống đi. Chu Hào có chút khẩn trương anh ta đã mơ về cảnh tượng tiếp theo rồi nhìn thấy thân hình tuyệt vời của đường sở sở miệng lưỡi anh ta đều trở nên khô khốc đường sở sở nhẹ nhàng uống một ngụm chu hào nhìn thấy cô uống nước xong ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện cô bắt đầu nói chuyện phiếm cùng với đường sở sở bây giờ anh ta đang đợi chờ cho thuốc phát huy tác dụng sở sở cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất khí chất nhất mà tôi từng gặp cảm ơn đã khen được rồi, sở sở, tôi nghe nói chồng của cô là do đích thân Đường Thiên Long gọi tới ở rể, là một đứa trẻ mồ côi, đi tham gia quân ngũ và vừa mới suốt ngũ trở về. Cô làm sao lại coi trọng một người vừa mới suốt ngũ trở về như thế chứ? Với điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn, một người có sự nghiệp thành công, trẻ và nhiều tiền hơn. Nói xong, Chu Hào ngồi thẳng người lại, nói tôi biết một người, tuổi còn trẻ đã làm quản lý công ty lớn, tiền lương tháng 5 vạn, có nhà có xe cô ly dị với tên rác rưởi giang thần kia đi, tin tôi, bạn của tôi sẽ không ghét bỏ cô. Bạn bè trong lời nói anh ta, thực ra chính là bản thân anh ta. Nhưng, anh ta là người thông minh, anh ta không có nói ra rõ ràng như vậy. Anh ta đang thăm dò đường sở sở. Đường sở sở cảm thấy có chút nóng, nhẹ nhàng kéo cổ áo, phẩy phẩy ở bên trong. Nhìn thấy mắt của Chu Hào híp lại, trầm xuống, gương mặt xinh đẹp cô ngay lập tức đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, chu đại ca, mong anh không chê cười, có chút nóng. Không nóng, tôi mở điều hòa. chu Hào nhân cơ hội đứng dậy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh đường sở sở, đưa tay chạm vào cái chán trơn bóng của cô có phải sốt rồi hay không. Đường sở sở nhanh chóng né khỏi, xê dịch cơ thể chu đại ca, nói chuyện tuyển dụng đi. Không cần phải vội. Giờ phút này, đường sở sở đã có chút choáng váng đầu óc. Hơn nữa cơ thể càng ngày càng nóng chẳng lẽ ly nước kia cô đã nhận ra sự không bình thường cô đứng lên nói chu đại ca tôi đi vệ sinh trong phòng làm việc của tôi có chu hào chỉ vào cánh cửa bên trong phòng làm việc đường sở sở cũng không nghĩ nhiều như vậy nhanh chóng đứng lên vừa đứng dậy cô ngay lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc thiếu chút nữa thì ngã quỵ ở trên ghế sofa chu hào kịp thời đỡ cô đầy quan tâm hỏi sở sở không sao chứ tôi tôi không biết làm sao, đầu hơi choáng váng, tôi đi vệ sinh trước. Đường sở sở khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên, cường ép chịu đứng cơn choáng váng, đi về phía nhà vệ sinh, đi vào bên trong, cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Giang Thần. Giang Thần đang trên đường trở về, nhận được điện thoại của đường sở sở. Thần, em, có thể em bị bỏ thuốc rồi. Em, em ở trong phòng làm việc của quản lý bộ phận nhân sự tập đoàn Ngải Lạp, anh, anh tới nhanh lên em em cảm thấy nóng quá đường sở sở ở trong nhà vệ sinh của chu hào gọi điện thoại sau khi nói chuyện điện thoại xong cô cảm thấy trời đất quay cuồng mí mắt không mở ra được rất muốn ngủ cô mở vòi nước ra không ngừng dội lên mặt của mình lúc này mới tỉnh táo hơn nhiều sau khi giang thần nhận được điện thoại của đường sở sở một cỗ tức giận truyền từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu dám xuống tay với vợ của anh đâm đầu vào chỗ chết sao anh tiện tay nhét xe điện nhỏ ở bên đường cái vào tới giữa đường cản một chiếc xe ven đường tài xế vội vàng phanh lại bánh xe và mặt đất va chạm với nhau tỏa ra khói đen tài xế nhìn giang thần chặn trước ô tô hạ cửa kính xuống hung dữ mắng lớn mày muốn chết sao giang thần đi tới mạnh mẽ mở cửa xe ea hung hăng túm người tài xế vứt xuống mặt đất sau đó lái xe tăng tốc đạp chân ga chạy về phía tập đoàn ngải lạp nhưng mà Giang thần vì lo lắng cho đường sở sở, mà lại không chú ý tới còn có một người phụ nữ đang ngồi ở phía sau xe. Người phụ nữ này ngồi ở phía sau, bị dọa sợ đến nỗi một câu cũng không dám nói. Bởi vì, trên người giang thần toát ra hơi thở rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến cho cả người cô ta đều đổ mồ hôi hột. Tập đoàn Ngải Lạp, phòng làm việc quản lý bộ phận nhân sự. Chu Hào cởi áo trên người, lộ ra cơ thể trắng bóc, anh ta nhìn về phía cửa phòng toilet, liếm đôi môi khô khốc, trên mặt mang theo một nụ cười vui vẻ vì thực hiện được âm mưu, người phụ nữ đẹp nhất Giang Trung, hôm nay tôi phải nếm thử mùi vị của người phụ nữ đẹp nhất Giang Trung. Còn kết quả? Anh ta nghĩ tới. Nhưng theo như anh ta thấy, Đường Sở Sở đã bị đuổi khỏi nhà họ Đường rồi, không còn quan hệ gì với nhà họ Đường nữa, nếu không thì cũng sẽ không phải ra ngoài tìm việc làm. Mà Giang Thần, chồng của cô, thằng nhóc này mượn xe giả vờ đe dọa người khác một khi người nổi tiếng kia quay lại, thằng nhóc giang thần này chắc chắn sẽ xong đời. Chu Hào không hề lo ngại gì, hơn nữa sau khi làm xong chụp hình, quay video, đường sở sở cũng không dám nói ra. Sở sở, tôi đến đây. Audio điện tử võ tấn bền. chương 46, giúp tôi đè xuống. Phòng làm việc, Chu Hào cởi hết đồ ra. Anh ta đi vào nhà vệ sinh, đẩy cửa ra nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái tính cảnh giác khá cao đấy chứ. Chu Hào hung dữ mắng, gõ cửa, lớn tiếng nói. Đường Sở Sở, cô mở cửa ra cho tôi. Trong nhà vệ sinh, Đường Sở Sở không ngừng lấy nước rội lên mặt, thậm chí là lên đầu. Bây giờ quần áo trên người cô đều đã ướt hết, đồ dán sát vào da thịt của cô, lộ ra hình dáng cơ thể mềm mại. Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cho dù cô có rội nước cũng không có tác dụng gì. Cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng. Trong cơ thể dường như có rất nhiều con sâu đang bò, mà trong lòng cô cũng dâng lên dục vọng nguyên thủy nhất. Từ trước đến giờ cô chưa từng có loại dục vọng thế này. A, à, cô ngồi xổm xuống đất, kéo quần áo của mình, cào vào da thịt của mình. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Chu Hào, "Sở sở, cô mau mở cửa đi, cô không chịu nổi nữa đúng không? Mau mở cửa, tôi giúp cô khiến cô thoải mái hơn." Bên ngoài truyền đến giọng điệu trêu chọc của Chu Hào. Đường Sở Sở vẫn chưa mất hết lý trí. Cô biết, cô không thể làm vậy. Cô là người đã có chồng. Chồng của cô là Giang Thần. Ngoại trừ chồng cô, cô không thể cho ai cả. Cô ngồi dưới đất, gương mặt đỏ bừng, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Chu Hào gọi mấy phút, nhưng Đường Sở Sở vẫn không mở cửa. Anh ta tức giận không ngừng đạp lên ván cửa, muốn đạp cửa ra. Dù sao bây giờ đã tan ca rồi, bên ngoài không có ai cho dù có gây ra tiếng động lớn thì cũng không có ai biết, cùng lắm thì ngày mai tìm người đến sửa lại cánh cửa là được. Miếng mỡ đang treo trước mắt, sao anh ta có thể bỏ qua cơ chứ? Chu Hào không ngừng đạp vào cửa. Một cái, hai cái, ba cái. Anh ta đạp một cái, tim của đường sở sở lại rơi lột bột một cái. Sau khi đạp mấy phút, cuối cùng anh ta cũng đạp được cánh cửa mở ra. Chu Hào nhìn đường sở sở đang ngồi xổm dưới đất, cả người ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng anh ta nuốt ngụm nước bọt sau đó khoanh tay lại nhìn đường sở sở đang ngồi dưới đất vẻ mặt đùa cợt nói sao có phải khó chịu lắm không cô cầu, cầu xin tôi đi cầu xin tôi tôi sẽ giúp cô lúc này anh ta không còn gấp gáp nữa đây là phòng làm việc của anh ta dáng vẻ này của đường sở sở là mặc cho anh ta sâu xé rồi chu hào lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim nhìn đoạn phim mà mình quay anh ta nở nụ cười Chu Hào ngồi xổm xuống, nhìn đường sở sở đang ôm đầu gối bằng hai tay, anh ta dùng sức lấy tay cô ra, thuận tay kéo một cái. Dẹp, nút áo của đường sở sở bỗng chốc bị kéo rách, lộ ra lớp sen màu trắng, và làn da đỏ hồng. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, Chu Hào tán thưởng đường sở sở. Anh ta không vội, anh ta phải đợi, đợi đường sở sở không chịu được nữa mà cầu xin anh ta. Đường sở sở, cô cầu xin tôi đi, cầu xin tôi đi đường sở sở chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc muốn mở miệng nhưng bản năng lại nói với cô rằng cô không được như vậy cô cắn đầu lưỡi để kích thích thần kinh để bảo thân duy trì tia lý trí cuối cùng cô biết giang thần sắp đến rồi sau khi giang thần nhận được điện thoại của đường sở sở anh đã ngang ngược cướp một chiếc xe đạp hết chân ga vượt đèn đỏ cả quãng đường chạy đến tập đoàn ngải lạp với tốc độ nhanh nhất này anh là ai giờ này tan ca rồi giang thần xông vào tòa nhà tập đoàn ngải lạp với cơn giận mút trời mấy bảo vệ đi đến trách móc đang nói anh đấy đứng lại giang thần nắm chặt đấm tay đánh ra một cú bảo vệ đang đi đến bị đánh bay ra mấy mét nặng nề nằm dưới đất mất đi chi giác không rõ sống chết có người gây chuyện mau có bảo vệ nhanh chóng kêu gọi giúp đỡ giang thần đi đến trước mặt một bảo vệ kéo anh ta dậy khỏi mặt đất lạnh lùng nói, phòng làm việc của giám đốc bộ phận nhân sự ở tầng mấy. Trông anh như một con thú dữ vậy. Đôi mắt đầy tơ máu, trên người tỏa ra sự hung ác đáng sợ. Bảo vệ bị dọa đến cả người run rẩy, sắp tè ra quần rồi, ở, ở tầng 3. Giang thần buông tay, ném tên bảo vệ đi. Lúc này, mười mấy bảo vệ cầm rùi cui điện trong tay xông đến. Giang thần cuộn tay lại thành đấm, xông thẳng qua đó, mặt anh căng ra, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ra tay, không chút nương tay. Trong phút chốc, mười mấy bảo vệ vừa xông đến đã bị đánh ngã, bị đánh đến nằm sấp trên đất, không phải gãy chân thì gãy tay, phát ra tiếng kêu than đau đớn. Giang thần xông thẳng đến chỗ cầu thang, đi lên tầng 3, nhìn thấy phòng làm việc của quản lý. Trong phòng làm việc, Chu Hào đã kéo đường sở sở ra, ném cô lên sofa. Lúc này, quần áo của đường sở sở tả tơi, cô đã sắp mất đi tia lý trí cuối cùng rồi. Chu Hào giống như mèo vần chuột, trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt. Đường Sở Sở, cô lên tiếng đi, lên tiếng cầu xin tôi đi chứ. Đường Sở Sở cắn chặt răng môi. Mặc dù cơ thể đã không chịu nổi nữa, nhưng cô vẫn một mực không chịu lên tiếng. Vào lúc này, ầm, cửa phòng làm việc đã bị khóa trái đột nhiên bị đạp ra. Cửa phòng làm việc đổ xuống ầm một tiếng. Một người đàn ông mang theo sắc mặt nặng nề, trên mặt nổi gân xanh xông vào. Anh. Anh là ai? Chu Hào nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn, thấy cửa ngã, sau đó là một người đàn ông xông vào. Ngay giây phút đó, anh ta đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống, giống như đang ở trong hầm băng vậy, khiến anh ta không kìm được mà dùng mình một cái. Giang Thần đi qua, anh là ai? Giang Thần nhìn thấy Đường Sở Sở đang nằm trên sofa, cả người ướt đẫm, quần áo tơi tả, lửa giận trong lòng anh lập tức tăng cao anh đưa tay ra sau, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cây kim bạc. Phụt, kim bạc bắn ra. a à, Chu Hào phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt của anh ta mù rồi. Giang thần kéo tay anh ta, dùng sức một cái. Rắc, gãy tay rồi. Giang thần đạp một cú lên đầu gối anh ta. Đầu gối của Chu Hào bỗng chốc nứt toác, cơ thể ngã dạp xuống đất. Đôi chân bị tàn phế rồi. Giang thần đạp một chân lên lồng ngực của anh ta. Cú đạp này, anh dùng sức khá lớn, đạp gãy xương sườn ở lồng ngực của Chu Hào. Chu Hào sững người. Lúc này, trong lòng anh ta dâng lên sự sợ hãi. Đây là ác quỷ sao? Anh ta còn chưa hoàn hồn, đôi mắt đã mù, tay bị đánh gãy, chân cũng bị đánh gãy, xương sườn ở ngực cung bị đạp gãy. Bảo vệ vừa xông lên, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đứng ở trước cửa phòng làm việc, không ai dám xông vào. Giang Thần đạp một cú lên tim Chu Hào. A! À, Chu Hào hét to, sau đó không còn tiếng gì nữa, đầu nghiêng qua một bên, mất đi hơi thở. Sau khi giết Chu Hào, Giang Thần mới đi đến trước sofa. Sở Sở, là anh, anh là Giang Thần đây. sắc mặt đường Sở Sở mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy là Giang Thần, cô thở vào một hơi thần. Em, đừng nói nữa, anh đưa em về nhà. Giang thần đưa tay, ấn lên sao, sao 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 trên người đường sở sở, cô lập tức ngủ mê man. Giang thần nhìn thấy tình trạng của đường sở sở, biết ngay là thuốc trong người cô vẫn chưa tan hết, nếu không được giải phóng thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhẹ thì ảnh hưởng đến thần kinh não, trở thành người ngốc. Nặng thì sẽ mất mạng. Anh lấy kim bạc luôn mang theo bên người ra, mau chóng cắm lên lên người đường sở sở, dùng kim bạc để kích thích kinh mạch huyệt đạo, giải phóng chất độc trong cơ thể ra ngoài sau khi làm xong tất cả, anh bế đường sở sở đi ra. Mười mấy bảo vệ đứng trước cửa phòng làm việc. Những bảo vệ này đều cầm theo rùi cui điện, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Giang thần bế đường sở sở đi ra, bọn họ không ngừng lùi ra sau. Ồ é, ồ é. Bên ngoài truyền đến tiếng còi. Giang thần hơi nhíu mày lại. Anh lập tức lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại. Tiêu Giao Vương đang mở cuộc họp, điện thoại cá nhân đột nhiên vang lên ông ta lấy ra xem thấy là một số lạ ông ta hơi vẫy tay tạm dừng cuộc họp alo ai vậy tôi hắc long giang thần tôi đã giết một người ở tập đoàn ngải lạp bây giờ cảnh sát đã hành động rồi ông giúp tôi đẻ xuống đi hắc long tôi không phải là tay sai của cậu cậu không có quyền ra lệnh cho tôi vậy thì tôi sẽ giết hết tất cả những người đã nhìn thấy tôi giết người cậu cậu đừng làm bậy tôi sẽ sắp xếp ngay chương 47, tiêu giao vương chạy đến. Giang thần nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Anh biết, cảnh sát đã đến. Anh không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Bởi vì đường sở sở chỉ là một cô gái bình thường, cô đã chịu quá nhiều lời nhục mạ rồi. Giang thần không muốn bởi vì cảnh sát đến, làm lọt chuyện này ra ngoài, khiến cho dư luận xôn xao. Mặc dù đường sở sở không sao, nhưng nếu như chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gây ra những lời bịa đặt. Đường sở sở đã chịu quá nhiều lời nói ra nói vào rồi, Giang thần không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới đường sở sở. Cho nên, anh đã gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương. Sau khi gọi điện thoại, anh trở về phòng làm việc, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Mà tại cửa, đã có mấy chục bảo vệ tụ tập lại. Những bảo vệ này cầm dùi cui điện, trên mặt chảy mồ hôi hột to như hạt đậu, không dám tiến vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Chu Hào đang nằm trong vũng máu trên đất, đã tắt thở. Tiêu Giao Vương đang họp, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Giang Thần, ông ta thật sự lo Giang Thần sẽ làm bậy. Tính tình của Giang Thần như thế nào, ông ta cũng đã từng nghe qua. Ông ta chấm dứt cuộc họp, truyền đạt mệnh lệnh, gọi điện thoại cho phía cảnh sát. Đừng can thiệp vào chuyện của tập đoàn Ngải Lạp, để phía quân đội xử lý. Lập tức chuẩn bị xe, đến tập đoàn Ngải Lạp. Tập đoàn Ngải Lạp, tuy rằng hiện tại đã tan làm, nhưng vẫn có không ít nhân viên đang tăng ca. Tầng một tập đoàn, trên đất có mười mấy bảo vệ đang nằm. Những bảo vệ này đều nằm trên đất, không phải đứt tay, thì cũng là đứt chân. Đó không phải là gãy xương, mà thật sự là đứt tay đứt chân, bị một sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ bẻ gãy. Những người đó nằm trên đất, phát ra những tiếng kêu rên đau đớn, thậm chí còn có người bị mất máu quá nhiều mà ngất đi. Hiện trường là một bãi hỗn loạn, có một số nhân viên sợ đến mức ngồi xổm xuống đất, cơ thể run lẩy bẩy. Mà lúc này, cảnh sát đã chạy đến, phong tỏa hiện trường, ngay sau đó là xe cứu thương lên đường. Đây là cảnh sát đặc nhiệm được trang bị đầy đủ, nhìn thấy cảnh máu me như vậy, ai nấy đều hết sức đề phòng, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Biết tin thủ phạm vẫn còn ở trong tập đoàn, họ cấp tốc bắt đầu kiểm tra. Ngay lúc này, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm nhận được cuộc điện thoại của cấp trên, bảo anh ta đừng can thiệp vào chuyện của tập đoàn Ngải Lạp, để phía quân đội giải quyết rất nhanh, những chiếc xe của quân đội đã xuất hiện bên ngoài tập đoàn Ngải Lạp. Mấy chục chiếc xe jeep chạy đến, hơn một nghìn chiến sĩ được trang bị đầy đủ xuất hiện, đuổi đám người đứng quan sát bên ngoài tập đoàn và cảnh sát đi. Sau khi Giang Thần ở trong phòng làm việc đợi khoảng chừng mấy chục phút, quân đội đã xuất hiện. Các bảo vệ ở cửa đều bị cưỡng chế giam giữ. Một người đàn ông trung niên lực lưỡng đi vào phòng làm việc. Ông ta liếc nhìn Chu Hào đã mất đi sự sống trên đất một cái, lại nhìn về phía giang thần đang ôm đường sở sở ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc ông ta đi qua trên khuôn mặt chữ điền mang theo một tia bất mãn giang thần đây là giang trung không phải nam hoang sao cậu có thể ra tay tàn nhẫn như vậy giang thần ôm đường sở sở đứng dậy nói tôi đi cửa sau ông sắp xếp cho tôi một chiếc xe đưa tôi trở về an toàn còn chuyện ở đây tôi hy vọng bên ngoài không có bất cứ tin đồn gì những người đã nhìn thấy tôi tôi hy vọng ông có thể xử lý tốt. Giang thần quay người rời đi. Tiêu giao vương có chút bất đắc dĩ. Ông ta đường đường là chủ soái Tây Cảnh, hiện tại còn là một trong ngũ đại soái nhưng lại bị giang thần kêu tới kêu lui. Nhưng, ông ta cũng thật sự không hy vọng giang thần làm lớn chuyện. Đợi đã. Giang thần bế đường sở sở quay người, nhìn tiêu giao vương mặc quân phục trên người, trên vai gắn năm ngôi sao, thản nhiên nói, sao, còn chuyện gì hả? À? Giang thần, đừng gây chuyện nữa. Dù sao thì đây cũng là trong phạm vi tôi quản lý, đừng khiến tôi khó xử. Cứ xem như là tôi xin cậu đó được không? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ diệt người. Giang thần xoay người rời đi. Giang thần không coi ai ra gì, coi thường pháp luật, khiến cho tiêu giao vương hơi tức giận, nhưng ông ta thật sự không thể làm gì giang thần. Cho dù giang thần có phạm phải tội tay trời, ông ta cũng không có quyền bắt giang thần, trừ khi là lãnh đạo cấp trên cao nhất hạ mệnh lệnh ông ta hít sâu một hơi phân phó cho một chiếc xe đến cửa sau đưa cậu ta về vâng cấp dưới của tiêu giao vương lập tức đi sắp xếp sau đó tiêu giao vương phân phó đem toàn bộ camera giám sát của tập đoàn ngải lạp đi người bị giang thần đánh tàn phế đi chấn an người nhà nên chữa trị thì chữa trị nên bồi thường thì bồi thường những bảo vệ đã nhìn thấy giang thần toàn bộ dẫn đi bảo bọn họ ký bản thỏa thuận bảo mật, tất cả mọi thứ đã nhìn thấy hôm nay đều mục nát trong bụng hết, nếu như bên ngoài có một chút phong phanh gì, nhất định truy đến cùng. Còn có, tuyên bố với bên ngoài, đây là một buổi diễn tập kết hợp giữa hai bên quân đội và cảnh sát. Tiêu giao vương nhanh chóng sắp xếp. Sắp xếp chuyện này một cách ổn thỏa. Còn về Chu Hào đã chết, ông ta cũng phái người đi điều tra thân phận của Chu Hào, nhưng lại phát hiện đó là người nhà họ Chu, một trong bốn nhà quyền thế tại Giang Trung tiêu giao vương tự mình cử binh sĩ đến nhà họ chu nói với nhà họ chu là đã nhìn chúng chu hào dẫn chu hào đi huấn luyện bí mật trở thành đặc công trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về mà xác của chu hào thì bị lặng lẽ kéo đi thần không hay quỷ không biết thiêu đốt tiêu giao vương cho xe đưa giang thần về đến nhà trong nhà không có ai đều ra ngoài hết rồi giang thần bế đường sở sở đang mê man đặt lên giường thấy quần áo trên người cô đều đã ướt đẫm anh khẽ nhíu mày đứng ngây ra trong chốc lát anh đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy sau đó đi đến cạnh giường thay đồ cho đường sở sở anh đường đường là hắc long của nam hoang đã từng giúp con gái thay đồ bao giờ anh luống cuốn tay chân tốn gần nửa tiếng đồng hồ mới thay đồ cho đường sở sở xong mà giang thần đã bấm huyệt ngủ cho đường sở sở đường sở sở ngủ rất yên ổn giấc ngủ này kéo dài mấy tiếng mãi đến trạng vạn cô mới tỉnh lại Cô thức dậy, xoa đầu. Nhớ lại một số chuyện trước đó, toàn thân cô run rẩy. Theo bản năng kéo chân con người lại một bên, sau khi thấy rõ đây là nhà mình, cô mới thở phào một hơi. Sở sở, em tỉnh rồi à. Cửa phòng mở ra, Giang thần đang đeo tạp dề bước vào, nói anh đã làm xong bữa tối, đợi bố mẹ về thì có thể ăn cơm rồi. Thần, đường sở sở tủi thân khóc lên. Giang thần bước đến, ngồi bên mép giường đường sở sở lập tức nhào vào lòng anh khóc đến đau thương không sao anh kịp thời đuổi đến chưa xảy ra chuyện gì cả giang thần an ủi tên giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn ngải lạp đã bị cảnh sát dẫn đi rồi có lẽ phải ngồi trong tù mấy năm nghe thế đường sở sở thở phào một hơi cũng may giang thần đến kịp nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi nhưng bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy khiếp sợ thần cảm ơn anh em đấy sau này cẩn thận một chút khuôn mặt xinh đẹp thế này là đàn ông đều sẽ có suy nghĩ méo lệch không được sau này anh sẽ theo em một tấc cũng không rời lời nói của giang thần đã chọc cho đường sở sở cười quần áo của em là anh thay sao đường sở sở nhìn chiếc váy trên người mình ừm đồ lót của em cũng vậy à à giang thần bày ra vẻ mặt xấu hổ sờ đầu cả người em ướt đẫm anh lo em sẽ bị cảm nên sau khi đưa em về nhà, anh đã thay đồ cho em. Anh nhắm mắt lại thay, anh không nhìn thấy gì hết. Phụt, đồ ngốc, em là vợ của anh, nhắm mắt làm gì chứ? Đúng rồi, em chỉ nhớ là thấy anh phá cửa mà vào, chuyện phía sau em đều không thể nhớ được, đã xảy ra chuyện gì. Đường Sở Sở bật cười, Giang Thần nhìn thấy mà ngơ ngác. Nụ cười này tựa như một bông hoa tươi chợt nở rộ, xinh đẹp tuyệt vời, rực rỡ biết bao như thế nào là một nụ cười như nước nghiêng thành. Có lẽ chính là nụ cười như thế này đây. Chương 48, Hắc Long có nghĩa khí nhất. Giang Thần khẽ ngây ra rồi mới phản ứng lại. Sau khi anh đến, em đã hôn mê rồi. Sau đó anh lập tức báo cảnh sát, tên giám đốc đó bị bắt luôn. Lo đường Sở Sở sẽ có bóng ma tâm lý, Giang Thần chỉ nói đơn giản, còn liên tục an ủi cô. Đường Sở Sở cũng rất may mắn. May mắn là bình thường cô đọc thêm một vài quyển sách, hiểu thêm được một số thứ, phát hiện ra trước. Nếu không, cô thật sự không cách nào tưởng tượng được hậu quả. Đi, ra ngoài ăn cơm, Giang Thần kéo Đường Sở Sở. Đường Sở Sở gật đầu như gà mổ thóc. Trong lúc Đường Sở Sở đang ngủ, Giang Thần đã nấu đồ ăn xong. Sau khi đến giờ cơm, người nhà họ Đường ra ngoài cũng đã trở về. Cả nhà bọn họ đi dạo trong siêu thị, lúc vào cửa còn đang thảo luận về chuyện diễn tập. Chật chật, lúc đó đúng là phô trương, mấy chục chiếc xe, quá có khí thế. Hà Diễm Mai vào nhà, nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Giang thần nói nhỏ, sở sở, chuyện trước đó, đừng nói cho bố mẹ biết, anh sợ họ sẽ lo lắng. Ừm, đường sở sở gật đầu, cũng may lần này chỉ kinh hát hát sợ chứ không nguy hiểm, không xảy ra chuyện gì. Nếu như nói cho bố mẹ biết, họ khẳng định sẽ lo lắng. Mẹ, mẹ cười gì thế, diễn tập gì? Đường sở sở đứng dậy, nhận lấy đồ Hà Diễm Mai đang sách trong tay. Hà Diễm Mai nói là hồi chiều, ở bên ngoài tập đoàn Ngải Lạp, quân đội và cảnh sát kết hợp diễn tập đã điều động rất nhiều người. Nghe nói ngay cả nhân vật lớn như Tiêu Giao Vương cũng xuất hiện. Chỉ tiếc là, lúc mẹ đến, vừa lúc nhìn thấy họ rời đi, không nhìn thấy được tình huống chính xác. Hả? Đường sở sở sửng sốt, Diễn tập bên ngoài tập đoàn Ngải Lạc. Cô không khỏi liếc nhìn Giang Thần một cái. Giang Thần giang hai tay, nói: "Anh nào biết chuyện này. Lúc anh đưa em về, không nhìn thấy quân đội và cảnh sát kết hợp diễn tập gì hết." Đường Sở Sở cũng không nghĩ nhiều. Giang Thần lại nói: "Bố mẹ, cơm đã nấu xong rồi, chỉ đợi mọi người về ăn thôi đấy." Mọi người vào nhà. Giang Thần đi lấy chén đũa. Lúc ăn cơm. Phụt, Ngô Mẫn phun đồ ăn trong miệng lên bàn mắng nhiếc độc địa giang thần anh muốn cay chết tôi hả chẳng lẽ anh không biết gần đây tôi bị nóng trong người không thể ăn quá cay sao sao anh lại bỏ nhiều ớt vậy hả hà diễm mai đập mạnh đũa xuống quát lên chê cay vậy thì cô đi nấu đi giang thần người ta đã làm sẵn cơm đợi chúng ta về ăn cô còn kén cá trọn canh đường tùng lập tức kéo ngô mẫn mẹ ngô mẫn uất ức đến sắp khóc trước kia mẹ rất thương đứa con dâu là cô ta bây giờ mẹ lại giúp một thằng ở rể. Sau này tôi sẽ bỏ ít ớt lại, Giang thần cũng lên tiếng nhận lỗi, anh cũng không muốn làm căng quan hệ, bởi vì làm căng rồi, chỉ sẽ khiến đường sở sở khó xử thôi. Chê cay thì ra ngoài ăn, Hà Diễm Mai cầm đũa lên, gắp cho Giang thần một miếng thịt, khuôn mặt mang theo nụ cười. Con rể, hôm nay mẹ đã đi xem một số con phố, phát hiện ra mấy mặt tiền không tệ. Tiền trong tay chúng ta đủ để mở một phòng khám rồi một khi phòng khám khai trương chúng ta cứ dùng sở sở để quảng cáo ngay cả sở sở cũng có thể khôi phục diện mạo điều này khẳng định có thể thu hút không ít người đến lúc đó khẳng định sẽ buôn may bán đắt trên mặt giang thần hiện vẻ bất đắc dĩ anh thật sự không muốn mở phòng khám sau khi mở phòng khám nếu như truyền về kinh đô những nhân vật lớn kia còn không xếp hàng kéo đến à đến lúc đó chẳng phải anh sẽ bận chết hay sao hiện tại anh chỉ muốn canh giữ bên cạnh đường sở sở, trải qua những ngày tháng thanh nhàn. Mẹ, qua một đoạn thời gian nữa rồi nói nhé, không phải đường tùng muốn mua xe sao, tiền đó để cho cậu ấy mua xe đi, cho dù muốn mở phòng khám, những năm qua con cũng có để dành một ít tiền, cũng đã đủ rồi. Nghe vậy, đường tùng lập tức cười tươi giói, vội vàng nói, mẹ, anh dễ nói đúng, chúng ta đổi xe trước, đổi xe sang, tối thiểu cũng trăm vạn trở lên, lái ra ngoài cũng có thể diện. Giang Thần nói giúp Đường Tùng, Đường Tùng cũng không gọi đồ vô dụng nữa, đều sửa miệng gọi anh rể luôn rồi. Giang Thần gật đầu, ừm, không thiếu tiền, đúng rồi, hình như Sở Sở rất có hứng thú với thiết kế thời trang, hay là chúng ta không mở phòng khám nữa, đi mở một công ty thời trang đi. Sắp tới khu trung tâm thương mại Thành Trung sẽ tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư. Đến lúc đó, con sẽ dùng quan hệ, thuê một tầng văn phòng để làm trụ sở chính cho công ty với giá thấp nhất đường sở sở lập tức kéo giang thần, nói anh nói bừa cái gì đấy. Em nghe nói khu trung tâm thương mại thành trung muốn xây dựng thành một trung tâm tài chính thế giới, tiền thuê đắt thái quá, hơn nữa phí đóng trụ sở đều là một con số thiên văn. Còn nữa, anh có biết mở một công ty cần bao nhiêu tiền không? Chúng ta cần quan hệ thì không có quan hệ, cần tiền thì không có tiền, mở công ty gì chứ? Giang thần cười nói, chuyện tiền bạc, để anh nghĩ cách. Chúng ta có thể vay, có thể mượn, Nói chung chỉ cần em thích, anh đều ủng hộ em. Em biết Đế Vương cư không? Chính là nơi lần trước anh dẫn em đến đó. Anh nói thật cho em biết, chủ nhân của Đế Vương cư là chiến hữu của anh, bọn anh cùng nhau vào sinh ra tử. Chỉ là anh ấy leo lên khá nhanh, cấp bậc có hơi cao, còn anh chỉ là một lính nhỏ. Anh nhờ bạn anh, những chuyện này đều không phải chuyện khó. Cái gì? Chủ nhân của Đế Vương cư là bạn con? Hà Diễm Mai mở to mắt. Đế Vương Cư là biệt thự xa hoa nhất Giang Trung, chiếm 30 mẫu đất, tráng lệ, xa xỉ. Rốt cuộc chủ nhân của Đế Vương Cư là ai, điều này vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng bên ngoài đồn đãi, Đế Vương Cư không phải có tiền là có thể sống. Giang Thần gật đầu, đúng vậy, đã từng là chiến hữu. Chỉ là hiện tại anh ấy đã ra nước ngoài làm việc rồi, tạm thời giao Đế Vương Cư cho con. Sở Sở, anh dự định sẽ tổ chức đám cưới với em ở Đế Vương Cư anh muốn để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới này. Ha ha, được. Còn chưa đợi đường sở sở lên tiếng, Hà Diễm Mai đã bật cười vui sướng, tổ chức, tổ chức ở trong đế vương cư, nhanh chóng tổ chức, cứ chọn ngày sinh nhật của ông cụ ấy. Mẹ nghe nói ông cụ bỏ ra 3.000 vạn, dự định bao nguyên một tầng ở khách sạn lớn của Giang Trung tổ chức tiệc mừng thỏ 80 tuổi. Chúng ta cũng tổ chức đám cưới vào ngày đó, tổ chức trong đế vương cư xa hoa nhất, xa xỉ nhất Giang Trung cho tức chết cái lão già đường thiên long sỉ diện đó. Hà Diễm Mai vui vẻ đến mức không khép được miệng. Mặc dù đế vương cư không phải của Giang Thần, nhưng Giang Thần lại có quan hệ, có thể tổ chức đám cưới tại đế vương cư. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì nở mày nở mặt biết bao. Đường Tùng có chút không tin lời Giang Thần, nhịn không được hỏi, anh rể, anh không nói đùa đấy chứ. Đế vương cư mà anh nói, là đế vương cư cảnh tú sao? là biệt thự đỉnh cấp đế vương cư được đồn là có giá hơn 3 tỷ, chiếm hơn 30 mẫu đất, là nơi sang trọng nhất, xa xỉ nhất toàn Giang Trung kia sao? Ừm, Giang thần gật đầu, nói, sở sở đã từng đến, chính là chỗ đó. Anh rể, anh thật sự có khả năng lớn thế sao, chiến hữu của anh là ai? Giang thần cười khà khà nói, anh đi lính ở Nam Hoang. Năm đó cùng anh đến Nam Hoang còn một người nữa, đó chính là chủ soái Nam Hoang Hắc Long, thống soái của trăm vạn quân Hắc Long, một tồn tại có cùng cấp bậc với Tiêu Giao Vương. Đế Vương cư chính là của Hắc Long, chủ soái rất quan tâm anh, bảo anh ở tạm Đế Vương cư. Xì, si, còn Hắc Long, Đường Tùng lập tức mất hứng thú, chém gió cũng thái quá rồi đó. Đường Sở Sở cũng trợn trắng mắt, nói anh càng chém càng quá rồi đó. Nếu như anh quen Hắc Long, chủ soái Hắc Long quan tâm anh, vậy thì anh có thể lăn lộn kém đến thế không? Ngay cả tiền thuốc lá cũng xin em. Đúng đấy, ngu mẫn khinh thường, ra vẻ cũng không phải kiểu như anh vậy đâu. Anh có biết bây giờ bên ngoài nói anh thế nào không? Đều nói anh nhờ cấp trên của anh dùng quan hệ mượn một chiếc xe đi ra vẻ. Đợi chủ nhân của chiếc xe trở về, tài xế xe, cấp trên của anh, còn có anh đều sẽ gánh không nổi, anh cứ đợi đó lãnh đạn đi. Những chuyện này, Hà Diễm Mai đã nghe rồi. Bây giờ bà ta cũng có hơi lo lắng, nhịn không được hỏi, Giang Thần, có thật là giống như bên ngoài đồn đãi? đợi nhân vật lớn đó trở về, còn phải chịu sự trừng phạt của tòa án không? Giang thần không biết làm sao. Anh nói mình và Hắc Long từng là chiến hữu không ai tin. Nếu như anh nói mình là Hắc Long, chẳng phải càng không có ai tin sao? Nếu đã không tin, vậy thì tạm thời che giấu. Anh gãi đầu, nói, mẹ, nhiều nhất chỉ là viết một tờ kiểm điểm mà thôi, không có khoa trương vậy đâu. Hơn nữa, con làm lính 10 năm, đã từng cứu cấp trên của con, cấp trên của con quan hệ cũng khá cứng, cũng chỉ là mượn xe mà thôi, cũng không phải tội gì lớn. Hà Diễm Mai thở vào một hơi, vỗ ngực, không sao là được. Đúng rồi, vậy tổ chức đám cưới ở đế vương cư có đáng tin không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giang thần thề thốt nói, tuyệt đối đáng tin, đế vương cư chính là chỗ ở của Hắc Long. Hiện tại Hắc Long đang ra nước ngoài làm việc, tạm thời sẽ không trở về. Và lại con thật sự có quen Hắc Long, 8 năm trước, Bọn con còn từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đó. Mặc dù đã rất nhiều năm rồi, nhưng Hắc Long rất có nghĩa khí. Chỉ cần lính dưới trướng anh ấy có chuyện cần nhờ, miễn sao không phải là chuyện quá quá đáng, Hắc Long đều sẽ đồng ý. Không tin thì mẹ đi nghe ngóng thử, Hắc Long có phải là người có nghĩa khí nhất, quan tâm lính dưới trướng nhất trong Ngũ Đại Soái không? Cốc, cốc, cốc. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả nhà Đường Hải cầm theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới xuất hiện ở cửa. Chương 49, kiên cường một lần. Đường Thiên Long cho nhà Đường Bắc 20% cổ phần. Ông ta bảo Đường Hải lấy thân phận giám đốc điều hành ra, còn bắt Đường Hải bằng mọi giá phải có được sự tha thứ của nhà Đường Bắc. Nhất định phải mời được Đường Sở Sở quay về, bằng không anh ta sẽ phải cuốn gói cút khỏi nhà họ Đường. Vì thế mà Đường Hải lại chuẩn bị qua để tới nhà Đường Sở Sở lần này không có nhiều người đi theo chỉ có đường hải vợ anh ta lý giao con trai đường lỗi và con gái đường mộng oánh trong tay bốn người đều cầm theo quà đường hải nhẹ nhàng gõ cửa lúc này nhà đường sở sở đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm hà diễm mai sai đường tùng ra mở cửa vâng đường tùng buông bát đũa xuống rồi ra mở cửa nhìn thấy gia đình nhà đường hải cậu ta lập tức cười tươi roi rói niềm nở bác cả sao mọi người lại đến đây, mời vào trong. Hồi sáng Hà Diễm Mai không đồng ý về nhà họ đường, đường Tùng cảm thấy hối hận muốn chết. Không có nhà họ đường, cậu ta phải chịu cảnh thất nghiệp, không có việc làm, vậy cả nhà cậu ta lấy gì mà ăn. Bây giờ bác cả lại tới nhà, đường Tùng hồ hởi nhận mấy món quà từ nhà họ, mang vào trong nhà, vừa đi vừa nói, đến là được rồi, sao còn phải quà cáp làm gì, đúng rồi, mọi người ăn cơm chưa, nhà chúng cháu đang ăn cơm, hay là cùng nhau ăn nhỉ cậu ta dẫn gia đình đường hải vào trong nhà lớn giọng quát a mấn còn ngơ ngác ra đấy làm gì không mau đi lấy bát đũa đường bắc cũng đứng dậy chào một tiếng anh cả chị dâu trái lại hà diễm mai sầm mặt xuống bà ta hung hăng đặt đôi đũa xuống vẻ mặt không hề kiêng nể nhìn cả nhà đường hải vừa mới bước vào trong nhà các người còn tới đây làm gì mẹ đường tùng lập tức nói mẹ bớt nói vài câu đi có được không Bác Cả đích thân tới nhà, sao thái độ của mẹ lại như vậy? Câm miệng, Hà Diễm Mai quát mắng. Đường Hải không hề tỏ ra tức giận, ông ta còn vừa cười vừa nói, cô chú à, hôm nay anh tới là đặc biệt muốn xin lỗi hai người, cô chú cũng thấy đấy, sắp đến lễ mừng thọ 80 tuổi của bố rồi, cả nhà ta sống hòa thuận vui vẻ không tốt sao? Hơn nữa bố còn nói sẽ đưa cho nhà Đường bác chú 20% cổ phần. Đường Tùng nghe vậy thì vui mừng ra mặt, thật sao? ngô mẫn lấy bát đũa đi ra nghe thấy vậy cũng vô cùng mừng rỡ vội vàng nói bác cả bác dâu mọi người đừng đứng nữa mau ngồi xuống đi giang thần anh còn làm gì đấy mà không mau ngồi dậy nhường chỗ hả giang thần đang định đứng dậy ngồi xuống hà diễm mai quát giang thần lập tức ngồi xuống hà diễm mai lạnh lùng nhìn cả nhà đường hải rồi lại lạnh giọng nói sao mấy người sợ không có sở sở nữa thì thiên quân sẽ không thể ký hợp đồng với vĩnh nhạc đúng không cụ ông đã đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà họ đường trước mặt bao nhiêu con người, 20% cổ phần. Bây giờ cho, ngày mai lại lấy lại, vậy thì có ý nghĩa không? Mặc dù 20% cổ phần nghe rất mùi lòng, nó tương đương mới tài sản 100 triệu. Nhưng Hà Diễm Mai làm dâu nhà họ đường đã mấy chục năm, bà ta hiểu rõ tính cách đường Thiên Long, hôm nay cho, nói không chừng ngày nào đó ông ta tức giận lại lập tức thu hồi lại. Mẹ, đừng nói nữa. Mẹ, những 20% cổ phần lận đấy, mẹ không cần nhưng cũng phải nghĩ cho bọn con nữa chứ. Con và A Tùng sắp có con rồi, mẹ không thể nghĩ cho cháu nội mẹ chút sao. Thái độ của Hà Diễm Mai khiến đường Tùng và Ngô Mẫn rất sốt ruột. Đường lối cũng nhanh miệng nói xin lỗi, sở sở, xin lỗi em, hồi trước là do anh không đúng, anh không nên nhục mạ em, cầu xin em hãy trở về tiếp tục là giám đốc điều hành, chuyện ở công ty vẫn đang đợi em về xử lý. Đường Mộng Oánh cũng mở miệng nói, sở sở, em trở về đi, ông nội nói tiếp tục để em đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, mức lương vẫn như cũ là 300 ngàn. Nghe xong, Đường Sở Sở cũng thấy động lòng. Cô thật sự muốn đi làm, không muốn phí phạm thời gian ở nhà đợi nữa. Nhưng thấy bộ dạng của Hà Diễm Mai, cô cũng rất biết điều không mở miệng nói gì. Không thích. Thái độ của Hà Diễm Mai rất kiên quyết. Bà ta không muốn trở về nhà họ Đường để chịu ấm ức nữa. Cô chú à, mọi người việc gì phải vậy, đừng lạnh nhạt với tiền như vậy. Lý Giao cũng vừa cười vừa nói, những 20% cổ phần gia tộc đó, tài sản nhà họ đường cũng khá nhiều, hơn nữa cũng luôn trong trạng thái có lợi nhuận, 20% cổ phần, mỗi tháng ít cũng lãi một triệu bạc. Mẹ, mau đồng ý đi, đường tùng sốt ruột sắp khóc tới nơi rồi. Mỗi tháng lãi một triệu, từ trước tới giờ nhà cậu ta còn chưa được hưởng đãi ngộ nào cao như thế, mỗi tháng đã mua được hai chiếc xe sang. Mẹ, con xin mẹ đấy, đừng tức giận nữa được không? Ngô Mẫn cũng mở miệng cầu xin, túi sách của cô ta, váy của cô ta, mỹ phẩm của cô ta, tất cả đều trông cậy vào số cổ phần này đó. Đường Hải cười nói, cô chú, chuyện gì không vui, qua cũng qua rồi, mọi người xem, lần này bố rộng rãi như thế, một lần đã cho tận 20% cổ phần. Hà Diễm Mai cũng hơi hơi siêu lòng. 20% cổ phần này đều là tiền cả, một khi cụ ông qua đời thì kể cả phân chia tài sản thì số tiền họ nhận được cũng lên tới con số hơn trăm triệu lần. Cái đồ phế vật Đường Bác, cho dù ông ta có phấn đấu cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng cứ nghĩ lại thái độ những năm nay của người nhà họ Đường, nghĩ lại những ấm ức phải chịu khi còn ở nhà bọn họ, nghĩ lại địa vị của Đường Bác ở cái gia tộc ấy, Hà Diễm Mai lại muốn khóc. Nhớ lại ngày hôm qua, người nhà họ Đường còn cuống luôn công lao của Giang Thần không những thế còn nhục mả cả nhà bà ta nhớ lại hồi sáng đường thiên long đuổi cả nhà ba ra khỏi nhà họ đường trong lòng bà ta lại cảm thấy căm giận nếu đã lựa chọn không quay về vậy thì không quay về nữa về rồi lại bị người khác cười nhạo giờ đây bà ta đã quyết tâm không cần tiền nữa nghèo thì nghèo ít ra còn được tự do không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống cút bà ta quyết tâm chỉ tay ra phía cửa giang thần ngồi một bên cắm đầu ăn cơm. Anh không ngờ, một hà diễm mai thấy tiền sáng mắt, vẫn luôn cảm giảm bắt đường sở sở ly hôn với anh, rằng bà ta phải tìm cho cô một người chồng giàu có. Ở cửa Mỹ Vị Hiên, đã bắt phương tĩnh nhà họ vương quỳ xuống, một hà diễm mai như vậy sẽ từ chối 20% cổ phần. Bà điên này, bà đừng có không biết điều như thế. Đường lỗi lập tức trở nên tức giận, ông nội đích thân đến bị đuổi ra ngoài, giờ bố anh ta đến cũng bị từ chối ông nội đồng ý bỏ ra 20% cổ phần, anh ta sớm đã không vui rồi. Thái độ bây giờ của Hà Diễm Mai lại càng chọc tức anh ta. Ông nội cũng không cầu xin bà trở về, là cầu xin Sở Sở, Sở Sở còn chưa nói, bà đã ở đó lắm lời. Hà Diễm Mai quát lớn, "Sở Sở là con gái tôi, nó có về hay không là do tôi quyết định, có cút hay không." Bà ta đứng dậy, vớ lấy cái chổi quét nhà muốn đuổi gia đình Đường Hải ra ngoài, sau đó, rầm, một tiếng Cửa lập tức bị đóng lại. Ngoài cửa, "Bố, bố xem, thái độ kiểu gì vậy? Ông nội đã cho 20% cổ phần rồi, bọn họ còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn chê ít sao? Đúng là tham lam vô độ." Đường Lỗi và Đường Mộng Oánh đều tức giận mắng. "Được rồi, về đã." Đường Hải đáp tỉnh rụi. Trong nhà, Hà Diễm Mai đuổi người đi xong cũng thấy hơi hối hận. 20% cổ phần của nhà họ Đường cũng đáng giá tới 100 triệu lần. Mẹ, mẹ hồ đồ quá rồi. Mẹ, không phải con đã nói bao nhiêu năm nay mẹ ở nhà họ Đường chịu biết bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu uất ức, chỗ cổ phần đó là nhà chúng ta nên có được, sao mẹ lại từ chối? Mẹ không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con một chút chứ. Đường Tùng và Ngô Mẫn đều mở miệng oán trách Hà Diễm Mai. Được rồi, đừng nói mẹ nữa." Đường Sở Sở nói, "Ông nội và bác cả, bọn họ vẫn luôn xem thường bố mẹ chúng ta, chị cũng làm bố mẹ mất mặt rồi." khó khăn lắm mẹ mới không chịu thua kém ai một lần chị tán thành cách làm của mẹ hà diễm mai nhìn đường sở sở nói sở sở nói rất đúng so với về đó chịu sự khinh thường chịu để người khác khinh khổ thì thà rằng dũng cảm đấu tranh một lần chẳng phải muốn tổ chức sinh nhật rầm rộ sao chúng ta cũng tổ chức đám cưới thật hoành tráng ở đế vương cư cho đường thiên long vẫn luôn thiên vị một phen tức chết đường sở sở thề thốt mẹ mẹ yên tâm sau này con tuyệt đối không làm mẹ mất mặt nữa đâu Giang thần cũng vừa cười vừa nói, mẹ, còn biết là mẹ cũng muốn cả nhà ta sống tốt một chút, mẹ cũng muốn trở về, nhưng không thể để mất mặt, mẹ yên tâm, nhà họ đường lo ngại việc hợp tác giữa thiên quân và vĩnh nhạc, kiểu gì cũng sẽ lại đến cầu xin sở sở, mẹ phải cương quyết lên chút nữa, đến lúc đó sẽ giành được phần có lợi. Trong lòng Hà Diễm Mai cũng cảm thấy hơi hối hận, không khỏi mở miệng hỏi, mẹ đã thế này rồi, bọn họ còn tới nữa sao? Nếu bọn họ thật sự tới nữa, vậy thì mẹ nên từ chối hay đồng ý đây? Giang thần cười đáp, thế còn phải xem xem mẹ nghĩ thế nào, từ chối cũng được, đồng ý cũng được. Mẹ, bọn họ mà tới nữa thì mẹ nhất định phải đồng ý, con quỳ xuống cho mẹ đây. Đường tùng, thịt, một tiếng đã quỳ gối xuống đất. Đúng là cái thằng không có tí khí khái nào. Hà Diễm may mắn, rồi lại nói con nhìn Giang thần đi, tuy nó nghèo, nhưng nó có khí khái, các con đó, chỉ vì chút tiền mà không cần mặt mũi. Đường Tùng đứng dậy, Lý Nhí nói, không phải hồi trước mẹ cũng như vậy sao? Cái gì, con nói lại lần nữa xem. Hà Diễm Mai đứng phát dậy, giọng nói của bà ta cao vút lên gấp 8 lần người bình thường, đồng thời bà ta nhéo tai Đường Tùng, vừa nhéo vừa mắng to con càng ngày càng to gan rồi nhỉ. Mẹ, đừng nổi giận nữa mà. Ngô Mẫn kịp thời đứng ra khuyên can, A à Tùng cũng là vì cả nhà mình thôi, không có nhà họ đường thì gia đình chúng ta lấy gì mà ăn đây. Không có gì ăn cũng không đời nào quay về. Hà Diễm Mai lại một lần nữa kiên quyết, lại mắng to, đi tìm việc hết cho tôi, các người đều có tay chân đầy đủ, tôi không tin không có nhà họ Đường thì nhà chúng ta sẽ chết đói đâu. Chương 50, đề nghị của Giang Thần. Đường Tùng bị quát cho một câu lập tức đã sợ không dám nói nữa. Trong lòng cậu ta hận Giang Thần đến chết mất. Hồi trước, mẹ cậu ta đâu có thế này. Hồi trước vì tiền, Hà Diễm Mai có thể cam chịu tủi nhục đi cầu xin gia tộc vậy mà giờ tiền dâng đến tận cửa bà ta cũng không cần nữa. Tất cả là do từ lúc Giang Thần xuất hiện, mẹ cậu ta đã thay đổi rồi. Bữa tối cũng vì sự xuất hiện của cả nhà đường hải mà không còn vui vẻ được nữa. Cơm nước xong, cả nhà ngồi trên sofa xem TV chiếu lễ kỷ niệm tiêu giao vương kế nhiệm, còn Giang Thần thì rửa bát dưới bếp. Đường Tùng đi tới trước mặt đường sở sở, nhỏ giọng nói chị, chị khuyên mẹ chút đi, chỗ đó đều là tiền cả đó, Chị biết thừa 20% của phần tương đương với bao nhiêu mà, với lại ông nội cũng nói rồi, chị có thể tiếp tục làm giám đốc điều hành, chị biết như vậy thì quyền lực sẽ rộng cỡ nào không, chị còn không biết mấy năm bác cả làm giám đốc điều hành đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng, biết đường lối không, anh ta chả bao giờ đi làm mà vẫn đi xe hàng trăm vạn kia. Nói đến đường lối, đường Tùng lại thấy ghen tị, đều là người nhà họ đường mà sao khác biệt giữa bọn họ lại lớn đến vậy giờ cậu ta sắp được thăng quan tiến trước rồi mà mẹ lại dở chứng thay đổi 180 độ, tiền dân tới tận cửa nhà cũng không thèm nữa. Đường sở sở cũng không muốn quan hệ giữa mọi người trong nhà trở nên bế tắc. Cô hiểu rõ ông nội, ông ta cũng có mặt tốt, dù có nằm mơ cũng mong muốn dẫn dắt nhà họ đường trở nên phát triển thịnh vượng, trở thành một gia tộc giàu có thật sự. Mấy năm gần đây, nhà họ đường cũng hết sức cố gắng phấn đấu vì mục tiêu này. Để chị đi nói chuyện với mẹ. Chị, nhất định chị phải thuyết phục được mẹ. Chị sẽ cố. Đường sở sở đứng dậy, đi tới chỗ Hà Diễm Mai, mẹ. Hà Diễm Mai đang chăm chú xem TV, quay người lại đã thấy đường sở sở, ừm, có chuyện gì? Đường sở sở nói, mẹ à, chẳng phải mẹ rất muốn nhà mẹ đẻ của mình được nở mày nở mặt sao? Lần này là một cơ hội tốt đó, ông nội để chúng ta trở về nhà họ đường, còn cho chúng ta nhiều cổ phần như thế. Hơn nữa ông nội còn muốn cho con tiếp tục làm giám đốc điều hành, nếu con mà đảm nhiệm chức vụ ấy thì có phải lúc mẹ về quê sẽ có thể thẳng sống lưng lên nói chuyện với người ta không? Ai? Hà Diễm Mai khẽ thở dài, sở sở, con còn không hiểu ông nội con là người như thế nào sao? Bây giờ ông ta rộng lượng là bởi vì ông ta đang cần con, đợi đến khi không còn giá trị sử dụng nữa thì sẽ đá văng đi. Giờ ông ta cho chúng ta nhiều cổ phần như vậy sớm muộn cũng có ngày lấy lại mà thôi. Chẳng phải đó là chuyện sau này sao, để sau rồi tính đường sở sở cố gắng khuyên nhủ. Vừa nói cô vừa nghẹn ngào, mẹ, con xin lỗi, mấy năm nay con đã khiến mẹ mất mặt, khiến cho mẹ không thể ngẩng đầu trước người ngoài, thậm chí là người trong gia tộc. Sở sở, con đừng tự trách mình, đó không phải chuyện của con, ông nội con cũng không yêu thương gì bố của con, bố con là một người đàn ông vô dụng, không biết tranh giành hay cướp đoạt cái gì cả, cho nên địa vị trong dòng tộc mới ngày càng thấp kém, những người nhà họ đường khác thì đều đi làm ở Vĩnh Nhạc ai nấy đều tậu xe mua nhà, nhìn bố con xem, giờ vẫn phải đi ở nhà thuê. Hà Diễm Mai lộ rõ vẻ bất lực. Hồi còn ở trường học, đường bác là một cậu trai vô cùng ưu tú xuất sắc, bà ta chỉ không ngờ rằng chồng mình lại yếu đuối, thật thà đến như vậy, tốt xấu gì cũng là một giám đốc nhưng ông ta lại không biết ăn bớt tiền hoa hồng. Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mẹ, chúng ta về đi. Giang thần cũng vừa rửa bát xong, nghe thấy thế thì không khỏi nói, sở sở, em cũng đừng nóng lòng, hiện giờ nhà họ đường là đang cầu xin em, nếu địa vị của bố mẹ mình trong nhà họ đường đã thấp kém thế thì nhân cơ hội lần này để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó đi. Đồ vô dụng, anh nói nhiều vừa thôi, đường tùng tức giận mắng to, giang thần, tôi cảnh cáo anh, đây là chuyện riêng nhà tôi, anh đừng có chõ mồm vào. Vốn là đường tùng cũng có chút cảm tình với giang thần, bởi vì giang thần đưa tiền cho mẹ để cậu ta mua xe, còn bây giờ thì cậu ta vô cùng ghét anh. Giang thần ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra châm điếu hút, tiện thể còn đưa một điếu cho Đường Bác đang ngồi nghiêm túc xem tivi bên cạnh bố, "Hút điếu thuốc đi ạ." À. Đường Bác nhận lấy, ông ta liếc Hà Diễm Mai rồi đứng dậy đi ra ban công hút thuốc. Giang thần cũng không quan tâm nhiều, anh hít sâu một hơi, khói thuốc từ từ tản ra từ mũi anh. Anh thản nhiên nói, "Nếu đã muốn tranh giành, vậy thì phải giành nhiều nhiều một chút, mẹ, mẹ nghe con." Nếu lần sau bọn họ còn tới thì mẹ cứ việc đòi thẳng một nửa số cổ phần, nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta không về, nếu đồng ý thì chúng ta về. Anh, anh nói xàm cái gì đấy? Đường Tùng vẫn quát lớn, anh có biết sản nghiệp nhà họ Đường nhiều cỡ nào không? Có biết 50% cổ phần là bao nhiêu tiền không hả? Đường Sở Sở cũng không nhịn nổi mà quát, Thần, anh đừng có làm loạn thêm nữa. Vậy mà, Hà Diễm Mai lại đứng thẳng người dậy, nói, ngược lại mẹ thấy Giang Thần nói cũng có lý, nếu muốn cho thì phải cho 50% cổ phần, dù sao mẹ cũng không thèm quay về cái nhà đó, đưa 50% thì mẹ còn suy nghĩ một chút, hơn nữa sau này chúng ta cũng phải được quyền quyết định ở nhà họ đường. Mẹ, việc đó là không thể nào, ông nội sẽ không đồng ý đâu. Đúng vậy, mẹ, 20% là đủ rồi, mẹ nghĩ đi, mỗi tháng lãi hơn một triệu, cộng thêm lương của chị. Không đến một năm chúng ta đã có thể mua được biệt thự rồi đó. Hà Diễm Mai cũng bị dao động rồi. Giang thần lập tức lên tiếng, mẹ, mẹ đừng mềm lòng, đây chính là dịp để mẹ nở mày nở mặt, nhà họ đường mang tới một cơ hội tốt đến vậy, bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Hà Diễm Mai dằn lòng không được bèn nói, 50%. Thế có nhiều quá không? Cụ ông sẽ đồng ý chứ? Giang thần phân tích, mọi người đều đã biết địa vị của thiên quân trong Giang Trung rồi, mà Thiên Quân cũng chỉ là một trong số những tập đoàn thành phố của nhà họ Diệp mà thôi, riêng Thiên Quân đã có giá tới trăm tỷ, cả nhà họ Diệp thì khỏi cần nghĩ cũng biết. Mà nhà họ Đường, tính cả toàn bộ sản nghiệp gộp lại cũng người mấy tỷ, mà hơn nữa phần lớn đều là tài sản cổ định, chỉ có hợp tác với nhà họ Diệp thì gia sản nhà họ Đường mới được tăng cao, mặc dù ông nội cố chấp nhưng ông ta không hề ngốc. Giang Thần dừng một lát rồi lại nói tiếp, biết khu trung tâm thương mại thành trung không? Chỗ đó chính là trung tâm thương mại tài chính đắt giá bậc nhất, muốn gia nhập vào đó còn khó hơn cả lên trời, một xí nghiệp nhỏ như nhà họ Đường thì làm sao vào nổi chỗ đó, nhưng mà sĩ diện của ông nội rất lớn. Luôn muốn nhà họ Đường thật sự trở thành tài phiệt, cho nên ông ta sẽ nghĩ mọi cách để có thể vào được khu trung tâm thương mại thành trung, mất đi chỗ dựa là nhà họ Diệp thì ông ta còn dựa vào đâu được nữa. Cho nên ông ta mới muốn sở sở quay về chỉ có sở sở về điều hành lại công việc ở nhà họ Đường thì việc hợp tác cùng Thiên Quân mới lâu dài được Giang Thần phân tích mặt lợi mặt hại một cách tỉ mỉ nói rất rõ ràng mạch lạc nói tới mức mà người nhà họ Đường không hề có một chút nghi ngờ chỉ khi sở sở chờ về tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành vĩnh nhạc thì đơn đặt hàng của nhà họ Đường mới càng ngày càng tăng sản lượng dần dần tăng trưởng còn về phần sổ sách đương nhiên ông nội sẽ trực tiếp xem xét nghe Giang Thần nói vậy Hà Diễm Mai lập tức vỗ tay hùng hồn, "Đúng, phải lấy 50% con rể tốt của mẹ, con đúng là cứu tinh của cả nhà ta, nếu Đường bác mà suy nghĩ được như con thì nhà ta cũng đâu đến nỗi chẳng có chút địa vị nào trong dòng tộc cơ chứ." Giang Thần cười nhàn nhạt, còn Đường Tùng thì lại nói, "Mong là đề nghị của anh sẽ có tác dụng, nếu đến cuối cùng ngay cả 20% cũng mất thì tôi sẽ không tha cho anh đâu." Đe dọa Giang Thần xong, Đường Tùng lại cười tủm tỉm nhìn sang Hà Diễm Mai, "Mẹ, mẹ xem chúng ta sắp sửa có được 50% cổ phần sắp trở thành người có tiền sắp mua được xe rồi phải không hà diễm mai lườm đường tùng một cái đường tùng lại nhìn sang giang thần cầu xin anh nói gì đi giang thần cười nhàn nhạt, nhạt nói mẹ tiểu tùng nói đúng đó nhà chúng ta đúng là cũng cần mua một chiếc xe sang rồi khi mẹ về quê mà đi chiếc xe đó còn cảm thấy hãnh diện nữa chứ đúng không ừm um, có lý hà diễm mai gật đầu nói mua ngày mai đi mua luôn đường tùng kích động nhìn giang thần một cái cái tên này đúng là hữu dụng thật mà giang thần lại chỉ cười hiền hiền điều khiến đường sở sở quan tâm nhất chính là người nhà cô xem trọng nhất chính là người thân của mình nghĩ như thế nào anh làm những điều này chẳng qua cũng chỉ muốn gia đình mình hòa thuận hơn chút anh liếc nhìn đường sở sở một cái phát hiện ra trên gương mặt cô dường như phảng phất ý cười mà đến chính bản thân cô cũng không cảm nhận được đây chính là niềm vui xuất phát từ trong trái tim, là nụ cười bất giác mà có. Chỉ cần có thể khiến Đường Sở Sở vui vẻ thì anh có phải làm bất cứ thứ gì cũng được. Chương 51, không đáng sợ như trong truyền thuyết đâu. Chỉ vài câu nói của Giang Thần đã điều tiết được mâu thuẫn của nhà họ Đường. Đêm tối, trong phòng Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nằm trên giường, xoay người nhìn Giang Thần đang ngủ trên chiếu dưới đất. Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, cô cảm thấy có chút sợ hãi thần dưới đất có lạnh không a à, vẫn ổn giang thần đang chìm trong suy nghĩ nghĩ đến bức hoa nguyệt sơn cư của gia tộc mình lại nghĩ đến hôm nay gặp phải hoa hồng đen nghe thấy giọng nói của đường sở sở theo bản năng anh trả lời một tiếng vậy anh tiếp tục ngủ dưới đất đi đường sở sở tức giận xoay người đi vốn dĩ cô muốn để giang thần ngủ trên giường nhưng giang thần là cái đồ đầu gỗ a à, giang thần phản ứng lại Toàn thân không nhịn được phát run, sở sở, anh lạnh quá. Sau đó, Đường Sở Sở đạp một chiếc chăn xuống. Giang Thần đã biết rồi, bởi vì anh thất thần nên đã bỏ qua cơ hội. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm nay đã rất tốt rồi. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Đường Sở Sở cùng nhau ra ngoài, bọn họ muốn đi mua xe, dùng 200 vạn của Đường Sở Sở để mua một chiếc xe sang. Còn Giang Thần không đi chọn ở lại để dọn dẹp nhà cửa. bọn họ vừa đi khỏi, giang thần liền vứt cây chổi đi, chọn cách ra ngoài, đi đến phòng khám phàm nhân. bởi vì tiểu hắc từ nam hoang quay về rồi. tiểu hắc là phó soái của quân hắc long, dưới một người trên vạn người, anh ta muốn tiền, điều đó quá đơn giản. sau khi anh ta về nam hoang, đã gửi tin nhắn rằng hắc long cần chút tiền, nhưng ông chủ của mỏ vàng, Quảng than, mỏ thạch đá, phỉ thúy thô đều tự mình dâng tiền đến tận cửa vài tỷ, vài chục tỷ được đưa tới. Tiểu Hắc nhanh chóng góp đủ tiền, sau đó lại quay về Giang Trung. Giang thần lái chiếc xe điện đi đến phòng khám phạm nhân. Trong phòng khám ngoại trừ Tiểu Hắc còn có một cô gái mặc quần da đen bó sắt người, thân hình gợi cảm, dáng dấp quyến rũ. Cô ta là hoa hồng đen, thành viên chính của băng nhóm trộm mộ ở biên giới Nam Hoang. Tiểu Hắc mở miệng nói, anh Giang. Chủ soái, hoa hồng đen nhìn thấy Giang thần tới liền quỳ xuống giang thần nhẹ nhàng phẩy tay nói giang trung không có hắc long không cần câu nê gọi một tiếng anh giang là được rồi vâng hoa hồng đen đứng dậy nói anh giang sau đó cô ta đứng sang một bên giang thần ngồi trên ghế hỏi tiểu hắc tiền đến tay chưa tiểu hắc cười nói nhất định rồi tôi đã phát tin tức rằng đại ca cần tiền những phú thương kia đều tự động dâng đến cửa giang thần gật đầu ừ Nhận tiền của người khác rồi thì căn dặn anh em phía dưới chăm sóc một chút trong phạm vi quyền hạn có thể giúp đỡ thì phải giúp đỡ hết sức mình. Đã căn dặn hết rồi, anh Giang, tiếp sau đó phải làm gì? Giang thần chìm trong suy nghĩ. Ý tưởng của anh chính là mua một trong tâm thương mại trong thành phố. Nhưng thân phận của anh và tiểu Hắc đều đặc biệt, không tiện ra mặt. Anh nhìn Hoa Hồng Đen. Cái nhìn này đã khiến cho cơ thể Hoa Hồng Đen phát run, không nhịn được mà quỳ xuống giang thần cao mày cô có ý gì ngoặc kép ngoặc kép hoa hồng đen sửng sốt anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi còn hỏi tôi có ý gì nhưng cô ta không dám nói ra chủ soái mời trách phạt ai nói tôi muốn trách phạt cô đứng lên rồi nói hoa hồng đen đứng lên cúi thấp đầu một câu cũng không dám nói giang thần hỏi hoa hồng đen tên thật của cô là gì hoa hồng đen trả lời thành thật thưa chủ soái tên thật của tôi là Bạch Tố. Ừ, Bạch Tố, tôi sắp mua một trung tâm thương mại ở Giang Trung, chuyện này cô phụ trách, Tiểu Hắc sẽ âm thầm trợ giúp cô, giúp cô thu xếp mọi thứ, để cô đến cuối cùng có thể mua trung tâm thương mại với giá thấp nhất. Việc cô cần làm chính là thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xây dựng thương mại này thành một trung tâm tài chính hàng đầu. Vâng, Hoa Hồng Đen gật đầu, không dám nói chứ không. Tiểu Hắc, Giang Thần căn dặn, thông báo cho anh em Nam Hoang, điều tra ở cổ mộ lan lăng vương là ai đã thuê băng nhóm hoa hồng đen đào mộ rồi lại điều tra thân phận của kẻ giết người cướp được kho báu là người trong băng nhóm hoa hồng đen hay là một người khác tuân mệnh tôi sẽ đi thu xếp bây giờ tiểu hắc gật đầu đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho tổng bộ nam hoang bảo bên đó tận dụng toàn bộ quan hệ để điều tra những việc này giang thần lại quay sang nhìn hoa hồng đen đang cúi đầu cả người khẽ run chỉ vào ghế nói ngồi đi Đừng câu nệ. Tôi, tôi không dám." Bạch Tố sợ đến sắp khóc. Đây chính là Hắc Long, Hắc Long càn quét 18 nước ở biên giới Nam Hoang và là thống soái của trăm vạn quân Hắc Long. Ở trước mặt Hắc Long, cô ta nào dám ngồi. "Tôi nói rồi, Giang Trung không có Hắc Long, chỉ có Giang Thần." "Vâng, anh, Giang." Bạch Tố lúc mở miệng nói từ anh, hàm răng của cô ta còn đang run bần bật. Cô ta ngồi xuống, Giang thần hỏi, nói chuyện đã xảy ra ở mộ cổ. Vâng, Bạch Tố gật đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra. Khoảng 3 tháng trước, bọn họ được thuê với một khoản tiền lớn, cùng với một tấm bản đồ, cần phải đi đào một ngôi mộ cổ, bọn họ đã tốn thời gian là một tháng để khảo sát, như vậy mới đi vào mộ cổ. Sau khi bẻ khóa được rất nhiều cơ quan, cuối cùng cũng vào sâu bên trong mộ cổ. Bọn họ phát hiện ra một chiếc hộp cũ ở trong một quan tài bằng pha lê, trên hộp còn có một chiếc chìa khóa cắm trên đó chính là lúc này thiết bị điện tử đột nhiên mất kiểm soát đèn pin cũng lập tức biến thành màu đen sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên cô ta là người ở gần chiếc hộp cổ nhất ngay khi nhìn thấy một bóng ảnh đang đến gần quan tài pha lê cô ta vội vàng ôm chiếc hộp lên nhưng bị cướp cô ta chỉ rút được chìa khóa trên chiếc hộp sau khi lấy được chìa khóa cô ta đã bị bắn trúng nhưng cô ta không quan tâm nhiều như vậy lấy được tri át khóa lập tức chạy chạy khỏi mộ cổ sau đó cô ta vẫn luôn điều tra xem ai là người đã cướp chiếc hộp cô ta đã điều tra ra được một vài manh mối vì thế mới đến giang trung anh giang tôi không biết kẻ giết người là ai nhưng thực lực của anh ta cực kỳ lớn nếu như không phải thân pháp tôi tốt chạy nhanh chắc chắn là tôi đã chết ở trong mộ cổ rồi giang thần nghiêm túc lắng nghe phán đoán xem bạch tố đang nói thật hay giả sau khi Tiểu Hắc căn dặn tổng bộ Nam Hoang xong thì đi vào. Anh ta cũng nghe Bạch Tố kể chuyện đã xảy ra ở mộ cổ. Giang thần liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đi theo Giang thần nhiều năm ngay lập tức hiểu ý, trong nháy mắt rút súng ra nhắm vào phía sau đầu Bạch Tố. Bạch Tố sợ đến hai chân mềm nhún, lập tức quỳ xuống, chán bóng nhẫn tiếp xúc với mặt đất, cơ thể khẽ run, không ngừng xin tha thứ, không, không biết đã làm gì gây tội với chủ soái, xin chủ soái tha mạng vẻ mặt giang thần lạnh lùng nói tất cả những lời cô nói có nửa câu nào là giả thưa chủ soái tuyệt đối không nói sai giang thần nhẹ phất tay tiểu hắc lập tức thu súng lại được rồi đứng dậy đi nếu như tôi đã nhờ vả thì những ngày sau này cô cứ an tâm mà làm việc cho tôi ở đây là giang trung giang trung không có hắc long cũng không có hoa hồng đen tôi là giang thần cô là bạch tố với thân phận của cô thì nên nâng cao lên một chút dù sao có thể mua trung tâm thương mại ở trong thành phố thì không thể là người thường được. Giang thần căn dặn xong, đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi, bạch tố mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc chán bóng nhẫn của cô ta đã đẫm máu, khuôn mặt trắng trẻo của cô ta đã toát đầy mồ hôi. Tiểu Hắc cười nói, đừng quá căng thẳng, anh Giang không đáng sợ như trong truyền thuyết như vậy đâu. Thật ra anh Giang đối với thuộc hạ rất tốt, chỉ cần an tâm đi theo anh ấy, không được phản bội anh ấy, thì nhất định là sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như phản bội, vậy hậu quả. Tôi biết, tôi biết, Bạch Tố nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi làm chuyện anh Giang đã giao, mau chóng mua được trung tâm thương mại. Chương 52, ác mộng của tứ đại gia tộc. Giang thần rời khỏi phòng khám phàm nhân. Anh còn có việc đi làm. Lần này anh trở về Giang Trung là vì có hai mục đích. Báo ân, báo thù. Tuy rằng hiện tại nhà họ Tiêu một trong tứ đại gia tộc lớn đã phế rồi, tộc trưởng của ba gia tộc còn lại cũng chết rồi. Nhưng năm đó đến nhà họ Giang không chỉ chỉ có những người này. Trong tứ đại gia tộc, những thành viên quan trọng cũng đều đi. Những người đến biệt thự nhà họ Giang đều phải chết. Nhà họ Vương. Nhà họ Vương là một trong bốn nhà quyền thế, với vô số sản nghiệp của gia tộc, khối tài sản mấy trăm tỷ. Biệt thự nhà họ Vương rất lộng lẫy xa hoa nhưng hôm nay nhà họ Vương lại không náo nhiệt và vui mừng như trước nữa. Một chiếc quan tài được đặt ở giữa sảnh biệt thự, đời thứ ba chính thống của nhà họ Vương đang quỳ dưới đất, còn có một vài đạo sĩ đang làm pháp. Có một vài gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Giang cũng đến nhà họ Vương để tham gia lễ tang của gia chủ Vương trấn nhà họ Vương. Cùng lúc đó tại sảnh trên tầng 2 của biệt thự, ở đây tập trung không ít người. Đứng đầu là con trai trưởng của Vương Trấn, Vương Mạnh. Vương Chấn vừa chết, con trai trưởng Vương Mạnh đã trở thành gia chủ. Ngoại trừ Vương Mạnh, còn có vài đứa con trai con gái của Vương Chấn, bọn họ tập trung lại bàn bạc về vấn đề liên quan đến chôn cất Vương Chấn. Đúng lúc này, một cậu con trai mặc đề tang vội vàng chạy tới, bố, không xong rồi, xảy xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Mạnh giật mình đứng dậy, của trách nói, hoảng hốt cái gì, còn ra thể thống gì nữa. Bố, không. Không phải, bố xem, cậu con trai mặc để tang đời thứ ba nhà họ Vương chỉ về phía cầu thang. Chuyện đề cử, thiếu gia bị bỏ rơi. Nhà họ Vương quay lại nhìn. Phịch. Không ít người kinh hoàng ngã xuống đất. Có một người từ phía cầu thang đi tới. Trên người mặc áo khoác đen, trên mặt đeo mặt nạ quỷ. Đây, đây là người đã giết tiêu biệt hạc và tiêu chiến nhà họ Tiêu. Tại sao lại thế, hung thủ giết người đã bị súng bắn chết rồi mà? Tại sao còn xuất hiện ở đây? Giang Thần bước tới, người nhà họ Vương theo bản năng đứng dậy lùi về phía sau. Giang Thần ngồi trên sofa, nhìn người nhà họ Vương, lạnh lùng nói: "10 năm trước đến nhà họ Giang, người ép bức nhà họ Giang, người phóng hỏa đốt biệt thự nhà họ Giang, từng đến nghĩa trang nhà họ Giang, cúi lại 10 ngày 10 đêm, sau đó vì tạ tội mà chết, để cứu sống những người nhà họ Giang khác." Nói xong câu này, Giang Thần đứng lên, bỏ đi trước không ít những cái nhìn đang khiếp sợ. Đi đến trước cửa, anh dừng lại lần nữa. Cái rừng này của anh khiến cho người nhà họ Vương sợ đến toàn thân phát run. Nhớ kỹ, bắt đầu từ sáng ngày mai, 10 ngày 10 đêm, không được đứng lên, nếu như chống lại, chó gà không tha. Âm thanh của Giang Thần giống như sấm sét vang bên tai người nhà họ Vương, khiến cho bọn họ không giữ được bình tĩnh. Cho đến khi Giang Thần đã đi, nhà họ Vương mới phản ứng lại. Vương mạnh ngay chốc lát bại liệt trên sofa khuôn mặt anh ta trắng bệch, thì thầm nói tôi sớm đã nghĩ tới, sớm đã nghĩ tới, người đã giết tiêu biệt hạc, giết tiêu chiến chính là người được đường sở sở cứu khỏi vụ cháy biệt thự nhà họ Giang 10 năm trước, chỉ là, rốt cuộc anh ta là ai, tiêu chiến bức ép đường sở sở cũng không hỏi ra được thân phận của người này, mà tiêu chiến cũng. Vương Mạnh nhớ tới thân phận của tiêu chiến, đó là phó tướng của Tây Cảnh, thủ hạ của tiêu giao vương. Quân Tây Cảnh đã bắn chết người con trai mặt quỷ. Tại sao, Bây giờ anh ta lại xuất hiện rồi. Rốt cuộc anh ta là ai? Tàn dư nhà họ Giang, người Đường Sở Sở đã cứu, không lẽ là chồng của Đường Sở Sở, Giang Thần? Vương Mạnh còn nhớ, 10 năm trước Giang Nam cũng có một đứa con trai tên là Giang Thần. Không thể nào, Vương Mạnh lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của bản thân. Chồng hiện tại của Đường Sở Sở là một quân nhân giải ngũ quay về, không tiền, không quyền. Bố, phải làm sao? Bố rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, vụ cháy nhà họ Giang với tứ đại gia tộc rốt cuộc có quan hệ gì. Nhà họ Vương đều lo lắng đến sắp khóc. Đây là vị thần giết người. Chó gà không tha, ý là muốn giết sạch nhà họ Vương. Sau khi Giang thần đến nhà họ Vương thông báo xong, sau đó là đến nhà họ Châu, đến nhà họ Triệu. Vẫn là câu nói đó, khiến cho hai gia tộc này năm đó đến biệt thự nhà họ Giang, bắt 38 đầu sỏ của tội ác đến trước lăng mộ nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm, sau đó tự sát để tả tội. Nếu không, chó gà không tha. Tứ đại gia tộc, nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt, tộc trưởng của ba đại gia tộc khác cũng đã chết. Sau đó, đây mới chỉ là một khởi đầu. Ba đại gia tộc đều rơi vào hoang mang. Những người quan trọng của ba gia tộc nhanh chóng tập trung lại, đi tìm Tiêu Nhược Nhiên để bàn bạc đối sách, bởi vì chuyện này Tô Nhược Nhiên là người đi đầu. Bệnh viện thành phố, phòng bệnh của Tiêu Nhược Nhiên. Cô ta bị Giang Thần đánh trọng thương, trên mặt bị rạch vài đường, bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Giang Thần đi vào. Nhìn thấy Giang Thần, Tiêu Nhược Nhiên sợ đến mức ngã lăn xuống giường, sau đó vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất chủ, chủ soái. Giang Thần tiện tay khóa cửa phòng lại, sau đó đi qua ngồi xuống ghế, nhìn Tiêu Nhược Nhiên đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Tiêu Nhược Nhiên thông báo cho người nhà họ tiêu năm đó đã đến nhà họ Giang, đến lăng mộ nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm, sau đó tự sát đền tội, tôi sẽ giữ lại mạng của những người nhà họ tiêu khác, nếu không, chó gà không tha, cô có thể không cần đi, tôi cho cô thời gian là một tháng, trong vòng một tháng tìm ra tung tích của bức hoa nguyệt sơ cư cho tôi. Chủ soái, cầu xin anh tha cho nhà họ tiêu, tôi thật sự sai rồi, để tôi đền mạng, tha cho nhà họ tiêu được không? Đối mặt với Hắc Long quyền thế ngút trời, Tiêu Nhược Nhiên không thể giữ được bình tĩnh, liên tục xin tha. 24 người, sắc mặt Giang Thần lạnh tanh. Tôi còn nhớ rất rõ, ngoại trừ Tiêu Biệt Hạc, Tiêu Chiến đã chết, còn có nhà họ Vương, gia chủ nhà họ Triệu, còn có 19 người, ngoại trừ cô không đi còn có 18 người, 18 người này, quỳ 10 ngày 10 đêm, tự sát đền tội thì chuyện này sẽ coi như kết thúc, nếu không. Giang Thần đứng lên, xoay người rời đi. Chó gà không tha. Hãy đi làm theo lời tôi nói. Hắc Long tôi nói được làm được, 18 người này quỳ sám hối, tự sát đền tội, chuyện này kết thúc. Giang Thần nói xong cũng là lúc đi ra khỏi cửa. Tiêu Nhược Nhiên quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Cô ta hối hận, rất hối hận. Cô ta tin vào năng lực hiện tại của Giang Thần, nếu như không làm theo, anh ta nói rằng chó gà không tha thì sẽ là chó gà không tha bởi vì trước kia cô ta từng bảo người nhà họ tiêu rút khỏi giang trung nhưng người nhà họ tiêu đã bị hạn chế đường biển đất liền hay trên không đều không cách nào đi được đều bị hạn chế đều bị vây lại trong giang trung cô ta giống như mất hết tinh thần ngồi trên giường bệnh không ngừng khóc rất nhanh người phụ trách của ba đại gia tộc đã tìm đến cửa nhược nhiên tàn dư của nhà giang quay lại rồi quay về để báo thù chính là người đã giết tiêu chiến Người mặt quỷ bị Tiêu Giao Vương bắt chết là giả, anh tư của cô là thủ hạ của Tiêu Giao Vương, cô mau chóng tìm Tiêu Giao Vương đi. Đúng vậy, tàn dư đó bảo chúng ta quỳ 10 ngày trước nghĩa trang nhà họ Giang, sau đó tự sát tại tội. Nhược nhiên, bây giờ chúng tôi chỉ trông chờ vào cô, cũng vì nhà họ Tiêu có quan hệ với Tiêu Giao Vương. Người đại diện của ba đại gia tộc liên tục nói. Tiêu Nhược Nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn từng người, có hơi sức như không có hơi sức nói, làm theo đi chết vài chục người còn hơn là toàn bộ tứ đại gia tộc đều chết. Một viên đá rơi xuống làm gợn lớp lớp sóng. Cái gì? Người phụ trách ba đại gia tộc hoàn toàn chết lặng. Tiêu nhược nhiên hét lên, các người còn chưa hiểu sao, anh tư tôi là thủ hạ tâm phúc của tiêu giao vương, là phó soái quân hàm một sao, anh tư tôi đã chết rồi, tiêu giao vương đến dám còn không dám thả nữa rồi, còn bận ép dìm chuyện này xuống, không lẽ các người còn chưa biết, người còn sống sót nhà họ Giang năm đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ sao? Người phụ trách ba đại gia tộc đều chết xứng. Còn đáng sợ hơn cả Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương là một trong năm đại soái người quyền lực đứng trên kim tự tháp. Còn kinh khủng hơn cả anh ta, vậy, vậy rốt cuộc là ai? Người phụ trách ba đại gia tộc nghĩ không thông, rốt cuộc tàn dư nhà họ Giang là ai? Tiêu nhược nhiên khinh thường ba người, lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Hắc, khóc lóc nói, anh cả, anh đưa theo người nhà họ tiêu năm đó đã đến nhà họ Giang đến nghĩa địa nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm đi, nếu không, nhà họ tiêu chó gà không tha. chương 53 kiên quyết chống chọi Người đến nhà họ Giang năm đó đều là những thành viên nòng cốt trong bốn gia tộc lớn, bởi vì những thành viên bình thường không thể nào được tiếp xúc với những chuyện cơ mật thế này. Sau khi nhà họ Giang bị tiêu diệt, bốn gia tộc lớn không hề nhắc đến chuyện này. Nhưng thế giới bên ngoài lại tung tin đồn nhảm, có người nói Giang Nam sợ tội tự sát, trước khi tự sát châm lửa đốt cả nhà họ Giang, muốn thiêu hủy nghiệp chướng đã phạm phải. Cũng có người nói, nhà họ Giang đắc tội với người tai to mặt lớn mới bị diệt phong. Nhưng không ai biết sự thật đằng sau. Bây giờ, Giang thần đã truyền đạt thông báo chết chóc xuống. Quỳ gối 10 ngày, sau đó tự sát. Chuyện này làm sao có thể? Những người này bây giờ đều là người giàu có, sở hữu khối tài sản cách xù, họ đang hưởng vinh hoa phú quý nhiều vô kể, sao có thể quỳ gối 10 ngày, sau đó tự sát kết thúc sinh mạng chứ? Người phụ trách ba gia tộc lần lượt rời khỏi phòng bệnh của Tiêu Nhược Nhiên. Rất nhanh, con trai cả của Tiêu Biệt Hạc, anh trai cả của Tiêu Nhược Nhiên là Tiêu Hác vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhược Nhiên, rốt cuộc em đang nói gì vậy, đi quỳ gối 10 ngày gì chứ, tự sát tả tội gì chứ? Vẻ mặt Tiêu Hác vô cùng hoang mang. Anh cả, đừng hỏi nữa, cứ làm theo những gì em nói đi, anh, anh hai, anh ba, còn có chú hai, chú tư, bảo bọn họ đi hết đi, chết vài người cũng đỡ hơn là cả nhà họ tiêu hơn trăm người đều chết hết. Tiêu nhược nhiên khóc suốt mướt. Cô ta hối hận rồi. Mọi thứ đều là sự sắp xếp của anh tư cô ta. Nếu như không phải vì anh tư tiêu chiến, cô ta sẽ không đi tiếp cận Giang Nam, sẽ không kết hôn với Giang Nam, cũng sẽ không vì có được bức hoa nguyệt sơn cư mà làm nhà họ Giang tan nhà nát cửa. Thế nhưng, rốt cuộc bức hoa nguyệt sơn cư đang ở đâu. Những chuyện này cô ta không hề biết. Bởi vì, tiêu chiến là người duy nhất biết bức hoa nguyệt sơn cư ở đâu thì đã chết rồi. Nhược nhiên, rốt cuộc em đang sợ cái gì, rốt cuộc tàn dư nhà họ Giang là ai, cậu ta có bản lĩnh lớn vậy sao? Tiêu Hắc không ngừng thăm hỏi. Bảo ông ta đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ gối 10 ngày, sau đó tự sát. Chuyện này chắc chắn không thể nào cho dù là ai cũng sẽ không đi quỷ gối 10 ngày rồi tự sát cả. "Cu em không nói được, em nói rồi, nhà họ Tiêu sẽ bị tiêu diệt nhanh thôi, nhà họ Tiêu nhiều người như vậy, em không muốn bởi vì em nhiều chuyện mà khiến bọn họ mất mạng." Tiêu Nhược Nhiên khóc lóc sụt sùi nói. Vẻ mặt Tiêu Hắc nghiêm nghị. Tính cách em gái ông ta thế nào ông ta hiểu rất rõ, nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn đều đã trải qua, đã có lúc nào cô ta lại sợ hãi như thế này? bây giờ tàn dư nhà họ giang lại khiến cô ta kiêng rẻ đến vậy vậy rốt cuộc người này đáng sợ đến nước nào nhược nhiên chúng ta đi tìm tiêu giao vương em tư là cấp dưới thân cận của tiêu giao vương bây giờ em tư chết rồi tiêu giao vương chắc chắn sẽ nể mặt em tư che chở cho chúng ta vô ích thôi thật sự cũng vô ích thôi tiêu nhược nhiên nước nở nói nếu như có tác dụng tiêu giao vương đã ra tay từ lâu rồi anh cả lẽ nào anh vẫn chưa hiểu người muốn tiêu diệt nhà họ tiêu chúng ta ngay cả Tiêu Giao Vương cũng phải nể nang sao? Ầm. Um, lời của Tiêu Nhược Nhiên giống như sét đánh ngang tai, vang lên trong đầu Tiêu Hắc. Cơ thể Tiêu Hắc chợt lùi lại vài bước, kinh ngạc thốt lên, không thể nào, chắc chắn không thể nào, Tiêu Giao Vương là chủ soái ở Tây Cảnh, là một trong năm đại soái, người này còn đáng sợ hơn cả Tiêu Giao Vương, làm sao có thể? Tiêu Nhược Nhiên khóc cả nước mắt, cô ta mất hết niềm tin, mệt mỏi nói, anh cả, em chỉ nói đến đây thôi làm hay không tùy anh bây giờ em còn khó giữ nổi thân mình em không thể bảo vệ cả nhà họ tiêu được cùng lúc này những người phụ trách ba gia tộc lớn khác đều tụ tập lại với nhau người phụ trách nhà họ vương là vương mạnh nghiêm nghị nói các ông nói xem rốt cuộc tiêu nhược nhiên đang sợ cái gì nhà họ tiêu rất thân với tiêu giao vương tiêu chiến cũng là cấp dưới thân cận của tiêu giao vương thế nhưng bây giờ sao cô ta lại sợ thành ra như vậy châu côn của nhà họ châu lạnh lùng nói khoác lác huênh hoang Tôi không tin, tàn dư nhà họ Giang này còn có thể giết cả nhà họ Châu hơn trăm người của tôi. Đúng vậy, người phụ trách nhà họ Triệu hiện nay là Triệu Đông Hùa Theo, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi có quan hệ khá thân thiết với anh cửu trong giới xã hội đen, đàn em anh cửu có hơn ngàn người. Tôi cho chút tiền, bảo anh cửu đến canh giữ nhà họ Triệu cho tôi một khoảng thời gian. Bảo bọn họ đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ gối 10 ngày, sau đó tự sát tả tội, chuyện này không thể nào. Bây giờ gia chủ đã chết rồi đến lượt bọn họ làm chủ, bọn họ sở hữu tài sản hơn mấy trăm tỷ, sao có thể vứt bỏ sĩ diện đi quỳ gối, lại còn quỳ xong rồi tự sát. Ba người tụ tập lại bàn bạc cách đối phó. Sau khi bàn bạc xong, bọn họ quyết định kiên quyết chống lại. Ba gia tộc lớn lần lượt liên lạc người trong giới, tốn một khoản tiền lớn, mời không ít người trong giới tập hợp ở ba gia tộc, chỉ cần tàn dư nhà họ giang dám đến, đảm bảo sẽ cho anh một đi không trở lại. Chỉ là, ngay cả phó tướng của Tây Cảnh, quân đội Tây Cảnh tinh nhuệ cũng chết trong nhà hàng Giang Trung, người bình thường trong giới sao có thể che chở cho bọn họ. Nhưng, chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể liều một lần. Bọn họ không biết, một khi thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nước nào. Bốn gia tộc lớn, nơm nấp lo sợ. Nhưng đây là chuyện nội bộ của bốn gia tộc lớn, bên ngoài không hề hay biết. Bên ngoài chỉ biết bốn gia tộc lớn gặp phải phiền phức, tiêu biệt hạc nhà họ tiêu chết thảm trong bữa tiệc mừng thọ, sau đó tiêu chiến của nhà họ tiêu cũng chết. Bây giờ đến lượt tộc trưởng của ba gia tộc lớn khác. Người quan trọng của bốn gia tộc lớn đã chết hết. Đây chắc chắn là chuyện chấn động cả Giang Trung. Chẳng qua là bởi vì tiêu giao vương kế nhiệm, độ hot của những chuyện này đều bị tiêu giao vương ém lại. Bây giờ tiêu giao vương kết thúc nhiệm kỳ, mọi người mới bắt đầu bàn tán về chuyện của bốn gia tộc lớn. Bốn gia tộc lớn đắc tội với người tai to mặt lớn, nhà họ tiêu xong đời rồi, ba gia tộc khác cũng không tồn tại được lâu nữa. Kết cấu của Giang Trung phải điều chỉnh lại rồi. Ai có thể thay thế địa vị của bốn gia tộc lớn, trở thành nhà quyền thế mới ở Giang Trung đây? Nhà họ Liễu có tư cách này, tài sản của nhà họ Liễu so với bốn gia tộc lớn chỉ có hơn chứ không kém. Nhà họ Lý cũng có hy vọng. Sau khi lễ kỷ niệm tiêu giao vương kết thúc nhiệm kỳ, người trong Giang Trung đều quan tâm đến bốn gia tộc lớn, mọi người đều đang bàn tán ba gia tộc khác khi nào sẽ nối gót theo nhà họ tiêu mọi người bàn tán nào là gia tộc có thể thay thế vị trí của bốn gia tộc lớn trở thành nhà quyền thế ở giang trung bên ngoài đều đang đồn đãi những chuyện vô căn cứ còn giang thần sau khi thông báo cho bốn gia tộc lớn xong anh trở về nhà họ đường làm một bà nội trợ quét dọn nhà cửa sạch sẽ anh bây giờ và anh lúc đến chỗ bốn gia tộc lớn như hai người khác nhau Lúc anh đến chỗ bốn gia tộc lớn là vẻ mặt của thần chết. Sau khi Giang Thần quét dọn nhà cửa xong, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa bèn ra ngoài đi chợ mua đồ nấu cơm. Anh chạy chiếc xe điện nhỏ, vừa đi vừa hát, nhàn nhã chạy về phía chợ. Cùng lúc đó, trên tầng 18 của tòa cao ốc nào đó ở Giang Trung. Đây là một phòng làm việc vô cùng sang trọng, một cô gái vóc dáng mảnh mai đang đứng trước cửa sổ bằng kính trong suốt, cô ta khoanh hai tay trước ngực. Nhìn ra ngoài cửa kính, thu hết cả thành phố vào trong tầm mắt. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Cô gái phản ứng trở lại, ngồi xuống ghế làm việc. Cô ta có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, không có chút khuyết điểm nào, giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, xinh đẹp không tì vết. "Chủ tịch, đã điều tra rõ rồi, người này tên là Giang Thần, là con rể ở rể nhà họ Đường." "Hừm, Giang Thần?" Cô gái chợt ngẩn ra. Cô gái tên là Lâm Y, xe của cô ta bị cướp mất, tài xế của cô ta bị vứt giữa đường, còn người cướp xe thì trên đường đi vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến tập đoàn Ngải Lạp. Lâm Y nhìn thấy Giang Thần hung hăng xông vào tập đoàn Ngải Lạp, mười mấy bảo vệ đều bị anh ta đánh gục. Còn về việc sau khi Giang Thần xông vào đã làm những chuyện gì, cô ta không biết nữa. Nhưng cô ta biết ngay sau đó cảnh sát đã được điều đi, sau đó quân đội cũng lên đường thậm chí ngay cả tiêu giao vương cũng xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh sát lên tiếng nói với bên ngoài rằng đây chỉ là một buổi diễn tập, diễn kịch sao. Chỉ có Lâm Y biết, đây chắc chắn không hải diễn tập. Vì thế, cô ta tìm người đi điều tra thân phận của người cướp xe, biết được anh là con rể ở rể của nhà họ đường. Ngón tay thon dài của cô ta khẽ gõ nhẹ nhẹ lên trên bàn, âm thanh vang lên rất nhịp nhàng. Tiêu giao vương tự mình ém những chuyện này xuống sao, con rể nhà họ đường tên Giang Thần này rốt cuộc có lai lịch thế nào, lẽ nào lai lịch còn đáng sợ hơn cả tiêu giao vương sao? chương 54, gặp rắc rối. Cả nhà đường sở sở mới sáng sớm đã ra ngoài. Mục đích của bọn họ hôm nay chính là mua xe, mua xe thật sang trọng. Bọn họ đi dạo rất nhiều cửa hàng độc quyền 4S, thử hết một lượt rất nhiều dòng xe sang trọng nổi tiếng như Mercedes-Benz, BMW, Audi. Nhưng vẫn không vừa ý chiếc nào không phải do đẳng cấp quá thấp nên không thích, mà là đẳng cấp cao quá không mua nổi. Mà hôm nay đúng lúc trong thành phố Giang Trung lại có một buổi triển lãm xe. Các dòng xe sang tụ tập hết ở đây. Cả nhà đường sở sở bước đến. Đường Tùng nhìn thấy xe sang ở chỗ này, hai mắt cậu ta bừng sáng lên. Mẹ ơi, siêu xe Ferrari, Bentley, Maybach, Bugatti Veyron. Đường Tùng nhìn những chiếc xe mô hình đầy gợi cảm duyên dáng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói, đến bao giờ, chúng ta mới có thể mua một chiếc xe sang thật sự đây, chiếc xe hơn 100 vạn quả thật chỉ là rác rưởi so với những chiếc xe này. Bốp, Hà Diễm Mai vỗ vào đầu đường tùng một cái mắng, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, mua một chiếc hơn 100 vạn là được lắm rồi, còn đưa mọi người đến đây làm gì, đừng tưởng mẹ không biết, những chiếc xe ở đây động vào là bay hơn 10 triệu vạn. Đường Tùng cười hì hì đáp mẹ, không phải con đưa mẹ đến đây để mở mang tầm mắt sao, dù sao đi xem cũng không tốn tiền mà. Ôi, chiếc xe này đẹp quá. Đường Sở Sở cũng vừa ý một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, chớp mắt cô đã bị nó thu hút, cô lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh. Cả nhà cùng nhau đi tham quan buổi triển lãm xe, nhìn thấy những chiếc xe có giá trên trời đều không ngừng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Sau khi đi tham quan hết một lượt, bọn họ bèn rời đi. Bởi vì xe ở đây quá đắt, bọn họ căn bản mua không nổi. Sau cùng, bọn họ đến một cửa hàng độc quyền Maserati. Sau khi lựa chọn kỹ càng, họ mua một chiếc Maserati với giá 200 vạn. Sau khi thanh toán xong, trong thẻ của Hà Diễm Mai chỉ còn lại mấy ngàn tệ. Ngay cả tiền đóng bảo hiểm kỳ tiếp theo cũng hết sạch. Bà ta sụ mặt nói, bảo con mua một chiếc hơn 100 vạn là được rồi, cứ đòi mua đắt như vậy, bây giờ trở thành nghèo rất mồng tơi luôn rồi. Đường Tùng An ủi nói, mẹ, chúng ta rất nhanh sẽ có được 50% cổ phần của gia tộc rồi, đến lúc đó sẽ có tiền thôi, đi nào, chúng ta lái xe về đi, con đưa mẹ đi hóng gió, ngồi trên xe sang thử. Vừa nghĩ đến việc cuối cùng nhà mình cũng được sở hữu một chiếc xe sang, sau này về nhà mẹ đẻ cũng có thể nở mày nở mặt, vẻ mặt Hà Diễm Mai lúc này mới hỏa nhã hơn nhiều. Thanh toán xong, đường tùng lái xe, đưa cả nhà đi hóng gió trong thành phố. Ôi, đã quá, động cơ này, đường tùng vừa lái xe vừa gào to sợ người ta không biết cậu ta mới mua một chiếc xe sang ầm um, vừa lái xe được mười mấy phút lúc đang đợi đèn đỏ đường tùng lái xe quá nhanh phản ứng hơi chậm một chút đợi cậu ta phanh thắng kịp thì đã tông vào đuôi xe rồi nghe thấy ầm um, một tiếng đường tùng giật bắn người lên còn cả nhà họ đường trên xe đều thay đổi sắc mặt xe mới mua còn chưa mua bảo hiểm xe đã tông vào đuôi xe người ta rồi Đường Tùng sụ mặt xuống xe. Cùng lúc đó chủ xe ở phía trước cũng xuống xe. Đây là một người béo hơn 40 tuổi, ăn mặc rất bình thường, nhưng trên người lại có khí thế của ông lớn. Ông làm gì vậy? Sao ông lại có thể phanh gấp như vậy làm tôi đâm vào đuôi xe? Ông biết chiếc xe này của tôi đáng giá bao nhiêu không? 200 vạn. Đường Tùng vừa thấy vết sơn trên thùng bảo hiểm của mình đã bị xước, hơn nữa còn lõm vào trong, vẻ mặt cậu ta đầy xót xa, mở miệng chửi đồng lên. Còn người béo thì lặng lẽ nhìn chiếc xe của mình một cái, sau đó lại nhìn sang đường tùng đang vô cùng giận dữ. Vẻ mặt ông ta thờ ơ nói, chiếc xe này của tôi cũng không đắt lắm, may bách phiên bản giới hạn hơn 4.000 vạn, cậu xem nên gọi công ty bảo hiểm hay là tự trả đây. Hả? Đường tùng chợt ngẩn người ra. Cậu ta chỉ quan tâm xe của mình, không để ý đến xe của người ta. Cậu ta vừa nhìn thấy, bỗng chốc sợ xanh mặt, la to lên, ôi mẹ ơi! đường bác, Hà Diễm Mai, đường sở sở, ngô mẫn lần lượt xuống xe. Nhìn thấy đường tùng đâm phải chiếc may bản giới hạn, mọi người đều bị dọa sợ chết khiếp. Mà Lâm Huyền cũng không phải loại người tốt đẹp gì, ông ta chính là vua ngầm ở Giang Trung. Ông ta toàn làm những chuyện làm ăn dơ bẩn, bây giờ ông ta còn chưa mở lời, tên nhãi danh này lại dám thoái thác trách nhiệm lên người ông ta. Tôi phanh cái đầu cậu, tôi đang dừng xe đợi đèn đỏ, cậu đâm vào xe tôi còn chưa nói, lại còn có thái độ tồi tệ, ngậm máu phun người như vậy nữa. Lam Huyền nhìn xe của đường Tùng, trên xe còn chưa có biển số xe, trước xe cũng không có ký hiệu bảo hiểm, ông ta bỗng chốc thấy vui mừng trong lòng. Mới mua à, cậu xem phía sau xe của tôi cũng bị lõm vào trong rồi, cậu bán chiếc xe này đi, bù thêm vài trăm vạn nữa có lẽ cũng đủ bồi thường rồi đó. Hai chân đường Tùng mềm nhún, lập tức quỳ dạp dưới đất nói, đại ca, em sai rồi, xin anh hãy tha cho em, em mua chiếc xe này đã mua hết toàn bộ số tiền của mình, em không còn tiền để bồi thường nữa. Ngoặc kép, không có tiền cũng bày đặt huynh hoang cái gì. Lâm Huyền nhấc chân đá về phía đường tùng, đạp cậu ta ngã xuống đất, sau đó lại bước đến đấm đá một trận. Đừng đánh nữa, ngô mẫn xông vào kéo Lâm Huyền ra. Bốp, ngoặc kép, Lâm Huyền vung một bàn tai, tát ngô mẫn nằm bò trên mặt đất. Đường tùng lại bò dậy, không quan tâm cảm giác đau đớn trên cơ thể, cậu ta lại quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Sắc mặt Hà Diễm Mai tối sầm bước qua, dáng một cái tát vào đầu đường tùng đang quỳ trên mặt đất. Bà ta mắng, đồ vô dụng, nếu biết sớm đã không đồng ý cho mày mua xe rồi. Sau khi mắng xong, bà ta nhìn về phía Lâm Huyền vô cùng dữ tợn, bà ta van xin nói, đại ca, anh xem, chuyện này cũng không lớn lắm, trong thẻ của tôi chỉ còn có 5 ngàn, tôi đưa cho anh hết được không? 5 ngàn, vẻ mặt Lâm Huyền trầm xuống nói, coi Lâm Huyền tôi là hạng người nào, đuổi ăn mày à? Hà Diễm Mai rè rặt hỏi, vậy, vậy anh muốn bao nhiêu? Lâm Huyền chỉ vào chiếc Maserati đường tùng mới mua nói, tôi nói rồi, bán chiếc xe này đi, bù thêm 500 vạn, thấy các người mua được chiếc xe 200 vạn, có lẽ cũng có chút tiền, nếu như không có tiền, vậy thì trong thời gian sớm nhất, tận dụng hết mọi mối quan hệ, xem xem có thể hóa giải chuyện này hay không, nếu không thì hậu quả các người gánh lấy sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ Lâm Huyền rất từ tốn, ông ta cũng không biết những người trước mặt mình có lai lịch thế nào, nếu như họ có thể nhờ cậy được những mối quan hệ đó, vậy thì ông ta cũng không làm khó nữa. Bởi vì chuyện ông ta làm những năm qua đều là những chuyện không được sạch sẽ lắm. Bây giờ được tẩy trắng rồi, có thể nhịn được cỡ nào thì nhịn, có thể không đắc tội thì sẽ cố gắng không đắc tội với người ta. Sứt lời, Lâm Huyền lên xe, gọi một cuộc điện thoại, tôi đang ở trên đường Thiên Hoa, bảo mấy người đến chói thẳng nhãi danh này lại cho tôi. Ở đây là nội thành, hơn nữa còn là ngữ tư đèn giao thông, bây giờ hai chiếc xe bị tông vào đuôi xe, phút chốc đã bị tắc đường. Cảnh sát giao thông cũng đến ngay lập tức, sau khi chụp ảnh lại, cảnh sát bảo hai người lái xe sang một bên. Bên đường, đường Tùng, ngô mẫn quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha, mong Lâm Huyền bỏ qua cho bọn họ nhưng Lâm Huyền lại không hề bị lay động. Chính vào lúc này, một chiếc xe van chạy đến, vài người đàn ông trông vô cùng dữ tợn bước xuống xe, đứng trước mặt Lâm Huyền gọi to. Đại ca, Lâm Huyền chỉ vào đường Tùng đang quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói, đưa đi. Vâng, vài người đàn ông hung hăng chói đường Tùng đang quỳ dưới đất lại, sau đó đưa lên xe van. Lâm Huyền xoay người nhìn đường Bác, Hà Diễm Mai, đường Sở Sở, Ngô Mẫn, thản nhiên nói, trước 12 giờ đêm, mang 800 vạn đến thịnh thế vương triều chục người, nếu không thì chờ nhặt xác của cậu ta đi. Mẹ, làm sao đây, mau nghĩ cách gì đi, hu hu hu, ngô mẫn khóc hòa lên. Hà Diễm Mai không có ý định gì. Đường sở sở cũng sốt ruột, cô lấy điện thoại gọi cho Giang Thần. Giang Thần mua đồ ăn xong đang ở nhà nấu cơm. Nghe điện thoại của đường sở sở, anh hỏi, sở sở, sắp về rồi à, anh sắp nấu cơm xong rồi. Thần, không xong rồi, em trai gặp rắc rối rồi. Hả? Giang thần sửng sốt, hỏi, làm sao thế? Đường sở sở nghẹn ngào nói, bọn em mới mua một chiếc xe, mới lái chưa được bao lâu, em trai đã bất cẩn đâm vào đuôi xe người ta rồi, em trai bị đánh một trận, bây giờ bị đưa đi rồi, làm sao đây? Đừng lo lắng, ở đâu, anh đến đó ngay. Ở, ở đường thiên hoa. Được, đừng lo lắng, anh đến ngay đây. Sau khi cúp máy, Giang Thần tắt bếp đang hầm canh. Sau đó vội vàng ra khỏi nhà, bắt xe đến đường Thiên Hoa. Chương 55: Ly hôn với Giang Thần. Đường Tùng bị mang đi làm người của nhà họ Đường trở nên luống cuống. Bởi vì Đường Tùng bị kéo đi trước mặt cảnh sát giao thông, vậy mà cảnh sát giao thông lại không ngăn cản. Bọn họ không ngốc, người có thể lái chiếc xe mấy chục triệu chắc chắn là nhân vật lớn. Ngô Mẫn kéo Đường Sở Sở, vẻ mặt cầu xin chị hiện tại chỉ có chị mới có thể cứu đường tùng không phải chị quen với diệp hùng sao chị gọi điện cho ông ta nhanh lên đi để để chị thử xem trong lòng đường sở sở cũng không chắc chắn bây giờ em trai bị mang đi tình huống nghiêm trọng nên cô không thể không gọi xin lỗi số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được đường sở sở gọi điện thoại cho diệp hùng nhưng không được cô nói gọi gọi không được vậy vậy phải làm sao đây Ngô Mẫn sắp khóc rồi, cô ta vừa khóc nước nở vừa nói: Giang, Giang thần đâu? Không phải anh ấy nói mình là người suốt ngũ sao? Không phải anh ấy nói mình quen biết nhân vật lớn sao? Gọi anh ta đến nhanh lên chị. Chị gọi rồi, anh ấy đang đến. Còn Hà Diễm Mai thì rất bình tĩnh nói: Giang thần đến cũng vô dụng. Mấy đứa đừng nghe cậu ta chém gió. Nếu cậu ta quen biết nhân vật lớn thì cũng không sống như vậy. Còn ở rể nhà họ Đường. Ngô Mẫn khóc nói: Mẹ, vậy thì phải làm sao đây? hà diễm mai nghĩ nghĩ rồi nói mẹ gọi cho cậu tôn nhà họ tôn cũng chỉ đứng sau bốn gia tộc lớn lần trước mẹ có nói là muốn giới thiệu con gái cho cậu ấy nhưng bởi vì sở sở bị tiêu chiến cắt mặt nên tạm gác việc này qua một bên sau khi vẻ đẹp của đường sở sở khôi phục hà diễm mai lập tức liên lạc với mấy công tử nhà giàu định tìm gia đình tốt cho đường sở sở mà tôn diệu của nhà họ tôn là đứa con rể tốt nhất trong lòng bà ta nhưng bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra Bà ta mới không liên hệ với Tôn Diệu. Bà ta lập tức gọi điện thoại cho Tôn Diệu, nói tóm lược mọi chuyện một lần. Gì, cháu đang ở gần đấy, cháu qua ngay. Tôn Diệu đang ăn cơm ở một quán cơm cạnh đường Thiên Hoa, sau khi nhận được cuộc gọi của Hà Diễm Mai, anh ta lập tức lái xe đến. Chưa đến một phút, Tôn Diệu xuất hiện, anh ta lái một chiếc Porsche hơn 10 triệu. Anh ta dừng xe, bước xuống, nhìn mấy người nhà họ đường rồi thấy đường sờ sờ ánh mắt của anh ta sáng lên. Đi qua. Gì, chú, sở sở. Anh ta chào hỏi. Nhìn thấy Tôn Diệu, Hà Diễm Mai cảm thấy mình nắm được cọng rơm cứu mạng. Cậu Tôn, cậu phải giúp chúng tôi. Đường Tùng lái xe tông một chiếc siêu xe, người nọ muốn chúng tôi đền 8 triệu, không có tiền thì đường Tùng sẽ chết mất thôi. Tôn Diệu hứa hẹn, nói, dị yên tâm đi, cháu lo chuyện này được, nhà họ Tôn cũng là gia tộc thượng lưu ở Giang Trung, chỉ đứng sau bốn gia tộc lớn, cháu quen bất cứ nhân vật lớn nào ở đây. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đến thịnh thế vương triều nhanh lên. Sao? Tôn Diệu lập tức sửng sốt. Thịnh thế vương triều, địa bàn của Lâm Huyền. Anh ta dò hỏi, gì, đường tùng đâm vào xe nào vậy? Hình như là may bản giới hạn gì đó. Nghe vậy, Tôn Diệu hơi lui ra sau vài bước. Ngay sau đó, anh ta hỏi, có phải người nó hơi mập, còn ăn mặc bình thường không đúng vậy ừ đúng rồi ôi mà ơi tôn diệu thầm kêu lên đây chính là vua của thế giới ngầm ở giang trung mấy năm trước được gọi là hắc phong lâm huyền bây giờ gác kiếm kinh doanh nghiêm túc bây giờ lâm huyền rất kín tiếng chỉ cần không chọc giận ông ta thì sẽ không sao hết nhưng khi làm ông ta giận vậy hậu quả thì phù tôn diệu hít một hơi thật sâu anh ta nhìn đường sở sở một cái nhịn không được mà nuốt nước bọt gì cháu có thể giúp gì nhưng lâm huyền không dễ đụng nên cần bố của trá ra mặt bố cháu có quen với lâm huyền nhưng mà cháu không thể giúp không như thế được không phải lần trước gì nói giới thiệu sở sở cho cháu sao vì con trai hà diễm mai cũng không quan tâm được nhiều như vậy cậu tôn cậu yên tâm sở sở sẽ ly hôn với giang thần nhanh thôi tuy rằng đường tùng không có trí tiến thủ nhưng cũng là con trai của bà ta sao bà ta có thể nhìn con trai của mình xảy ra chuyện hơn nữa giang thần còn là quân nhân tuy rằng anh nói mình quen biết nhân vật lớn nhưng quen nhân vật lớn với nhân vật lớn bà ta chọn người sau tôn diệu là người của nhà họ tôn cơ ngơi rất lớn tài sản mấy chục tỷ sở sở gả vào nhà họ tôn tốt hơn gả cho giang thần mấy trăm lần sở sở ý của cô thì sao tôn diệu nhìn đường sở sở tuy lâm huyền đáng sợ thật nhà họ tôn ở trước mặt lâm huyền chẳng là cái thá gì lâm huyền mới là nhân vật lớn thật sự ông ta khinh thường hư danh nhà giàu có nhưng bố của anh ta và lâm huyền có thể xem là bạn bè từng ăn một bữa cơm với nhau hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì lớn chỉ là đâm vào đuôi xe mà thôi chỉ cần ông ta ra mặt đền chút tiền thì chuyện này sẽ chấm dứt vì đường sở sở đền mấy chục triệu cũng không lỗ mẹ con sẽ không ly hôn với giang thần Bốp, Hà Diễm Mai tát cô một cái, mắng, không ly hôn. Mày có 80 triệu cứu em trai mày không? Mặt của đường sở sở xuất hiện một dấu bàn tay, cô duỗi tay bụng mặt, nước mắt tuôn ra. Tôn Diệu nói, sở sở, cô biết Lâm Huyền là ai không? Cô biết mấy năm nay ông ta làm gì không? Ông ta giết không được 100 thì cũng 80 người, đây chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương đấy. Sao? Đường sở sở nghe vậy thì cũng cảm thấy hoảng sợ. Tôn Diệu nhìn dáng người tuyệt diệu cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh ta nuốt nước miếng. Tôn Diệu tiếp tục nói, cô cho rằng chỉ cần 80 triệu là có thể cứu người. Tôi nói cho cô biết, Lâm Huyền cầm tiền cũng không tha cho đường tùng, trước nay người đắc tôi ông ta đều không có kết cục tốt. Sở sở, nếu mày không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho em trai mày chút chứ. Không lẽ mày muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin mày sao? Mẹ! Đường sở sở đỡ Hà Diễm Mai, khóc lóc nói: "Mẹ, con ly hôn với Giang Thần, mẹ đừng làm như vậy." Thấy thế, Tôn Diệu vui mừng. Hà Diễm Mai nói: "Chỉ cần nhà họ Đường mang 80 triệu đến thịnh thế vương triều thì Lâm Huyền sẽ thả người." Tôn Diệu biết Lâm Huyền, người này là giang hồ cho nên rất giữ lời. Hơn nữa mấy năm nay ông ta cũng đã rất kín tiếng, cũng không gây chuyện. Chỉ cần đúng số tiền thì Đường Tùng sẽ không sao hết. Hơn nữa, anh ta là người nhà họ Tôn. Bố của anh ta có quen với Lâm Huyền, nếu ông ta ra mặt thì có lẽ không cần nhiều tiền như vậy. Giải quyết chuyện này xong, đường sở sở là của anh ta. Đây là người đẹp nhất Giang Trung. Hơn nữa, Hà Diễm Mai từng nói với anh ta, tuy đường sở sở kết hôn với Giang Thần nhưng lại không cùng phòng. Chú, Di, sở sở, cứ để cháu lo chuyện này, trong thẻ của cháu còn có tiền, mọi người về trước đi, cháu đi chuộc người. Bằng quan hệ của nhà họ tôn, đưa tiền xong chắc chắc ngài Lâm sẽ không làm khó Đường Tùng. Hà Diễm Mai mở miệng cầu xin cậu Tôn, chúng tôi đi với cậu được không? Bà ta từng thấy Lâm Huyền đánh người, hiện giờ bà ta rất lo cho Đường Tùng. Tôn Diệu hứa hẹn, gì? Dì, dì yên tâm trở về chờ đi, cứ để cháu lo chuyện này. Nói rồi, Tôn Diệu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Đường Sở Sở, cười nói, Sở Sở, chờ tôi đưa Đường Tùng trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm có được không? Được. Sở Sở sẽ chờ cậu, Hà Diễm Mai đồng ý thay Đường Sở Sở. Còn Đường Sở Sở thì đứng ở một bên, thầm rơi nước mắt. Cô lấy điện thoại gọi cho Giang Thần, "Thần, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, anh về nhà chờ em, em có việc muốn nói với anh." Nói xong, cô lập tức cúp máy. Giang Thần đang đến, anh bắt taxi nhưng vì hơi kẹt xe nên đến bây giờ vẫn chưa tới nơi. Hiện tại Đường Sở Sở gọi đến, anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bảo tài xế quay đầu trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 56, bố cậu là cái thá gì? Đường Sở Sở gọi điện thoại, nói chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Giang Thần lần nữa về tới nhà dọn thức ăn xong xuôi, đợi đám người Đường Sở Sở quay trở về ăn cơm trưa. Bọn họ trở về rất nhanh. Vừa vào tới cửa, Giang Thần đã nhận ra có gì đó không đúng. Sắc mặt của cả đám đều rất khó coi đường sở sở và ngô mẫn còn như vừa mới khóc xong trên khóe mắt còn ngấn lệ giang thần khó hiểu lập tức hỏi sở sở sao vậy không phải nói chuyện đã giải quyết xong rồi sao em rể đâu sao lại không cùng quay trở về đường sở sở ngó mắt nhìn giang thần sau đó bật khóc tức tưởi sao vậy giang thần vội vàng an ủi có chuyện gì thì nói với anh này anh có thể giải quyết hai hà diễm mai thở dài một hơi Giang thần bên đây hỏi thêm lần nữa, mẹ, mẹ làm sao vậy, sao lại cũng thở dài thế kia. Nhưng mà, cả nhà không có người nào lên tiếng trả lời. Sau khi ngồi xuống bàn cơm, Giang thần đi lấy bát đũa sới cơm cho mọi người, nói, nào, vừa ăn vừa nói. Đường sở sở lập tức dưng dưng mà mở miệng, thần, chúng ta ly dị đi. Trong phút chốc, Giang thần ngây ngẩn cả người. Cũng dại ra ngay tại chỗ. Mấy giây sau mới phản ứng lại được, ngồi xuống đốt một điếu thuốc, mặc vẫn không chút biến sắc, do so hỏi lý do. Hà Diễm Mai cũng vẻ mặt áy náy nói, Giang Thần thật sự là xin lỗi con. Mặc dù là con không có tiền, cũng không có quyền lực, nhưng mà mẹ phải công nhận là con rất thân thiện và chịu khó, cũng làm quản gia rất tốt. Chỉ là con với sở sở thật sự không thích hợp. Khoảng thời gian này, biểu hiện của Giang Thần cũng khiến Hà Diễm Mai khá hài lòng. Vì để tăng thêm mặt mũi cho bà ta, anh đã đi cầu xin với cấp trên đưa cho mình chiếc xe để chạy vòng quanh quân khu. Lần đó, chính là khoảnh khắc vẻ vang nở mặt duy nhất trong đời của bà ta. Chỉ là sở sở hiện tại đang rất xuất sắc, chỉ có thể có nhân tài ưu tú mới xứng đáng được với cô. Giang Thần hỏi lại lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho tôi biết một chút được không? Nhưng mà, cả nhà đều không có ai mở miệng. Bố Giang Thần nhìn về phía Đường Bác. Đường Bác ngó nhìn Hà Diễm Mai một cái, thấy bà ta gật đầu mới nhỏ giọng nói, chuyện là như thế này. Đường Bác kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Giang Thần nghe xong, lập tức đứng lên muốn đi. "Thần." Đường Sở Sở nghẹn ngào, đứng lên gọi một câu, cô muốn đuổi theo anh nhưng lại bị Hà Diễm Mai kéo lại. "Sở Sở, cứ để cho nó đi đi, chuyện này nếu đổi lại là bất cứ ai cũng đều cảm thấy khó chịu như vậy mà." đợi qua thêm một quãng thời gian thì nó sẽ nghĩ thông suốt chờ sau này có tiền rồi con bồi thường lại cho nó dù sao nó cũng đã chữa trị cho con hai lần rồi hu hu đường sở sở đau lòng khóc nấc cái gì mà tôn diệu cái gì mà nhà siêu giàu gì đó chứ cô vốn là không thích cô chỉ thích giang thần thôi nhưng mà giữa tình thân và tình yêu cô buộc phải chọn tình thân đường sở sở biết bây giờ giang thần nhất định đang rất hận cô hận cả nhà của cô mới hùng hổ rời khỏi nhà như vậy. Giang thần một mạch rời khỏi nhà họ Đường, đón xe tới Thịnh Thế Vương Triều. Thịnh Thế Vương Triều là trung tâm giải trí nổi danh nhất ở Giang Trung. Nơi đây có các quán bar, phòng karaoke, phòng tắm hơi tập thể, là một địa điểm ăn chơi lý tưởng. Phòng dưới lòng đất của Thịnh Thế Vương Triều. Đường Tùng bị mang tới nơi này, bị trói rồi treo lên. Sau khi mang Đường Tùng về đây, lâm huyền cũng vận dụng mối quan hệ để thăm dò thân phận của đường tùng bởi vì anh ta cũng sợ sẽ đắc tội với con ông cháu cha nào đó ông ta vốn chẳng sợ gì cả chỉ sợ mỗi chuyện làm cấp lớn bởi vì trước đây có rất nhiều tin không tốt về ông ta nếu như đắc tội tới những người làm cấp lớn thì chuyện bọn họ muốn xử lý ông ta sẽ là chuyện rất dễ dàng sau khi biết được đây chỉ là một tên rác rưởi của nhà họ đường ông ta mới thở phào nhẹ nhõm lâm huyền ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn Đường Tùng đang bị trói treo lên ở kia. Sau đó lại hít mắt, cười nhạt, Đường Tùng, vốn dĩ tao không có muốn xử mày, nhưng mà sao mày lại cứ hết lần này tới lần khác đụng tới tao vậy? Đại, đại ca, em sai rồi, cầu, cầu xin anh cho em một cơ hội. Đường Tùng bị đánh đến thương tích đầy mình, không ngừng nài nỉ xin tha. Giờ phút này, có người đi vào nói, Ngài Lâm, có người tới, nói là mang theo tiền chuộc thằng nhóc này. Sắt vào. Vâng. Rất nhanh sau đó, Tôn Diệu đã được mấy tên đàn em dắt vào. Anh ta nhìn thấy Đường Tùng bị đánh bầm dập cả người, còn bị chó treo lên ở kia cũng sợ đến run rẩy, suýt chút đã ngã luôn ra đất. Nhưng mà nghĩ tới chuyện chỉ cần có thể mang Đường Tùng về, anh ta sẽ có được đường sở sở, lá gan cũng vì thế mà được tráng lại mấy phần. Hơn nữa nghe miệng đời đồn thổi về Lâm Huyền rất nhiều, Tôn Diệu biết rõ Lâm Huyền là một đại ca giang hồ có nghĩa khí, sẽ không phải kiểu người thích hay gây sự. Tôn Diệu đi qua, nhìn Lâm Huyền ngồi trên ghế đang châm điếu thuốc hút. Anh ta vội cúi người, cười nói, xin chào ngài Lâm, tôi là Tôn Diệu của nhà họ Tôn. Bố tôi là Tôn Thái Vân, đã từng cùng ông ăn cơm. À, Lâm Huyền khẽ nở nụ cười nhẹ, nói, hóa ra là con trai của Tôn Thái Vân à, đúng rồi, quả thật là tôi có ăn chung vài bữa cơm, cũng coi như là có quen biết. Nhưng mà thằng nhóc này lại không có mắt, đụng phải xe của tôi thì cũng không nói đi, còn ăn nói lỗ máng. Nếu tôi không dạy cho nó chút bài học thì để chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người khác sẽ nói Lâm Huyền tôi là kẻ vô dụng rồi sao? Ngài Lâm, thằng nhóc này quả thật nên dạy bảo, chỉ là nó là em trai của bạn gái tôi. Ngài xem đó, tôi đã đích thân tới đây rồi, có phải mong ngài cũng nên nể mặt bố tôi một chút. Mặt Lâm Huyền tối lại, tóm lấy tóc của Tôn Diệu, nói, nể mặt bố của cậu. Bố cậu là cái thá gì chứ? Cho dù có là bố cậu tự mình tới đây thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thằng nhóc này dễ dàng vậy đâu. Tôi nói rồi, 8 triệu, mang ra đây rồi có thể dắt nó đi. Tôn Diệu biết Lâm Huyền là kiểu người nói một là một, hai là hai. Cho nên lúc này mới dám mò tới. Chứ nếu không có cho anh ta 10 cái lá gan, anh ta cũng không dám tới. Anh ta cho rằng nói ra tên họ của bố mình thì có thể miễn được khoản tiền chuộc đó. Xem ra, muốn có được đường sở sở anh ta phải đứt mất vài khúc ruột rồi. Ngài Lâm à, ông đừng tức giận, tôi có mang theo tiền tới, tôi sẽ trả. Nhưng mà có thể nào nể tình giữa bố tôi và ông cũng có quen biết mà đưa ra giá thích hợp hơn chút hay không? Tôn Diệu thăm dò hỏi một câu. Lâm Huyền buông Tôn Diệu ra. Cũng được, vậy thì ít lại một chút, 5 triệu vậy. Nhà họ Tôn cũng là một gia tộc lớn, cũng có chút năng lực. Mặc dù ông ta không có sợ, nhưng mà bây giờ tiêu giao vương nhậm chức rồi, phàm là chuyện gì có thể không cần huyên náo thì cứ cố gắng hết sức để giải quyết êm đẹp. Ông ta cũng từ 8 triệu hạ xuống còn 5 triệu. Tôn Diệu cũng nứt từng đoạn ruột. Mặc dù nói là nhà anh ta có tiền, 5 triệu cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc, nhưng mà số tiền này không phải là của anh ta. Mà là 5 triệu tiền tiêu vặt một tháng của anh ta. Vì để có được đường sở sở, anh ta đành làm liều, gật đầu nói, vâng, Ngài Lâm nói 5 triệu thì sẽ là 5 triệu, chuyển khoản trực tiếp chứ nhỉ đúng vậy chuyển khoản thẳng lâm huyền gật đầu sau đó ngoắc tay gọi một tên đàn em đứng bên cạnh mày dắt cậu ta đi chuyển khoản đi vâng tên đàn em đó gật đầu sau đó dắt tôn diệu đi chuyển khoản rất nhanh sau đó tôn diệu cũng đã chuyển tiền xong lại lần nữa quay trở lại phòng dưới lòng đất mà đường tùng cũng được thả xuống nhưng mà do anh ta bị giam giữ ở đây đã bị đánh một trận sau đó còn bị treo một lúc nên hiện tại đã ngất đi rồi đại ca vào đúng lúc này một tên đàn em vội vàng chạy tới với vẻ mặt hoảng loạn không không xong rồi có người đánh tới đây người của mình đã bị đánh gục rất nhiều cái gì lâm huyền lập tức nổi giận đây chính là thịnh thế vương triều toàn bộ giang trung này có người nào không biết đây là địa bàn của ông ta ai lại dám gây sự ở đây chứ là ai là tôi một giọng nói vang tới men theo âm thanh đó là hình ảnh một đám người trong tay cầm mã tấu gậy sắt đều đang liên tục lăn xuống phòng dưới lòng đất này lâm huyền quay người lại nhìn thấy người tới đó là một kẻ lạ hoắc còn thấy đám đàn em của mình bị đánh lăn quay một vài tên còn đứng được thì đang liên tục lùi về sau thịnh thế vương triều của ông ta có hơn cả trăm tên đàn em bảo vệ còn là tới cả mấy trăm người kia lại có thể đánh tới đây tuyệt đối không phải là người tầm thường lâm huyền duỗi tay vòng qua eo cầm vũ khí vẻ mặt u ám mà lạnh lùng nói thằng nhóc mày là ai ông ta đi được tới bước này là nhờ vào những chuyện đã thực hiện trước đó đều được làm rất cẩn thận. Chỉ sợ sơ suất sẽ đắc tội với mấy người có địa vị cực lớn, như thế sẽ chôn vùi giang sơn mà ông ta gầy dựng nửa đời người này. Giang thần, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. chương năm 17, chọc tôi thì được, đừng có chọc giận vợ tôi. Giang thần đi vào phòng dưới lòng đất. Ở phòng dưới lòng đất này tụ tập tầm hơn 20 tên đàn em của Lâm Huyền bên ngoài là mấy trăm bảo vệ cũng mấy chục tên đàn em đều đã bị Giang Thần đánh gục hết rồi. Giang Thần, là mày. Tôn Diệu đang muốn dắt Đường Tùng rời khỏi đây lại nhìn thấy có người tới, sắc mặt anh ta lập tức xa sầm lại, mắng ầm lên: mày có biết chỗ này là chỗ nào không? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngài Lâm đi. Giang Thần đi tới, nhấc chân lên đạp một cước, đạp thẳng vào ngực của Tôn Diệu, cả người anh ta văng ra xa mấy mét, ngã rầm xuống đất đau đớn miệng cũng phát ra âm thanh rên rỉ thảm thiết anh ta bị té gãy cương nằm liệt trên đất không đứng dậy được may lâm huyền ở đây lại không hành động lỗ mãng không suy nghĩ trước sau bởi vì ông ta đã lăn lộn cũng đủ lâu rồi từ lúc thấy giang thần ra tay đã nhìn ra được chút manh mối người này nhất định là đã từng trải qua huấn luyện trong chế độ bộ đội đặc trùng ông ta nhìn chằm chằm giang thần hỏi giang thần đúng không lâm huyền tôi đây không có thủ oán gì với cậu cậu làm vậy là ý gì? Giang thần bước từng bước qua tới. Lâm Huyền duỗi tay cầm chặt vũ khí sau eo, từng bước lùi về sau. Giang thần thư thả ngồi xuống trên ghế, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Gian phòng lớn dưới đất hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Chỉ nghe được tiếng bật lửa tí tách. Quỳ xuống. Giang thần gầm một tiếng. Tiếng gầm đó như sấm rội vang trời, vang vọng ở bên tai Lâm Huyền, tê dại màng nhĩ. Giờ phút này, trên người Giang Thần tỏa ra một luồng khí thế cực đại. Đây là khí thế của một bậc quân vương cuồng bạo, cũng là một loại sát khí. Chỉ có người quanh năm chém giết ngồi trên vị trí cao mới có thể hình thành được một trường năng lượng mạnh mẽ như này. Lâm Huyền cũng lăn lộn đã lâu, trường hợp nào cũng hầu như đều đã gặp qua trước đây rồi. Nhưng mà khi Giang Thần gầm lên một tiếng, ông ta lại cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, theo bản năng muốn quỳ xuống nhưng mà nói thế nào thì ông ta cũng là vua ngầm ở đây, cũng là một người hung ác không kém. Tiếng gào đó của Giang Thần không thể khiến ông ta khiếp sợ được. Thế nhưng, ông ta cũng không dám hành động lỗ máng, không suy nghĩ trước sau. Ông ta sụ mặt xuống, chất vấn, rốt cuộc cậu là ai? Ngài, Ngài Lâm, nó ở rể nhà họ đường, là, là chồng của đường sở sở, anh rể của đường tùng. Nó chính là một thằng lính quèn suốt ngũ trở về, mau, mau giết chết nó đi tôn diệu bị đạp phăng ở kia đã từ trên đất bỏ dậy nói nhưng mà anh ta cũng không có cách nào bỏ dậy ngay lập tức được anh ta ngồi xuống đất nhìn giang thần trên mặt đều là căm hận thằng chó chết mày biết tao là ai không hả là tôn diệu của nhà họ tôn bố tao là tôn thái vân mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không đây chính là ngài lâm vang danh gần xa giang thần ngó qua tôn diệu đang ngồi trên đất hai mắt của anh sắc bén y hệt mắt chim ưng tôn diệu chỉ thấy mình giống như bị dã thú nhìn chằm chằm toàn thân không khống chế được mà run lên phía sau cũng toát mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôn diệu chính là tôn diệu cũng vì tôn diệu muốn cưới vợ của anh hà diễm mai mới bảo đường sở sở ly hôn với anh Phút, một cây kim bạc bay ra á à, tôn diệu lập tức đau đến lăn lộn trên đất như muốn chết đi sống lại Cả người anh ta giống hệt như bị kim đâm đến khó chịu, không ngừng lăn lộn, cào cấu, nhưng mà cảm giác càng lúc càng đau nhức này khiến anh ta như sống không bằng chết. Anh ta sợ, không ngừng xin tha. "Giang Thần, tôi sai rồi, cầu, cầu xin anh bỏ qua cho tôi." Lâm Huyền đứng một bên, sợ đến vầng trán đều đổ mồ hôi. "Thủ đoạn tàn khốc gì thế này?" Ông ta chỉ nhìn thấy trong tay Giang Thần xuất hiện một cây kim bạc sau đó thì anh vung tay lên rồi tôn diệu đã đau đớn lăn lộn trên đất. Còn đám đàn hơn hai mươi mấy người của Lâm Huyền đó cũng bị dọa sợ đến chân run rẩy, thậm chí không nhịn được mà ngã xuống đất. Lâm Huyền, Giang Thần nhìn vào người đàn ông trung niên mập mạp là Lâm Huyền đang đứng đó. huỵch trong chớp mắt, Lâm Huyền quỳ dạp trên đất. Ngài, Ngài Giang, là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội tới Ngài rồi, kính xin Ngài Giang. Ông ta quỳ trên đất, tay lại vòng ở sau lưng. Trong chớp mắt, ông ta đột nhiên móc súng ra. Bằng, tiếng súng vang lên, nhưng mà, ở trên ghế lại không có ai cả. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người trên ghế đã biến mất từ lúc nào rồi, lập tức cả người lại sợ hãi đến run lên. Người đâu rồi? Đàn em của Lâm Huyền cũng đang tìm kiếm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một người đang treo trên trần nhà. Một tay anh dán trên trần nhà, lòng bàn tay như có nhựa cao su dính chặt vào tường vô cùng chắc chắn, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bản lĩnh gì vậy? Đây còn là con người nữa sao? Giang Thần nhanh chóng rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, cũng đồng thời vung chân đá vào cằm của Lâm Huyền. Bốp, cằm của Lâm Huyền phút chốc bị trúng một cú trực diện, cả người cũng đồng thời bị đá văng ra một quãng xa cả người co giật run lên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng này dọa hơn hai mươi mấy tên đàn em của Lâm Huyền sợ mất mật. Cả đám đàn em đó đều cầm mã tấu, gậy điện trong tay, nhưng ai cũng đều run rẩy sợ hãi, không ngừng lùi lại vào vách tường phía sau. Giang thần hiện tại nhìn giống hệt thần chết, bọn họ sợ đến cả người toát đầy mồ hôi. Tôn Diệu còn đang nằm trên đất không ngừng lăn lộn, cũng liên tục kêu lên thảm thiết. Giờ phút này, cả người của anh ta đều bị móng tay của mình cào đến chóc ra lâm huyền bị đá gãy cằm cũng nằm trên đất phát ra tiếng kêu thảm khốc mà đường tùng bị trói tới nơi này đánh một trận bầm dập rồi bị treo lên một lúc lâu đang ngất ở đó cũng chưa có tỉnh lại giang thần đứng lên đi về phía tôn diệu tóm người kia từ trên đất lên duỗi tay lấy kim bạc trong người của tôn diệu ra kim bạc vừa được lấy ra cơn đau đớn của tôn diệu lúc này mới tiêu tan giang thần tóm chặt lấy tóc người kia nhấc anh ta lên khỏi mặt đất lạnh lùng nói chính là mày đã tơ tưởng tới vợ tao giang thần không đại ca giang tôi sai rồi là tôi có mắt như mù không thấy núi thái sơn tôi không dám tôi không dám nữa tôn diệu sợ rồi đến cả lâm huyền cũng dám đánh anh ta thật sự là không dám động tới bốp giang thần vung tay tát một cái mặt tôn diệu lập tức xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng đầu anh ta choáng váng miệng cũng chảy máu còn văng ra thêm mấy cái răng á à, tôn diệu đau đớn hét lên mặt mày nhăn nhó vẻ mặt méo sạch đến đáng sợ giang thần ném người kia trên đất hệt như ném một con chó sau đó anh đi về phía lâm huyền tung một cước đạp lên người lâm huyền xin ngài ngài tha mạng lâm huyền bị đá gây cằm đau đến tan nát cõi lòng đến cả nói chuyện cũng không còn trôi chảy được nữa lẽ ra tôi không muốn giết người nhưng mà là ông không có mắt ông chọc tôi thì được đừng có chọc giận vợ của tôi giang thần dẫm lên tim của lâm huyền hơi dùng sức á à, lâm huyền kêu lên thảm thiết lệch hẳn đầu sang một bên trước mắt đã không còn thở nữa đám đàn em ở phòng dưới đất nhìn thấy cảnh này sợ đến quỳ dạp trên đất không ngừng xin tha tôn diệu nằm trên đất cũng sợ hết cả người run rẩy lâm lâm huyền chết rồi giang thần đi tới ngồi trên ghế lấy điện thoại ra gọi cho tiêu giao vương tiêu giao vương tôi có đánh bị thương một vài tên côn đồ giết một tên ở thịnh thế vương triều ông bảo người tới dọn dẹp tàn cuộc đi nghe được cuộc gọi điện đó của giang thần tôn diệu suýt đã phát điên rồi mẹ kiếp đây đây rốt cuộc là ai vậy còn ra lệnh cho tiêu giao vương tới dọn dẹp tàn cuộc giang thần đứng lên nhìn đường tùng đang nằm trên đất sau lại thoáng nhìn qua tôn diệu Lạnh lùng nói, trước khi em vợ tôi tỉnh lại, mang nó trở về nhà an toàn. Chuyện chỗ này không được nói nửa lời với người khác, nếu không, kết cục của Lâm Huyền chính là kết cục của anh. Nói xong, Giang Thần xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người đi, tàn thuốc trong tay cũng ném chuẩn lên xác của Lâm Huyền. Hu hu. Giang Thần rời đi xong, Tôn Diệu bật khóc. Anh ta là sợ quá nên khóc. Anh ta lớn từng này tuổi lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh khủng như thế này anh ta chính là một tên công tử bột chính hiệu. Giang thần đã đi rồi, nhưng mà cơn sợ hãi trong lòng anh ta vẫn không có biến mất. Anh ta phải mang đường tùng rời đi. Nhưng mà, anh ta bị ngã gãy xương rồi, Giang Hàm cũng bị đánh rơi mất mấy cây, trong miệng đang toàn là máu. Tôn Diệu cố sức đứng lên, vừa mới đứng được thì cổ chân đã chuyển tới một cơn đau nhức, cả người lại lần nữa ngã phịch xuống đất. Hu hu hu, anh ta sợ, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Thái Vân bố, con gặp rắc rối rồi, con đang ở thịnh thế vương triều, bố, bố nhanh tới cứu con với. chương 58 tiêu giao vương phẫn nộ. Giang thần rời khỏi thịnh thế vương triều xong bèn tới phòng khám phạm nhớ. Anh không đi tìm đường sở sở. Bởi vì anh biết rõ, tôn diệu không còn dám có bất cứ ý đồ gì với đường sở sở nữa, cô cũng sẽ nhanh chóng gọi lại cho anh bảo anh về thôi. Mà phía tiêu giao vương bên này, sau khi nhận được điện thoại của giang thần đã lập tức nổi trận lôi đình ông ta là tiêu giao vương được điều tới kế nhiệm chức vụ chủ soái của ngũ quân chứ không phải tới để thu thập tàn cuộc cho giang thần lập tức phái binh lính tới thịnh thế vương triều còn nữa điều tra thịnh thế vương triều có nguồn gốc như nào ông chủ là ai cho tôi tiêu giao vương giống lên tiêu giao vương giận dữ cả quân khu chấn động mạnh hơn trăm chiếc xe quân đội lập tức được điều động đồng thời còn khởi động hệ thống tình báo. Lâm Huyền cũng là người có tiếng tăm ở Giang Trung này, có quá khứ đen tối, không sạch sẽ. Tiêu Giao Vương muốn điều tra ông ta cũng là chuyện quá đơn giản. Còn chưa tới 10 phút sau, tư liệu của Thịnh Thế Vương Triều cũng hiện ra ngay trước mặt của Tiêu Giao Vương. Ông ta xem xong lại giận tím mặt, quát phong tỏa Thịnh Thế Vương Triều lại cho tôi, những người có liên quan đều phải giam giữ hết, không trừ một ai cả, chuyện này coi như là lệnh của quân đội vâng sau khi nhận được mệnh lệnh quân khu lập tức hành động bây giờ đang là giữa trưa nhưng mà trên đường phố lại xuất hiện hơn trăm chiếc xe quân đội hùng mạnh khí thế cuồn cuộn khiến mọi người đều chấn động chuyện gì thế này diễn tập hả nhìn thấy xe quân đội dừng lại trước cửa thịnh thế vương triều người dân qua đường cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi tôi nghe nói là thịnh thế vương triều làm ăn bất chính đúng rồi đó ông chủ của thịnh thế vương triều là lâm huyền lúc trước làm rất nhiều chuyện xấu, bây giờ tẩy trắng xong xuôi cũng rất biết điều. Có câu quan mới lên thì phải làm này làm kia chứng tỏ thực lực, tôi thấy tiêu giao vương là đang muốn bắt đầu với Lâm Huyền rồi. Ở thịnh thế vương triều, phó tướng hoắc đông quân hàm một sao dưới chứng tiêu giao vương dắt theo quân lính tiến vào trong thịnh thế vương triều. Vừa tới nơi đã thấy bảo vệ và mấy tên côn đồ. Tất cả bọn họ đều đang nằm dạp dưới đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết nhìn thấy cảnh này, cơ mặt hoác đông khẽ run. Chuyện này, lâm huyền của thịnh thế vương triều đã chọc phải vị thần chết giang thần đó như thế nào vậy? Hoác đông đi xuống phòng dưới lòng đất. Ở đây có hơn 20 người. Bọn họ đều là đàn em của lâm huyền. Còn có đường tùng đang nằm ngất, tôn diệu cũng đang chật vật trên đất không đứng lên được, và cả lâm huyền đã chết. Mang xác đi, toàn bộ người ở đây nữa. Hoác đông thoáng nhìn qua lại lập tức ra lệnh. Thấy thế, Tôn Diệu vội vàng nói: "Tướng quân, đừng, đừng ạ. À. Tôi, tôi không có phạm tội, tôi là Tôn Diệu của nhà họ Tôn." Hừm. Hoắc Đông dừng lại, khinh miệt nhìn Tôn Diệu đang ngồi trên đất, đạp cho một cú lại nói: "Họ Tôn họ gì chứ? Đụng tới ai không đụng lại cứ nhất định phải đụng tới thần chết gian thần đó. Lại còn gây phiền phức tới cho cấp trên của tôi. Tôi nói cho anh biết, chọc giận cấp trên của tôi thì mấy người coi như xong rồi." Tôn Diệu bị đá ngã dạp ra trên đất nhưng lại cũng nhanh chóng bỏ lên vội vàng nói không anh không thể bắt tôi là là giang thần bảo tôi đưa em trai của anh ta về tôn diệu không ngốc anh ta biết một nắm bắt đầu mối vừa chỉ vào đường tùng đang nằm ở kia vừa nói đó đó chính là em vợ của giang thần giang thần bảo tôi đưa cậu ta về hửng hoác đông nhìn qua đường tùng đang nằm đó lập tức hiểu được chuyện xảy ra hóa ra là đụng phải em trai của đường sở sở trả trách vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cút đi. Hoặc đông mắng một tiếng, lại đạp thêm một cú. Cũng bởi vì đám không có mắt mày đắc tội với giang thần, người kia mới bảo cấp trên của anh ta ra dọn dẹp. Hu hu, tôn diệu sốt sắng bật khóc. Anh ta cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng mà anh ta bị gãy xương rồi, đến cả bước đi cũng là cả vấn đề, đừng nói chi là dắt theo đường tùng. Giờ phút này, một người lính mặc đồ vũ giang đi tới hỏi, tướng quân, bên ngoài có một người tới nói là tôn thái vân ông ta bảo con trai của ông ta đang ở bên trong có cho vào không ạ hoác đông nhìn tôn diệu khẽ phất tay nói để cho ông ta vào nhanh chóng mang thứ rác rưởi này đi vâng bên ngoài thịnh thế vương triều một người đàn ông trung niên mặc u phục thắt cà vạt nghiêm túc đang sốt sắng đến đổ mồ hôi ông ta là tôn thái vân là người phụ trách chủ chốt tập đoàn của nhà họ tôn lúc nhận được điện thoại của con trai ông ta đã lập tức vội vàng chạy tới nhìn thấy bên ngoài thịnh thế vương triều đều là xe quân đội ông ta lại hoàn toàn bị hoảng loạn cái thằng con trời đánh này rốt cuộc đã làm gì rồi một người lính đi tới chỉ vào tôn thái vân rồi nói ông vào trong vâng tôn thái vân lúc này mới vào thịnh thế vương triều sau khi bước vào tâm hồn của ông ta càng lúc càng cảm thấy sợ hãi dọc theo đường đi đều là quân nhân mặc đồ vũ trang tất cả bọn họ đều đang lôi mấy tên côn đồ bị đánh rời đi mà tới lúc ông ta đi tới phòng dưới lòng đất đã nhìn thấy tôn diệu thương tích đầy mình đang ở đó còn nhìn thấy huy hiệu một sao trên bả vai của hoác đông cũng lập tức run chân quỳ dạp trên đất kêu một tiếng tướng quân bố hu hu nhanh tới dắt con đi với tôn diệu khẩn trương đến phát khóc rồi tôn thái vân đứng lên đi tới lại đạp cho một cú cái thằng con trời đánh này rốt cuộc mày đã làm gì vậy hả? Hoác đông mắng, được rồi, đừng có ở chỗ này làm bẽ mặt nữa, nhanh dắt người đi đi. Còn nữa, mang thằng nhóc kia về nhà họ đường cho an toàn, tôi sẽ xử lý các người sau. Tôn Thái Vân nghe như thế, trong lòng thoáng nhảy dựng. Sau đó hơi nhún chân, đạp tôn rượu thêm mấy cái nữa. Cái thằng vô dụng nhà mày, bố đập chết mày. Sao hả, lời tôi nói là gió thoảng bên tai đó phải không? nếu không đi thì người đâu, bắt về luôn cho tôi. Nghe thế, Tôn Thái Vân lập tức sợ hãi. Ông ta dìu đường tùng ở trên đất lên, lại siết chặt lấy Tôn Diệu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bên ngoài, ở trên xe, Tôn Thái Vân mặt đầy mồ hôi, tháo cả vặt xuống, cởi bỏ ra một nút áo cổ thả lỏng. Giờ phút này, cổ áo của ông ta cũng đã ướt một mảng. Lái xe đi được một quãng mới ngừng lại, lấy một điếu thuốc ra hút cái thằng con trời đánh này, rốt cuộc đã làm gì rồi hả? ông ta vừa nhả một hơi khói vừa mắng. hu hu, bố, không thể nói được, nói ra thì lập tức tiêu đời. tôn diệu gào khóc. nghe thế, tôn thái vân lại cau mày, không thể nói. bố, con đắc tội với nhân vật máu mặt rồi, là người mà có thể sai khiến cả tiêu giao vương, con phải làm sao bây giờ? có phải con chết chắc rồi không? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? tôn thái vân giống lên con con tương tư đường sở sở của nhà họ đường tôn diệu thuật lại ngắn gọn câu chuyện nhưng mà anh ta không dám nhắc tới giang thần anh ta chỉ nói có người ra mặt cho đường sở sở giết chết lâm huyền và còn ra lệnh cho tiêu giao vương tới thu dọn tàn cuộc còn những chuyện khác anh ta không hề nhắc tới một chữ người đó rốt cuộc là ai bố bố đừng có hỏi nữa còn nói nữa là con sẽ chết đó còn nữa bố cũng đừng nói chuyện này ra ngoài bố mà nói thì chúng ta sẽ tiêu đời. Người đó đến cả Lâm Huyền, là Lâm Huyền đó còn dám giết chết, lại còn gọi điện cho tiêu giao vương, vừa mới lúc nãy tướng quân mới tới vậy đó. Tôn Diệu run rẩy cả người. Nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, trong lòng anh ta vẫn còn kinh hãi không thôi. Thành công không có, thất bại lại có thừa. Tôn Thái Vân tức giận mắng, rốt cuộc mày đã đắc tội với ai chứ, như thế nào cũng phải nói cho bố biết. Là, là Giang Thần, chồng của đường sở sở. Bố, bố đừng nói chuyện này ra ngoài, Giang thần nói nếu để lọt tới tay người ngoài dù chỉ một chút, thì kết cục của Lâm Huyền sẽ chính là kết cục của con đó. Nghe thế, Tôn Thái Vân lập tức cau mày. Ông ta còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào, không ngờ lại là tên rác rưởi Giang thần đó. Anh không phải là đang ở rể nhà họ đường đó sao? Làm sao có thể có năng lực to lớn như vậy được? Làm sao còn có thể sai khiến tiêu giao vương tới thu dọn hậu quả chứ? lúc này đây tôn thái vân mải mê suy nghĩ cảm thấy rất khó hiểu ông ta không nghĩ ra được một tên đi ở rể nhà vợ sao lại có năng lực kinh khủng như vậy được nhưng mà ông ta biết rõ chuyện hôm nay nhất định không được truyền đi ra ngoài nếu không thì nhà họ tôn cũng xong đời lâm huyền là ai chứ là vua ngầm của giang trung này tài sản còn khổng lồ gấp mấy lần so với bốn gia tộc lớn bây giờ còn bị giết chết như giết chó Nhà họ Tôn của ông ta lại càng làm sao sánh được với Lâm Huyền có thế lực lớn như vậy. Vô dụng. Tôn Thái Vân tức giận mắng to, nhanh đưa Đường Tùng trở về cho bố, đích thân đi xin lỗi, nhất định phải được Đường Sở Sở tha thứ. Không được, tự bố đi tới đó. Chương 59, ba trận hỏa hoạn lúc mới nhậm chức. Quân đội điều động, phong tỏa thịnh thế vương triều, bắt giữ không ít người. Chuyện này đã tạo thành một cơn chấn động ở Giang Trung ba trận hỏa hoạn trong lúc tiêu giao vương nhậm chức, trận thứ nhất đã thiêu cháy người Lâm Huyền. Tôi nghe nói, chuyện làm ăn của Lâm Huyền đã không chân chính từ lâu, mấy năm này cũng mất công tẩy trắng, ông ta cũng bắt đầu con đường làm ăn chân chính, cơ mà ông ta đã gánh theo biết bao mạng người, vận đen không hề nhỏ. Ha ha, đúng thật là sảng khoái đã đời, cuối cùng tên giang hồ Lâm Huyền cũng thành cá lọt lưới, cho dù lần này ông ta không bị bắn chết thì nửa đời còn lại cũng rục xương trong tù đám người giang chung bàn luận sôi nổi. Mà những gia tộc lớn thì đều căn dặn người nhà rằng thời gian này bọn họ phải an phận một chút, nhất định không được gây chuyện, không được chọc đến tiêu giao vương, tránh đem lại rắc rối cho dòng họ. Nhà đường sở sở, cả nhà ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cũng chẳng có ai nói gì, không khí có chút kỳ lạ. Đường sở sở ngồi trên ghế sofa, nhìn cô như người mất đi tinh thần, gương mặt còn vương nước mắt, bộ dạng cô trông thật nhếch nhác thấy cô như vậy, trong lòng Hà Diễm Mai cũng cảm thấy không đành. Mặc dù mấy năm nay đường sở sở đã khiến bà ta phải chịu biết bao sự nhục mạ, khinh khi. Khiến bà ta không thể ngẩng đầu lên trước mặt người ngoài. Nhưng đường sở sở vẫn luôn rất ngoan ngoán, rất hiểu chuyện. Bà ta không nhịn được mà an ủi, sở sở, mẹ cũng là không còn cách nào khác. Nếu con không ly hôn với Giang Thần thì Tôn Diệu sẽ không dùng mối quan hệ của nhà họ Tôn để cứu em trai con, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho em, với lại ở với tôn diệu sẽ vững mạnh hơn so với sống chung với giang thần. Mẹ là người từng trải, mẹ không muốn tương lai của con giống mẹ, cả đời không thể ngẩng cao đầu với ai. Hà Diễm Mai không nói thì còn đỡ, vừa nói, đường sở sở đã lại cảm thấy đau lòng mà hòa khóc. Cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Mẫn, ra mở cửa đi. Vâng, mẹ. Ngô Mẫn đứng dậy đi ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đứng ở cửa, cà vạt và cúc tay áo bị cởi ra, bộ dạng rất nhếch nhác. Trên lưng ông ta còn cõng theo một người, Đường, Đường Tùng. Thấy người trên lưng Tôn Thái Vân chính là Đường Tùng, Ngô Mẫn lập tức hét to. Rồi cô ta lập tức mời Tôn Thái Vân vào trong nhà, "Mau, mau vào trong." Tôn Thái Vân cõng theo Đường Tùng đi vào trong. Qua một hồi lâu, cuối cùng Đường Tùng cũng tỉnh lại rồi. Mặc dù cậu ta bị đánh cho tơi tả nhưng bọn thuộc hạ của Lâm Huyền cũng biết chừng mực, không đánh vào xương mà chỉ toàn là vết thương ngoài da. Tôn Thái Vân đặt Đường Tùng nằm lên trên ghế sofa. Đường Tùng, thấy bộ dạng hiện giờ của Đường Tùng, Ngô Mẫn lập tức khóc thành tiếng. Mà Đường bác cũng vừa mới rót nước mời Tôn Thái Vân, nói cảm ơn ông đã mang Đường Tùng về đây. Hà Diễm Mai hỏi, ông nhất định là người được cậu chủ Tôn thuê đúng không? Cậu chủ Tôn đâu rồi? Tôn Thái Vân thở hổn hển. Ông ta cũng đã bình tĩnh nói qua rồi. Lai lịch của Giang Thần rất lớn, ngay cả Tiêu Giao Vương cũng phải kiêm nể. Chỉ là hình như người nhà họ đường vẫn chưa biết thân phận thật của anh. Nếu bọn họ chưa biết, vậy thì ông ta cũng sẽ không bóc trần. Ông ta cũng là một kẻ khôn ngoan, đương nhiên sẽ biết cách xử lý chuyện này. Một khi việc được xử lý ổn thỏa, không chỉ không khiến nhà họ tôn xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng sẽ là vui lòng được một nhân vật có tầm cỡ thật sự tôn thái vân nói đứa con trai không chịu nhường nhịn của tôi đó đã bị lâm huyền đánh rồi nó bị thương một chút nên đã tới bệnh viện cho nên tôi mới đưa đường tùng về đây nghe xong cả nhà bọn họ đều bị sốc đến sững người đứa con trai không chịu nhường nhịn đây đây chính là tôn thái vân của nhà họ tôn ấy hả ông ông là vẻ mặt hà diễm mai trở nên kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi bà ta hô lớn ông ông chính là giám đốc điều hành tôn thị tôn thái vân sao không dám nhận tôi đúng là tôn thái vân à ông tôn quả thực là ông mau mời ông ngồi xuống hà diễm mai lập tức niềm nở mời tôn thái vân ngồi xuống bà ta không ngờ rằng một tôn thái vân uy phong có tiếng ở giang trung này lại đích thân đưa đường tùng về nhà hà diễm mai thấy đường sở sở vẫn đang ngồi thì tức giận quát lớn sở sở con còn ngây ra đó làm gì còn không mau qua đây gọi bố đi. Đường sở sở đứng dậy, chú Tôn. Ai, không được. Tôn Thái Vân cũng lập tức đứng dậy nói, cô sở sở, gọi tôi một tiếng ông Tôn là được rồi. Ông Tôn, con gái tôi sẽ lập tức ly hôn với Giang Thần, sẽ lập tức kết hôn với Tôn Diệu. Tôn Diệu đã nói là cậu ấy sẽ không ghét bỏ sở sở, với lại mặc dù con bé đã lĩnh chứng với Giang Thần nhưng tuyệt đối vẫn còn là gái tân, gả cho nhà họ Tôn, nhất định sẽ không khiến nhà bên ấy mất mặt đâu không được không được mà tôn thái vân lập tức nói bà hà à chuyện cứ thế này đi sở sở với giang thần mới là một cặp trời sinh đứa con trai không biết trời cao đất dày này của tôi ấy mà nó không hề xứng với sở sở đâu chuyện này cứ vậy đi sau này đừng nhắc tới nữa hà diễm mai lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu ông tôn chẳng lẽ ông ghét bỏ sở sở là vì không thích chuyện con bé từng kết hôn sao không có chắc chắn là không người xưa nói rất đúng thà phá một cây cầu còn hơn bỏ một cuộc hôn nhân, sở sở với Giang thần còn đang yêu thương nhau như thế, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ chuyện này đi thì hơn. Biết được lai lịch ghê gớm như vậy của Giang thần, làm sao Tôn Thái Vân còn dám để đường sở sở ly hôn với anh nữa chứ? Nếu bọn họ mà ly hôn thì nhà họ Tôn coi như xong đời rồi. Việc cần làm lúc này là đợi Giang thần bất giận rồi sẽ đi tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ đường. Ông Tôn, việc này. Hà Diễm Mai không biết phải nói gì. Cứ vậy đi, tôi đi trước đây. À đúng rồi, bà nói với Giang Thần giúp tôi rằng sau này thằng con trai tôi sẽ không dám quấy rầy sở sở nữa đâu. Tôn Thái Vân bỏ lại một câu như vậy rồi vội vàng chạy biến. Con trai ông ta còn đang ở trong một chiếc xe đỗ dưới tầng, ông ta cần phải tận dụng thời gian đưa cậu ta tới bệnh viện. Cho dù Tôn Diệu có sai trái ngàn lần thì chung quy anh ta vẫn là con trai ông ta. Tôn Thái Vân đi rồi, Vậy mà cả nhà họ Đường ai nấy vẫn ngơ ngác chả hiểu gì. Tốn mất mấy triệu để chuộc được Đường Tùng, sau này không cần sống nữa sao? Tùng, anh sao rồi, em lập tức đưa anh tới bệnh viện. Ngô Mẫn nhìn Đường Tùng đang nằm trên sofa, cô ta không nhịn được mà khóc. Đường Tùng không còn sức mở miệng, chỉ có thể xua xua tay, không, không sao, chỉ là bị đánh cho một trận, bị treo vài tiếng đồng hồ, đầu anh có hơi thiếu máu lên não, thiếu dưỡng khí một chút thôi sau một hồi hôn mê, bây giờ đã không sao nữa rồi. Hà Diễm Mai cũng phản ứng, giờ bà ta không có thời gian đâu mà nghĩ mấy chuyện này. Bà ta tới cạnh chỗ đường Tùng, Tùng, không sao chứ, đi, chúng ta đi bệnh viện. Mẹ, không có gì đáng ngại cả, không cần tới viện đâu. Đi, sao lại không đi, con xem, bị đánh cho mặt mũi sưng bầm hết lên rồi, đường bác, ông còn đần ra đấy là gì, mau cóng con trai chúng ta lên rồi lái xe chở nó tới bệnh viện. Được, Đường Bác nhanh chóng cõng Đường Tùng trên lưng. Cả nhà đều đưa Đường Tùng tới bệnh viện, sau khi làm đủ loại kiểm tra mới có kết quả không đáng ngại, lúc này bọn họ mới về nhà. Sau khi về nhà, Đường Sở Sở nhìn Hà Diễm Mai đầy mong chờ, "Mẹ, ông Tôn đã nói sẽ không để con và Giang Thần ly hôn, mẹ, mẹ xem." "Thật là kỳ lạ." "Đường Tùng không sao." Hà Diễm Mai mới thở phào một hơi. Bây giờ bình tĩnh lại bà ta mới thấy kỳ lạ bà ta nhìn đường sở sở chẳng lẽ là ông tô ghét bỏ con nên mới không muốn con trai ông ta lấy con mẹ dù là thế nào thì ông tôn cũng đã bác bỏ không cho con bước vào nhà họ tôn vậy thì giang thần sở sở mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con cho dù con không cùng tôn diệu thì vẫn còn những người đàn ông khác ở cùng giang thần thì có gì tốt đi cùng với cổ giật hiên đi chẳng phải anh ta rất ngưỡng mộ con sao nhà họ cổ cũng thuộc những nhà giàu nhất thành phố tuy rằng không bằng nhà họ tôn Mẹ, đường Sở Sở tuổi thân quá khóc rồi. Giờ em trai con cũng đã không sao rồi, mẹ vẫn còn muốn ép con sao? Em trai là con mẹ, con cũng là con gái mẹ, con có quyền chọn chồng của mình chứ. Thấy Đường Sở Sở khóc, Hà Diễm Mai cũng than thở, "Ai, mẹ muốn tốt cho con mà thôi, không muốn tương lai sau này con lại giống như mẹ, nếu con đã nhất quyết không muốn ly hôn thì để Giang Thần quay về đi vậy, thằng nhóc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nó cũng biết về y học." Hơn nữa nếp sống cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả 20% cổ phần mà Hà Diễm Mai còn có thể từ chối được. Bà ta cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Quãng đời còn lại cứ sống như này đi, không cần trông cậy vào việc gả sở sở cho nhà giàu, giúp bà ta nở mày nở mặt nữa. Giờ đây chỉ cần sở sở vui, cả nhà hòa thuận vui vẻ là đủ rồi. Cảm ơn mẹ. Đường Sở Sở mừng đến rơi nước mắt, cô lập tức đứng dậy đi ra ban công lấy điện thoại ra gọi cho Giang Thần. "Thần, chúng ta không ly hôn nữa, anh mau về đi, hu hu, anh mau về đi." Chương 60, Tiêu giao Vương tìm đến nhà. Sau khi Giang Thần rời khỏi Thịnh Thế Vương triều, anh tới phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc không có ở phòng khám, anh ta ra ngoài rồi. Giang Thần có chìa khóa phòng khám, anh lập tức mở cửa đi vào, cũng không mở cửa làm việc mà cứ thế đóng lại. Anh vào phòng rồi leo lên giường, đi ngủ vì mấy ngày nay anh đều ngủ không ngon, định nhân cơ hội này ngủ bù một chút. Cơ mà cảm giác chưa ngủ được bao lâu thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lật người bò tới lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là đường sở sở, gương mặt anh hiện lên ý cười. Anh nghe máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng khóc nức nở của đường sở sở. Nghe cô nói vậy, trong lòng Giang Thần bỗng cảm thấy ấm áp, anh dịu dàng nói, giờ anh đang ở phòng khám phạm nhân của Tiểu Hắc, sẽ nhanh chóng trở về với em. Anh biết chắc chắn người nhà họ Tôn đã đưa Đường Tùng về nhà rồi. Ngay cả Lâm Huyền cũng chết rồi, người nhà họ Tôn đâu có ngốc, bọn họ làm gì dám gây khó dễ cho Đường Sở Sở nữa. Làm sao bọn họ còn dám bắt anh và Đường Sở Sở ly hôn nữa? Trừ phi là họ muốn chết. Giang Thần vươn mình một cái. Sau đó anh mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng khám rồi đóng cửa lại. Vừa khóa cửa, đang định rời khỏi đúng lúc này anh lại phát hiện ra ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng ở đó. Cô ta khoảng 25, 26 tuổi gì đó. Trên người cô ta mặc một cái váy liền dài, đi giày cao gót màu trắng, mái tóc đen nhánh, thân hình thon thả, mông cong ngực nở, trông khá xinh đẹp, mặt mũi ưa nhìn, da rẻ trắng nón, hơn nữa từ người cô ta toát ra một cảm giác rất mạnh. Cô ta đứng trước một chiếc xe Ferrari, hai tay khoanh trước ngực, đôi mi cong vút xinh đẹp, Cô ta đang chăm chú nhìn Giang Thần đóng cửa phòng khám định rời đi. Giang Thần cũng nhìn thấy cô ta rồi. Cơ mà anh cũng không nói năng gì, chỉ xoay người rời đi. "Ai?" Lâm Y mở miệng, hét lớn, "Giang Thần." "Hử?" Giang Thần dừng bước, nhìn Lâm Y, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc, "Sao thế?" Anh nhìn kỹ Lâm Y, nhận thấy trong ký ức của mình đâu có tồn tại hình bóng cô ta, thế là anh không khỏi cau mày lại. Lâm Y đi tới, chia bàn tay trắng nõn như ngọc của mình ra, giang thần, chào anh, tôi tên Lâm Y, đúng rồi, tối mai là sinh nhật tôi, tôi tới là để mời anh tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Giang thần nhíu mày khó hiểu, bị điên à? Anh là gì quen biết người tên Lâm Y này cơ chứ? Vậy mà cô ta lại tới mời anh đến dự tiệc sinh nhật. Đây không phải bị điên thì còn bị gì nữa. Anh cứ thế quay người đi tiếp. Giang thần, tôi là bạn học của đường sở sở. Nghe cô ta nhắc đến sở sở, Giang thần mới dừng chân, nhìn cô ta, bạn học. Đúng vậy, bạn học trung trường. Lâm Y nở một nụ cười rồi nói, chúng tôi đều học cùng nhau ở Đại học Giang Trung, nhưng cô ấy học ngành thiết kế thời trang còn tôi học quản lý kinh tế, à đúng rồi. Vừa nói cô ta vừa lấy ra một tấm thiệp mời mà trước đó đã nhắc tới, đưa cho Giang Thần, tối mai ở khách sạn Giang Trung, rất mong anh sẽ tới dự. Giang Thần nhìn Lâm Y rất kỹ. Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cùng học chung trường đại học nhưng lại khác ngành, sao cô ta lại quen biết Sở Sở? Với lại lúc học đại học, toàn thân Đường Sở Sở đều bị biến dạng, làm gì có ai muốn chơi với cô? Mà cô gái tên Lâm Y này, ngoài hình xinh đẹp, khí chất ngời ngời, nói thế nào thì cũng rất giống một hot girl trường học, vậy mà giờ cô ta lại gửi thiệp mời cho anh và Đường Sở Sở sao? Nhưng anh vẫn nhận lấy rồi nói, để tôi về hỏi Sở Sở nếu cô ấy quen biết cô và nhận lời đến bữa tiệc thì tôi sẽ đưa cô ấy đến nói xong giang thần xoay người rời đi lâm y đứng cạnh cửa chiếc ferrari mui trần dõi theo bóng lưng giang thần đang rời đi cho đến khi giang thần hoàn toàn đi khuất cô ta mới mở điện thoại rồi căn dặn điều tra đường sở sở giúp tôi mời hết tất cả bạn bè của cô ta hồi đại học đến dự tiệc tụ họp bạn học của tôi điện thoại lập tức có tiếng người đáp lại vâng thưa cô cả giang thần hắc long ha ha, thú vị đấy. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Y cong môi lên mỉm cười. Cô ta là người nhà họ Lâm trong thành phố. Ở trong thành phố này, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc có tiếng, gia sản không thua kém gì nhà họ Diệp và nhà họ Cổ. Giang thần cướp xe của cô ta, sau khi tới tập đoàn Ngải Lạp, cô ta bèn dùng quan hệ đi điều tra thông tin của Giang thần, có được một vài tấm ảnh hồi xưa của anh, lúc anh được phong xoái bởi vậy mà cô ta biết được thân phận thật sự của giang thần ai có thể ngờ được hắc long một trong ngũ đại soái một hắc long vô cùng xem trọng bộ mặt lại xuất hiện tại giang trung lại còn là con rể của nhà họ đường đúng thật là kiếp trước đường sở sở đã cứu cả thế giới rồi lâm y ghen tị đường sở sở có tài đức gì mà lại có được sự bảo vệ của giang thần cơ chứ giang thần lái một chiếc xe điện nhỏ anh vừa chạy xe vừa khẽ ngân nga hát rồi anh rẽ vào khu nhà của nhà họ đường anh không đi đường lớn mà lại vòng đường tắt. Đi qua một con hẻm nhỏ. Bỗng nhiên có một chiếc xe jeep từ đâu xuất hiện ngay trước mặt, bọn họ lập tức chặn xe của Giang Thần lại. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống. Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng rất rộng, đôi mắt to ẩn dưới đôi lông mày rậm rạp, khuôn mặt vuông vức, từ người ông ta toát ra khí chất của một người bề trên. Giang Thần dừng xe, nhìn Tiêu Giao Vương vừa xuống xe. Tiêu Giao Vương đi tới, đồng thời ông ta lấy ra một điếu thuốc hàng hiệu rồi ném cho giang thần giang thần đón lấy tiêu giao vương chỉ chỉ vào chiếc xe lên xe nói chuyện giang thần châm điếu thuốc lá hít vào một hơi sâu rồi lãnh đạm nói chẳng có gì hay ho để nói có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi vợ tôi còn đang chờ tôi ở nhà rốt cuộc cậu muốn làm gì tiêu giao vương bình tĩnh hỏi ông ta mới tới giang trung không lâu đã giúp giang thần xử lý rắc rối tới hai lần ông ta là tiêu giao vương của tây cảnh giờ lại đứng đầu ngũ quân không phải thuộc hạ của giang thần vậy mà hết lần này tới lần khác đều bị anh sai bảo có làm gì đâu giang thần nhạt nhẽo nói tiêu giao vương lập tức gào lên đầu tiên là tập đoàn ngải lạp tiếp đến là thịnh thế vương triều giang thần tôi biết thực lực của cậu rất mạnh nhưng ở đây là giang trung không phải nam hoang cậu lại có thể dùng đồng đội của mình để đối đầu với kẻ địch sao đối mặt với tiêu giao vương đang tức giận đến phát điên Giang thần lại chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ nói, chọc tôi thì được, nhưng chọc đến vợ tôi thì không được đâu. Tiêu giao vương hít vào một hơi thật sâu rồi nói, tôi chỉ hy vọng cậu có thể biết thân biết phận hơn chút, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Còn nữa, tôi nghe nói cậu đã đến bốn gia tộc lớn, còn bắt mấy người trong số bọn họ tới lăng mộ nhà họ Giang quỳ tận 10 ngày, sau đó tự sát, bằng không sẽ thẳng tay chém giết, đúng không? Đúng vậy. Sắc mặt Giang thần lập tức trầm hẳn xuống bọn họ đáng chết. Chết cũng không phải là việc để cậu làm, việc này cứ giao cho tôi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ bắt tất cả những kẻ liên quan xa lưới, sau đó trừng phạt bọn họ thật thích đáng. Giang thần ngẩng đầu lên nhìn tiêu giao vương, hai người bọn họ nhìn nhau một lúc. Thời gian như ngừng trôi. Tiêu giao vương, tôi cảnh cáo ông, chuyện của tôi, tốt nhất là ông đừng nhúng tay vào, bằng không, tôi không ngại biến ngũ đại soái thành tứ đại soái đâu. Cậu dọa tôi. Đúng. Cậu, tiêu giao vương giận tím cả mặt. Từ lúc xuất đạo đến nay, làm gì có ai dám ăn nói với ông ta như vậy? Nghe nói thực lực của cậu thuộc dạng có một không hai, cơ mà vẫn chưa có cơ hội kiểm nghiệm. Tiêu giao vương cởi áo choàng ra. Nhưng đúng lúc này, cơ thể giang thần chợt lóe lên một cái, không biết từ lúc nào mà trong tay anh đã xuất hiện một cây kim màu bạc. Tiêu giao vương còn chưa kịp phản ứng, cây kim kia đã ghi chặt vào cổ họng ông ta, cảnh tượng dừng lại vào lúc này trên chán ông ta lập tức đổ đầy những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ ông ta là tiêu giao vương của tây cảnh đường đường là một vị chủ soái làm gì có chuyện gì là chưa từng trải qua nhưng lúc này ông ta lại sợ rồi ông ta cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ cả người giống như đang nằm trên một hố nước lạnh như băng thậm chí sống lưng còn ớn lạnh tột độ ông ta biết hắc long rất mạnh nhưng không ngờ rằng thực lực của Hắc Long lại đáng sợ tới mức độ này. Chẳng trách cấp trên lại coi trọng cậu ta tới vậy. Giang thần thu lại cây kim bạc, khí lạnh trên người cũng tiêu tán. Gương mặt anh lại trở về với vẻ thờ ơ lạnh nhạt, anh lãnh đạm nói, ông quan tâm tới chuyện của bốn gia tộc lớn ít thôi, nếu thật sự muốn quản thì đi điều tra tung tích của bức hoa nguyệt sơn cư đi. Giang thần nói lại một câu rồi quay người chạy xe đi tiếp, anh còn huyết sáo vui vẻ, cứ thế rời đi trước cái nhìn đầy soi mói của tiêu giao vương sau khi anh đi được khá xa, tiêu giao vương mới không nhịn nổi mà lùi lại về sau mấy bước. một người đàn ông khác lại từ trên xe đi tới. anh ta là người thân cận của tiêu giao vương, hoắc đông. vương, tiêu giao vương khẽ xua tay, cắt ngang lời hoắc đông. không ngờ thực lực của cậu ta lại đáng sợ tới như vậy, quả thật là động tay một cái, cậu ta muốn giết tôi chỉ cần một cây châm, hắc long, đúng thật là như lời đồn. tiêu giao vương hít sâu một hơi audio điện tử võ tấn bền hết chương 60